Triệu Bân cũng không nao núng, hắn nhảy lên va chạm. Còn chưa rơi xuống đất là Cửu Vĩ Ân Minh đã bị tông ngã ra ngoài, đè sụp một ngọn núi, đá vụn bay loạn. Hắn ta vừa muốn đứng dậy, Triệu Bân Kỳ Lân đã tới nơi, ấn đối phương xuống, cắn nứt một cái đuôi. Tuy đó chỉ là đuôi ảo ảnh nhưng cũng là sức mạnh, bị cắn nứt thì Ân Minh phải ngưng tụ lần nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là chân thân Cửu Vĩ phải có đủ năng lượng cơ. Giết! Ân Minh rít lên, tám cái đuôi còn lại vung vẩy dữ dội, hất mạnh Triệu Bân Kỳ Lân ra ngoài. Chiến! Triệu Bân ổn định thân hình rồi lại nhào tới. Ầm, bùm, ầm. Hai tên này đánh nhau mà tạo ra ảnh hưởng vô cùng to lớn. Một bên là Triệu Bân và Kỳ Lân, một bên và Ân Minh và Cửu Vĩ. Một tên có Cửu Vĩ Tiên Hồ trong cơ thể, tên kia có Thánh Thú Kỳ Lân phò trợ. Cuộc chiến rung trời nứt đất, mỗi khi có va chạm là tạo thành ánh lửa đầy trời, thậm chí còn tạo thành một vòng sáng lan ra chung quanh, nơi nó đi qua, từng ngọn núi sụp đổ, người đang xem cuộc chiến cũng bị đụng ngã lăn quay hết tốp này đến tốp khác. Cả một dãy núi đổ sộ mà vì cuộc chiến này, cảnh tượng lại trở nên ngổn ngang hoang tàn. Thần tiên đánh nhau sao? Người đang xem hoảng hốt, nước bọt nuốt ừng ực. Âm thanh quá lớn, bất cứ một sóng dư âm nào cũng có thể làm họ gục chứ đừng nói tới việc đi lên xem cuộc chiến. Hai người mới là cùng đẳng cấp. Chứ hóng chuyện như họ cũng chỉ nên đứng xem, kẻ yếu tốt nhất đừng nên lanh chanh xía vào. Bằng không, chết thế nào cũng chẳng biết. Đánh, đánh chết hắn. Không ít người chu chéo la hét. Đều là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thánh thú mà, không nên yếu nhất vậy chứ, Gia Cát Huyền Đạo lẩm bẩm. Nên biết là Ân Minh chỉ có nửa con Cửu Vĩ thôi, còn Triệu Bân có cả một con Thánh thú Kỳ Lân, sao đánh nhau khổ cực thế? Thánh thú bị suy yếu à? Linh Lung trầm ngâm, cô ta nhìn ra được chút manh mối, nhìn ra được Triệu Bân đã Kỳ Lân hóa, nhưng sức mạnh được truyền thừa không đủ. Có thể nhìn ra điểm đó cũng là hay rồi. Nhưng cô ta cũng không đoán sai. Thánh thú Kỳ Lân còn non thì không phải rất yếu sao? Nó có thể giúp Triệu Bân Kỳ Lân hóa đã là giỏi rồi, dù là Kỳ Lân còn nhỏ thì vẫn có thể đè đánh Cửu Vĩ của Ân Minh. Nếu là Kỳ Lân trưởng thành, Cửu Vĩ còn dám ló mặt sao? Bùm! Kỳ Lân đối chiến Cửu Vĩ, đánh tới trời đất mù mịt. Dãy núi sừng sững qua năm tháng lại bị san thành bình địa vì họ. Nhìn thế trận, Triệu Bân Kỳ Lân đã chiếm thế thượng phong, một đường đuổi đánh Cửu Vĩ Ân Minh đến mức không đứng vững. Vốn dĩ có 9 cái đuôi mà giờ chỉ còn 4, một cái trong đó cũng chỉ còn một nửa, hiện tại chưa thể mọc lại. Nhà nào cũng có chuyện khó kể mà. Lúc này chân thân của Cửu Vĩ đã không thể phóng ra thêm sức mạnh, tất cả đều bị Ân Minh tiêu xài hết rồi. Thế này mà còn chẳng chèn ép nổi một con Kỳ Lân non. A, à, Ân Minh hét toáng, hiển nhiên đã nổi cơn điên. Nhưng tiếng thét cũng không có tác dụng. Âm thanh càng lâu thì càng bị đánh ác hơn. Hôm nay đúng là không tiến công. Lón cỡ này mới thấy chủ nhân đánh nhau nha. Thánh thú Kỳ Lân đúng là danh bét hư truyền. Liếng bàn tán vang lên liên tục, âm thanh khen ngợi không ngớt, hai mắt sáng rực, họ sợ mình bà sót phân cảnh đặc sắc nào đó. Chủ nhân đánh nhau, Kỳ Lân đánh siêu vĩ, vạn năm cũng chưa thể có một trận nhe thế này đâu. Là nhờ số của mấy người đứng xem cuộc chiến hên thôi. E là Ân Minh sắp phải quỳ lại rồi. Không ít người già bấm tay tính toán, vừa làm thầy bói. Nói thật, đây chỉ là nói nhảm thôi. Mắt không mờ là nhìn ra được mà. Nhìn Cửu Vĩ Ân Minh bây giờ đứng cũng không vững, xét theo tình hình cuộc chiến, cơ ngân tuyệt đối đẻ đánh. Kẻ điên giết ra từ núi thây biển máu đúng là không phải hư danh. Thánh thú Kỳ Lân cũng không phải thứ để đùa. Không có át chủ bài Kỳ Lân thì sao cơ ngân có thể chạy tới đánh nhau chứ? Trên thực tế, ban đầu Triệu Bân thực sự không biết, chỉ dựa vào 3 phần thắng kia mà liều mình với Cửu Vĩ Ân Minh. Nếu không phải vì mưa rông quá ngắn ngủi, hắn thực sự có khả năng khiến Cửu Vĩ Ân Minh bị sét đánh thành tro. Lòng can đảm và sự hiểu biết này, e là người đối diện không có được. Cái gì cũng không dùng. Người thử hỏi Ân Minh có dám đánh với Kỳ Lân Triệu Bân không? Kẻ thù của Triệu Bân đã tịt ngúm cả rồi. Ví dụ như Ngô Khởi, ví dụ như Tử Đô, mặt mũi trắng bệch. Vốn tưởng đây sẽ là một trận toàn thắng, nào ngờ xảy ra nhiều biến cố như thế, trái tim nhỏ bé của họ không chịu nổi kích thích nào nữa. Chết tiệt! Ân Minh nghiến răng nghiến lợi,
có trời mới biết cơ ngân có kỳ lân. Tính sai rồi, tính sai nghiêm trọng luôn. Dòng chính của đám người quỷ minh cũng tái mặt, coi ân minh như một thanh kiếm sắc để tranh quyền đoạt lợi, vốn tưởng có thể tiêu diệt cơ ngân một cách dễ dàng, sau rồi biến cố liên tục xuất hiện. Đánh mãi, cuối cùng còn xuất hiện một con kỳ lân. Khá lắm. Khác với họ, thần thái của Dương Huyền Tông và mấy người kia lại cực kỳ thả lỏng. Ổn rồi, trận này thắng chắc rồi. Cơ ngân đúng là một nhân tài. Nếu biết trước còn quân át chủ bài này, có điên mới giam cầm hắn, có khùng mới ngăn cản hắn. Theo lời sư phụ Vân Yên nói, có phải lão nương lại làm lỡ việc kiếm trác của ngươi rồi không? Sao càng nhìn càng thấy thuận mắt nhỉ? Hoàng phi Vũ Linh lầm bầm, chỉ có mình bà ấy nghe được. Khỏi phải nói chứ, Triệu Bân Kỳ Lân hóa đúng là anh dũng vô song. So với cái này thì gương mặt phổ thông hay uống rượu ôm gái gì đó hình như không đáng nhắc đến. Lúc này đây, nếu đặt Long Phi và Cơ Ngân bên cạnh nhau, có vẻ không còn giống bông hoa nhài cắm bãi phân châu nữa. Nếu Cơ Ngân ra đời sớm vài năm, e là hoàng đế cũng không có cửa. Wow, sao còn thay đổi hình thái vậy? Không biết người nào đã hô ầm lên như thế. Khỏi cần hắn phải nói, tất cả bọn họ cũng trông thấy rồi. Cái gọi là thay đổi hình thái ý chỉ hình thái kỳ lân hóa của Triệu Bân bỗng dưng thay đổi, vốn là ngoại hình của kỳ lân, nay biến thành hình người. Đúng vậy, là hình người, năng lượng thể hư ảo hình người, nhìn kỹ lại, tướng mạo giống hệt như cơ ngân, hay nói cách khác là cơ ngân phiên bản phóng to, sừng sững mà khổng lồ, còn cơ ngân thì được năng lượng thể bao quanh. Điều này, người hiểu nhiều biết rộng như Hoàng Phi trông thấy cũng sững sờ. Đến bà ấy còn như vậy. Những người khác có mặt ở đó càng thộn ra. Túc chủ mà, trong cơ thể có hung thú gì thì ngoại hình là hình thái ấy, khí ước được vận hành như vậy đấy. Cơ ngân thì hay rồi, còn tạo ra cả hình người, khiến người ta bất giác nghĩ rằng trong cơ thể hắn không có thánh thú kỳ lân gì cả, mà là một con người. Chuyện này, cửu vi ân minh cũng nghệt mặt ra, điều này đảo lộn hết hiểu biết của hắn ta. Không hiểu cũng phải thôi. Mối quan hệ giữa cơ ngân và tiểu kỳ lân không phải là khế ước túc chủ, họ tâm ý tương thông. Giống như Nguyệt Thần đã nói, chỉ cần họ muốn, họ biến ra hình thái gì cũng được, ví dụ như hình người. Sở dĩ Triệu Bân biến hóa như vậy là để đánh cho cửu vĩ ân minh cho tiện, dù sao thì hắn vẫn là người, so với hình thái kỳ lân thì hình thái người dễ co chân duỗi tay thi triển quyền cước hơn, ví dụ như vật người chẳng hạn. Khá đấy nhỉ. Triệu Bân lắc lắc khớp cổ, xoay xoay cổ tay. Năng lượng thể hình người khổng lồ cũng làm ra động tác đồng bộ đến đáng kinh ngạc. Có câu nói thế nào nhỉ, cơ thể kỳ lân hóa, đánh khắp thiên hạ cũng không sợ. Sức mạnh của nó chưa đầy đủ đâu, mau hạ gục đi, cửu vĩ hồ thét lên. Giết! Cửu vĩ ân minh gào lên, lại một lần nữa nhào tới. Triệu Bân cười khẩy, lách người né được. Giơ tay tóm lấy ba cái đuôi còn lại của đối phương. Sau đó, hắn bắt đầu quăng quật cửu vĩ ân minh. Khoảnh khắc đó, người của Thiên Tông thấy khóe miệng mình giật giật, dường như biết được cơ ngân định làm gì. Hắn định khoe với người trong thiên hạ bí pháp vật người của hắn đây mà. Họ đoán không sai. Triệu Bân quật mạnh cửu vĩ ân minh xuống đất, khiến mặt đất rung lên bần bật. Ân minh rên lên, miệng hộc máu. Dù có năng lượng thể bao bọc, hắn ta cũng gặp phải chấn động, năng lượng thể còn bị nện đến mức nứt ra. Nếu Triệu Bân quật thêm vài lần nữa, chắc sẽ quật cho năng lượng thể của cửu vĩ nổ tung mất. Từng thấy hắn quật người ta, nhưng chưa thấy hắn quật con nào to thế. Trưởng lão và đệ tử của Thiên Tông nuốt nước bọt ừng ực, nhìn thôi cũng đau chết mẹ rồi. Thêm nữa nào. Triệu Bân hô lên, lại quật thêm cú nữa. Thế nhưng... không đợi hắn quật xuống, cửu vĩ ân minh tự đứt luôn ba cái đuôi còn lại. Vì thế, hắn ta thoát ra được khỏi sự khống chế của Triệu Bân, chỉ loáng cái đã trốn ra rất xa. Con hồ ly kia lập tức há miệng, một quả cầu năng lượng màu đen khổng lồ nhanh chóng được ngưng tụ, sở hữu sức mạnh hủy diệt, người đời có đủ lý do để tin rằng nếu quả cầu năng lượng này đánh vào Thiên Tông thì có thể thổi bay một nửa linh sơn. Giết! Cửu vĩ ân minh gào lên. Quả cầu năng lượng lao về phía Triệu Bân. Diệt! Triệu Bân rút kiếm,
chém nứt quả cầu. Đến cả cửu vĩ ân minh cũng bị chấn động nên phải liên tục lùi về sau, hắn ta chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã lao tới. Trong trạng thái kỳ lân hóa, hắn dùng tới bá đao phách thiên trảm, nghe tên đã thấy máu lửa rồi, khi ở trạng thái này còn bá đạo hơn, e là cảnh giới chuẩn thiên gặp phải cũng không dám đối đầu trực diện. Đó là kiểu khế ước gì thế, Hoàng Phi lại lầm bầm. Dạng túc chủ như ân minh, khế ước gặp khá nhiều hạn chế. Khi cơ thể ở trạng thái cửu vĩ hóa, hắn ta rất khó dùng tới bí pháp, cho dù dùng được cũng chỉ là bí pháp đơn giản. Bởi vì sức mạnh quá khổng lồ, căn bản không thể điều khiển nổi. Thế nên, đa số thời gian, cửu vĩ ân minh chỉ dùng công pháp đơn giản, dùng móng vuốt hoặc đuôi của hồ ly và một số đòn cận chiến nguyên thủy nhất. Cơ ngân thì hay rồi, một chiêu bá đao phách thiên trảm được hắn sử dụng rất nhẹ nhàng, không thấy áp lực gì, khiến bà ấy cảm thấy khế ước giữa cơ ngân và kỳ lân. Khác biệt hẳn với khế ước của ân minh và cửu vĩ. Bà ấy đoán không sai. Giữa Triệu Bân và kỳ lân vốn không có khế ước. Tâm ý tương thông là khế ước hoàn hảo nhất. Bá đao phách thiên trảm được chém xuống, cửu vĩ ân minh phải khuỵu một chân xuống. Thể sức mạnh của cửu vĩ lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt hơn nữa còn khó lòng tự liền lại và có xu hướng nổ tung. Nếu không phải nhờ có chân thân của cửu vĩ gồng mình chống đỡ thì e rằng hắn ta đã bị đánh bại từ lâu rồi và thể sức mạnh cũng sẽ bị đánh tan. Phí sức vậy sao, Triệu Bân lẩm bẩm. Việc dùng chiêu bá đao phách thiên trảm đã khiến hắn phải tiêu tốn quá nhiều sức mạnh kỳ lân. Mà kiểu tiêu tốn này lại không thể nào bổ sung lại trong thời gian ngắn được. Dù sao thì kỳ lân vẫn còn nhỏ, việc thực hiện kỳ lân hóa đã chạm đến giới hạn rồi, không còn sức mạnh để bổ sung lại sau đó nữa. Hắn hiểu được đạo lý đó. Hèn gì cửu vĩ ân minh rất hiếm khi dùng bí thuật tấn công hắn, cả hung hổ ma khôi và thương xà thân dung cũng vậy. Khi biến thành thú dữ, việc dùng bí pháp không chỉ khó kiểm soát được chừng mực mà còn tiêu tốn sức mạnh của bản thân, so ra thì có vẻ như dùng cách tấn công nguyên thủy nhất vẫn hiệu quả nhất. Chủ yếu vẫn là giảm thiểu được tối đa sự tiêu hao năng lượng. Như vậy thì mới có thể đánh lâu với đối thủ. Gào! Cửu vĩ ân minh đứng dậy, điên cuồng bộc phát sức mạnh, ép kỳ lân Triệu Bân phải lùi về sau. Kỳ lân Triệu Bân vẫn chưa kịp đứng vững lại thì cửu vĩ ân minh đã tấn công đến. Cút! Triệu Bân hừ lạnh, chém một kiếm khiến hắn ta bay lộn nhào ra xa. Cảnh tượng sau đó khá tồi tệ. Ân minh lại bị đè ra đánh suốt dọc đường, thể sức mạnh cửu vĩ bị đập đến te tua. Đồ phế vật, chân thân cửu vĩ mắng thầm. Nói thật, nếu chỉ xét về sức mạnh, cửu vĩ ân minh không thua kỳ lân cơ ngân, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Sở dĩ hắn ta bị đè đánh là vì tâm lý chiến đấu của ân minh kém xa cơ ngân. Đúng là hắn ta đang trong trạng thái của cửu vĩ hóa, đúng là cùng cấp bậc nhưng hắn ta lại không phát huy được sức mạnh đỉnh cao. Còn cơ ngân thì lại có thể phát huy hết được sức mạnh của mình. Chỉ điểm đó thôi thì ân minh đã chắc chắn phải thua rồi. Cho ta sức mạnh. Cho ta sức mạnh. Ân minh gào lên, hắn ta đang kêu gọi chân thân của cửu vĩ. Mặt cửu vĩ trở nên dữ tợn, nó cũng đã dùng hết sức, làm gì còn sức mạnh nữa. Kỳ lân Triệu Bân đáp đất, giơ một chân lên đá bay cửu vĩ ân minh. Cảnh tượng đó khiến cho những người đứng xem đều thấy rất bất ngờ, một tên to lớn như thế mà lại bị đá văng chỉ bằng một cú, kỳ lân cơ ngân đúng là bá đạo mà. Cảnh hai tên khổng lồ đánh nhau đúng là rất hoành tráng. Ổn rồi, Dương Huyền Tông mỉm cười. Linh Lung và Vân Yên cũng hít một hơi thật sâu. Tử Đô và Ngô Khởi lại càng không cần phải nói nữa, những biến cố cứ lần lượt xảy ra khiến tim gan của bọn họ đều như thắt lại, từ lúc mới bắt đầu đánh nhau đến nay. Chớp mắt là lại có một sự thay đổi lớn, bảo ai mà chịu cho nổi. Đáng chết! Sắc mặt của kẻ thù của hắn thì lại vô cùng khó coi. Đặc biệt là Đại Tế Ti, khuôn mặt già nua nhăn nhó, vốn dĩ ông ta đến để xem sự oai phong của cháu trai, vậy mà lại thành ra cục diện thế này. Từ khi cơ ngân biến ra bộ dạng kỳ lân hóa thì có vẻ như cháu trai của ông ta chưa từng được đứng vững, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hay lắm! Đập chết hắn đi. Tiếng hô hào lúc trầm lúc bổng, liên miên không ngớt. Giữa đám đông, luôn có những con người không sợ lớn chuyện, chẳng hạn như hai lão già Hắc Huyền, Bạch Huyền. Ai cũng hét lớn,
dáng vẻ như thể muốn xắn tay áo, chạy lên đạp thêm một cái nữa. Ầm. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Cửu Vĩ lại bị đánh ngã. Mọi người ai cũng suýt xoa, chật lưỡi. Đúng là không nỡ nhìn nữa, cả hai người họ đều có sức mạnh như nhau, không phân cao thấp nhưng có vẻ như Cửu Vĩ Ân Minh thiếu chút đạo hạnh, ai mà biết hắn ta lại bị đánh ngã mấy lượt, thể sức mạnh Cửu Vĩ đã tuyệt vọng, đang đứng bên bờ vực sụp đổ. A! À, Cửu Vĩ Ân Minh hét lớn lên, đứng dậy nhào qua đánh. Kỳ Lân Triệu Bân không lùi lại mà còn xông lên, lúc sắp bị đánh ngã thì đã nghiêng người né đòn tấn công, sau đó thì chụp lấy một chân của Cửu Vĩ Ân Minh và xách hắn ta lên một lần nữa. Đấy là giây phút mà tất cả mọi người đều im lặng cầu nguyện cho hắn ta. Tại sao lại phải im lặng cầu nguyện? Vì ai kia đã sắp bị đập tới chết rồi. Cảnh tượng đập thẳng tay Cửu Vĩ sẽ là một cảnh rất hoành tráng. Theo như cách nói của ai kia thì là vạn vật đều có thể đập được. Bụp, Vì Cửu Vĩ Ân Minh rất giỏi chịu đòn nên Triệu Bân đã kết hợp sức mạnh của hông và chân, đập một mạch liên tục 9 cái. Mỗi lần đập thì mặt đất lại rung chuyển. Mỗi lần đập thì thể sức mạnh Cửu Vĩ lại rạn nứt thêm một phần. Mỗi lần đập là một lần khán giả thót tim. Đến khi tiếng ầm ầm dứt hẳn thì nơi đó chỉ còn lại một tên to con, đấy là Kỳ Lân Cơ Ngân. Còn về Cửu Vĩ Ân Minh, thể sức mạnh Cửu Vĩ to lớn đã bị Triệu Bân đập đến tan biến, đừng nói đến Ân Minh, đến cả chân thân Cửu Vĩ cũng ong ong cả đầu óc, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Phụt! Cùng lúc đó, Kỳ Lân Triệu Bân cũng biến mất. Không thể nào! Chuyện này không thể nào. Ân Minh kiệt sức, nằm giữa đống đá vụn, cơ thể bị đập đến biến dạng, máu không ngừng chảy ra từ miệng, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, vẫn đầy vẻ khát máu. Hắn ta là Ân Minh, là cháu trai của Đại Tế Ti, là túc chủ của Cửu Vĩ Tiên Hồ, không ngờ lại bị đánh bại. Hắn ta không cam tâm và cũng không phục, người cao cao tại thượng như hắn ta không thể nào chấp nhận được sự thật này, càng không chấp nhận được sự thật bị Cơ Ngân đánh bại. Yên tâm lên đường đi. Triệu Bân tóm lấy cổ áo Ân Minh bằng một tay, tay kia cầm Long Uyên. Hắn phải thọc một lỗ trên người tên này mới được, vì nhiều chỗ khó xử mà đã để hắn ta được nhởn nhơ bao lâu nay rồi, bất luận là vì Phượng Vũ hay là vì bọn Lăng Phi thì cũng đều phải tiễn tên Ân Minh này về Tây Thiên thôi. Ân Minh mà chết thì cô ta sẽ phải chết theo. Linh Lung chạy vội đến, hét lớn lên, tiếng hét vang vọng cả đất trời. Không chỉ có cô ta mà Dương Huyền Tông, Vân Yên và Đan Huyền cũng đều đến cả rồi. Còn có cả Hoàng Phi Vũ Linh, Đại Tế Ti Ân Chú và Quỷ Minh, tất cả đều chạy vội đến, vây chặt khu vực đó, không để lọt dù chỉ một con muỗi, thậm chí đến sát thủ của các nước cũng không thể nào chen qua được. An Minh chết thì cô ta cũng phải chết theo. Linh Lung lại lặp lại câu đó. Triệu Bân không nói gì, nhưng hắn đã đi ừng kiếm lại. Hắn biết cô ta trong lời của Linh Lung là đang chỉ Long Phi. Ngày nào Long Phi của Đại Hạ chưa tình lại thì mối liên hệ của hai Cửu Vĩ sẽ không bị cắt đứt. Ân Minh chết thì Chiêu Vĩ của hắn ta cũng sẽ chết, Cửu Vĩ của hắn ta mà chết thì Cu Vĩ của Long Phi sẽ chết, Siêu Vĩ của Long Phi mà chết thì Long Phi cũng đi về với Tổ tiên. Cùng một đạo lý, giết chết Long Phi thì An Minh cũng sẽ phải chết theo, đến là mối liên hệ kỳ lạ giữa hai túc chủ. Giết đi, người giết đi chứ. Ta chết thì cô ta phải chôn cùng. Ân Minh nhe răng trợn mắt cười dữ tợn giống như một con ác quỷ. Hắn ta chắc chắn Cơ Ngân không dám giết mình. Giết Ân Minh thì công chúa Đại Hạ cũng sẽ chết. Nếu như vậy hôm nay Cơ Ngân liền không thể thoát ra khỏi chỗ này. Đại Hạ Thiên Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Cơ Ngân mà hoàng tộc Đại Hạ cũng vậy. Triệu Bân trầm mặc nhìn về một phía. Trong biển người, hắn nhìn thấy một người khoác hắc bào. Người đó chính là Hoàng Phi Vũ Linh. Hắn đã sớm biết. Đừng giết hắn ta. Ánh mắt của Hoàng Phi Vũ Linh như đang cầu xin. Bà ấy không muốn con gái mình phải chôn chung với Ân Minh. Cho dù muốn giết cũng phải đợi con gái của bà ấy tỉnh lại, đến lúc đó sợi dây liên kết giữa hai nửa Cửu Vĩ sẽ bị cắt đứt và hai ký chủ sẽ không còn liên quan gì đến nhau, cho dù có giết ai thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến người còn lại. Hôm nay ta sẽ trả lại ân nghĩa cho tiền bối. Triệu Bân không nói gì, chỉ có ánh mắt đại biểu cho tất cả. Hắn cuối cùng cũng buông kiếm xuống, Hoàng Phi đã từng cứu hắn một mạng, đó là một ân tình rất lớn. Hôm nay hắn không giết Ân Minh chính là đã cứu Long Phi một mạng, hai chuyện này xem như đã bù trừ cho nhau. Phù!
nhìn thấy Triệu Bân buông kiếm xuống, Hoàng Phi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dương Huyền Tông và Linh Lung cũng thở phào nhẹ nhõm. Ân Minh Thân mang nghiệp chướng nặng nề, hắn ta có chết cũng chưa hết tội, nhưng Long Phi thì vô tội. Giết đi. Người có giỏi thì giết ta đi. Biết Triệu Bân không thể giết mình, Ân Minh lại càng không kiêng nể, hắn ta bật cười ngạo nghễ rồi la hét giống như một con chó điên đang sủa. Người đánh bại được ta thì sao, cuối cùng ngươi vẫn không dám giết ta. Triệu Bân cười lạnh đặt một tay lên vai Ân Minh, đẩy chân nguyên bá đạo của mình chui vào trong cơ thể Ân Minh. Hắn không hề muốn đả thương đến xương cốt kinh mạch của Ân Minh mà hắn đang muốn đánh thẳng vào căn cơ của Ân Minh. Ông đây không giết ngươi không có nghĩa là sẽ không phế bỏ ngươi. Á! Tiếng hét của Ân Minh vô cùng thảm thiết. Dương Huyền Tông và những người khác nhìn thấy cảnh này thì trong lòng rất sảng khoái. Đáng lắm, con mợ nó ngươi đáng bị như vậy lắm. Cơ Ngân đã không giết ngươi mà ngươi còn cố tình tìm kích thích. Xem đi, kết quả tất nhiên là căn cơ bị hủy. Cơ Ngân, Ân chú giận dữ gầm lên. Cách không đánh tới một trường. Ông! Triệu Bân chỉ làm một động tác, kiếm đã ở trên vai Ân Minh. Hành động này chính là lời đáp trả tốt nhất, nếu như không muốn hắn ta chết thì lão phải đứng ngoan ngoãn ở đó đi. Thấy vậy, Ân chú vội vàng rút tay về, gầm lên một tiếng vang vọng khắp thiên hạ, thả người ra. Mạng của hắn là của ta, Triệu Bân thản nhiên nói. Không ai phản bác điều này. Cơ Ngân nói không sai, đại chiến giữa hắn và Ân Minh chính là tử chiến đặt cược cả mạng sống của mình, sau trận đại chiến Cơ Ngân đã thắng cho nên mạng của Ân Minh cũng đã thuộc về Cơ Ngân. Ân chú nghiến răng nghiến lợi, không kìm được sát ý lạnh như băng. Tuy nhiên, Ân Minh đang nằm trong tay Cơ Ngân, lão ta cũng không dám manh động. Bất lực, lão ta phải nhìn sang Dương Huyền Tông và Linh Lung. Ngụ ý của lão ta rất rõ ràng. Hai người mau giúp ta giải quyết êm đẹp chuyện này đi chứ. Có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là chuyện lớn, Dương Huyền Tông phất tay nói. Sư Điệt đã giác ngộ ra được chuyện này thì trong lòng ta cũng cảm thấy rất an ủi, Linh Lung nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người liền hiểu, chuyện này có thể dùng tiền mua mạng. Cơ Ngân có vẻ như cũng không phản đối, rõ ràng cũng đồng ý. Ân chú hít sâu một hơi. Phất tay phóng ra ngoài một tấm bùa lưu trữ. Bên trong tấm bùa lưu trữ này chứa đầy ngân phiếu, số lượng phải lên tới 100 vạn lượng bạc. Ta là ăn xin sao, Triệu Bân nhìn cũng không thèm nhìn. Vậy ngươi muốn bao nhiêu, Ân chú hử lạnh hỏi. 500 ngàn vạn, Triệu Bân thờ ơ nói. Phụt. Khụ khụ. Triệu Bân vừa dứt lời thì liền nghe thấy trong đám đông vang lên tiếng sặc nước, dường như tất cả đều đang nghẹn ngào. Bọn họ không nghe lầm, không phải 50 lượng, không phải 50 vạn lượng mà là 500 ngàn vạn lượng. Giờ phút này có rất nhiều người đã được mở mang đầu óc, một lần đòi tiền chuộc liền đòi 500 ngàn vạn lượng, chính là một núi bạc đó. Cho dù có xếp ghế ra ngồi chăm chỉ đếm bạc cũng phải tốn mất vài ngày mới đếm hết. Có phải quá độc ác rồi không? Dương Huyền Tông nhỏ giọng nói. Đại tế ti có tiền. Linh Lung cũng ho khan và bị kinh ngạc một chút. Không hổ là nhân tài, lời vừa nói ra liền khiến thế nhân kinh sợ. Ta nghe không rõ, ngươi muốn bao nhiêu, hai mắt Ân chú đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. 500 ngàn vạn. Khẩu khí lớn lắm. 600 ngàn vạn. Ngươi. 700 ngàn vạn. Cơ Ngân. 800 ngàn vạn. Ta giết ngươi, Ân chú tức giận, lại đánh ra một trường. Phụt. Đáp lại lão ta, chỉ có máu tươi chói mắt phun lên. Triệu Bân đã xé xuống một cánh tay của Ân Minh. Lần sau sẽ là đầu của hắn ta. Triệu Bân thản nhiên nói, ánh mắt vô ưu vô hỉ, vô hận vô giận, sự bình tĩnh của hắn khiến cho ngay cả Hoàng Phi Vũ Linh cũng phải run sợ. Nếu như còn dám kích động hắn thì hắn chắc chắn có thể làm bất cứ chuyện gì, chẳng hạn như bóp nát đầu Ân Minh. Dưới bầu trời, đám đông đang chờ đợi. Dưới bầu trời, bầu không khí trở nên yên tĩnh chết người. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng trái tim của tất cả mọi người đang đập thình thịch. Đối thoại giữa Cơ Ngân và Ân chú không chỉ đơn giản rõ ràng mà còn rất ly kỳ.
Mỗi lần ân chú nói một câu thì cơ ngân liền thêm vào 100.000 vạn lượng. Không sai, một câu 100.000 vạn lượng. Đừng nói đến bọn tiểu bối, ngay cả lớp tiền bối như trưởng giáo Dương Huyền Tông, Đồ Nhi Hồng Uyên Linh Lung, Hoàng hậu Đại Hạ Vũ Linh, cường giả cùng sát thủ của các quốc gia. Trong lòng đều thầm kinh hãi, không thấy thì không biết, vừa thấy liền cảm thấy giật mình thon thót. Cái tên tiểu võ tu này thật sự quá quyết đoán. Mỗi một lần hắn tăng thêm 100.000 vạn lượng đều khiến cho người nghe phải đinh tai nhức óc. Còn nữa, cái tên đó cũng hết sức tàn nhẫn. Một cánh tay của ân minh nói xé xuống liền xé xuống, không chút lưu tình. Đúng là chỉ có cơ ngân thiên tông quyết đoán nhất. Trong chớp mắt từ 500.000 vạn lượng tăng lên 800.000 vạn lượng. Nếu như ân chú còn dám mở miệng thì nhất định hắn cũng dám tăng lên tiếp. Ký chủ của cửu vĩ đúng là đáng giá. Sau một hồi yên lặng thì tất cả mọi người lại tặc lưỡi. Mọi người đều sửng sốt. 800.000 vạn lượng, đó là một con số lớn thế nào chứ? Cho dù là cường giả thiên võ cũng không dám hét giá như vậy. Không cẩn thận có khi còn bị cắt lưỡi. Tuy nhiên, con số đó lại được thốt ra từ miệng của cơ ngân. Tình hình này xem ra nếu như hắn không khiến cho ân chú táng ra bại sản thì hắn cũng sẽ không ngừng lại. Không sai, đã ghi thù rồi thì không có khả năng hòa giải nữa, đành phải chơi chết nhau thôi. Chẳng lẽ hắn muốn giữ tiền chờ ân chú đến tìm hắn tính sổ sao? Người đã dạy ra một đồ nhi tốt, Linh Lung thấm thía nói. Hắn tự học thành tài, Vân Yên hít sâu một hơi nói. Kể từ khi làm sư phụ của hắn, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải khiếp sợ như ngày hôm nay. Cơ ngân là người đầu tiên dám chống lại đại tế ti hoàng tộc. Tiểu bối dám mở miệng đòi 800.000 vạn lượng, cơ ngân cũng chính là người đầu tiên. Đồ nhi này, cô ta không dạy nổi. Không dạy được thì gả cho hắn, để hắn dạy cho ngươi, Nguyệt Thần nở nụ cười không đứng đắn nói, trong lúc đang chiến đấu cũng không quên hóng hớt kịch hay, may mà lần này bọn họ vẫn có thể đứng vững trước công phạt của lời nguyền. Bằng không, giữa Triệu Bân và ân minh ai thua ai thắng vẫn còn rất khó nói. Mặc niệm. Lại là khoảng thời gian tất cả đều mặc niệm. Tất cả đều đang mặc niệm cho ân chú. Lão già này chọc ai không chọc lại đi chọc chúng cơ ngân. Nhìn sang ân chú, khuôn mặt già nua đã không còn giống mặt người nữa, nó đang vặn vẹo một cách dữ tợn, thế nhưng cuối cùng lão ta vẫn không dám mở miệng nữa, còn dám lên tiếng thì con số sẽ không dừng lại ở 800.000 vạn lượng. Cái tên nhóc kia chắc chắn là đã phát điên rồi. Lão ta đường đường là đại tế ti hoàng tộc vậy mà hôm nay lại bị một tên tiểu bối đe dọa, thật là đáng xấu hổ. Tiền bối thấy sao, Triệu Bân cười nhìn ân chú hỏi. Lão phu lấy đâu ra 800.000 vạn lượng, ân chú lạnh lùng nói. Ông là đại tế ti, giàu có biết bao nhiêu? Không có. Nếu đã như vậy thì chờ chừng nào có đủ tiền lại đến chuộc người đi, Triệu Bân lãnh đạm nói rồi chuẩn bị rời đi. Ta, có. Ân chú nói. Qua kè răng đang nghiến chặt. Lão ta đang rất sợ hãi, chỉ có quỷ mới biết khi nào Long Phi Tinh lại, nói không chỉ ưng ngay. Long Phi Tinh lại thì cơ ngân sẽ không còn điều gì kiêng kỵ nữa, đó chính là Elsie mà cháu trai của lão ta chết. Đến lúc đó, dù có nhiều bạc hơn nữa cũng không thể chuộc được tính mạng của cháu trai lão ta về. Còn có cửu vĩ, can hệ quá nhiều. Lão ta đã chủ tính nhiều năm như vậy, tính kế nhiều năm như vậy. Không thể để cho cửu vĩ mất đi. Tiền mất còn có thể kiếm lại được nhưng cửu vĩ đã mất đi rồi thì sẽ vĩnh viễn không thể kiếm lại được. Chuyện này lão ta nhất định phải nghĩ thông suốt. Con mợ nó, lão ta thật sự có 800.000 vạn lượng. Hắc Huyền lão đạo liếc mắt nhìn quét qua ân chú từ trên xuống dưới. Không nhờ nha, đúng là một đại phú hào. Sợ rằng ngay cả Hồng Uyên sư thúc cùng Hồng Tước sư thúc cũng không có nhiều tiền đến như vậy. Nhưng ngẫm lại thì cũng không khó hiểu. Ân chú đã làm đại tế ti hoàng tộc nhiều năm như vậy, chắc chắn đút túi riêng không ít tiền bạc. Không chỉ có Hắc Huyền lão đạo, có rất nhiều người khác cũng đang nhìn sang ân chú. Đặc biệt là Hoàng Phi Vũ Linh, thần sắc của bà ấy âm trầm nhất. Bà ấy đã xem thường ân chú, không ngờ lão ta lại có nhiều tiền đến như vậy. Thật sự cảm thấy đau lòng thay cho hoàng đế. Đau lòng chứ. Đau lòng tới phát khóc. Có tiền thật tốt. Dương Huyền Tông thổn thức, ngay cả Linh Lung ở bên cạnh cũng thổn thức.
Đừng nhìn họ bên ngoài trông có vẻ không có gì, thật ra trong lòng ai cũng đang đơm hoa kết trái. Chỉ có thể cảm thán một câu, cơ ngân làm tốt lắm. Ồn ào xôn xao. Dưới sự chú ý của mọi người, ân chú phất tay áo, từ trong tay áo bay ra một tờ giấy. Đó không phải là một tờ ngân phiếu bình thường mà là một tấm bùa chữ vật cực lớn, bên trong tấm bùa chữ vật có chứa hàng trăm hàng ngàn sấp ngân phiếu, nhưng đến tột cùng là có bao nhiêu thì cũng không ai có thể đoán được chính xác, chỉ có thể chắc chắn con số đó phải từ 800 ngàn vạn lượng trở lên. Ghê gớm thật! Nếu như kéo dài tới lúc Long Phi tỉnh lại thì cho dù có tiền cũng không cứu được cháu mình. 800 ngàn vạn lượng. 18 đời tổ tiên của ta cộng lại cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến như vậy. Đại tế ti hoàng tộc quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy lá bùa chữ vật cực lớn, ánh mắt của thế nhân đều trở nên sáng rỡ, thậm chí còn có kẻ nước miếng chảy ròng ròng. Tu luyện phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nếu như có một số tiền lớn như vậy trong tay thì có thể chấn hưng cả một gia tộc trăm năm không sa sút. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ba người quỷ minh cũng lộ ra vẻ thâm trầm. Không ngờ ngươi có nhiều tiền như vậy, nhà ngươi là nơi in ngân phiếu hay sao? Đám người Ngô Khởi, Tử Đô nhìn thấy vậy cũng khiếp sợ. Không hiểu sao sau khi nhìn thấy tấm bùa chữ vật cực lớn ở trên bầu trời thì trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy cân bằng hơn chút ít, nghĩ đến chuyện trước đó bọn họ cũng từng bị bắt cóc tống tiền mất mấy ngàn vạn lượng so với 800 ngàn vạn lượng này quả thật cũng chỉ như hạt bụi. Người đại hạ giàu có vậy sao? Cường giả của các quốc gia khác cũng đều đang sờ sờ cằm cảm thán. Không hổ là đại tế ti hoàng tộc, đúng là một đại phú hào. Hơn nữa ngươi mang nhiều tiền như vậy trên người không sợ bị cướp hay sao? Tiền bối đúng là người hào phóng. Triệu Bân nói xong liền nhận lấy tấm bùa chữ vật cất vào chiếc nhẫn ma. Đau lòng. Ân chú đang đau lòng tột độ. Mỗi một động tác khi Triệu Bân cất tấm bùa chữ vật vào đều khiến cho cõi lòng lão ta đau nhói. Lão ta lao tâm khổ tứ mấy chục năm trời mới gom góp được chừng đó, cuối cùng lại bị cơ ngân cướp hết. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ma của Triệu Bân, có người khẽ liếm môi, có người lại sáng rỡ hai mắt. Mới vài giây trước ân chú còn là một đại phú hào. Sau vài giây đổi lại thành cơ ngân trở thành đại phú hào. Không biết có bao nhiêu người vừa nhìn thấy tiền là đã nổi lòng tham, đặc biệt là cường giả và sát thủ của các quốc gia khác. Thử nghĩ mà xem, nếu như có thể bắt trói được cơ ngân thì cả tám đời cũng không phải lo cơm ăn áo mặt. Thả người, ân chú giống lên, hai mắt đỏ rực. Thả, tất nhiên phải thả chứ, Triệu Bân phất tay ném ân minh ra ngoài. Ân chú vội vàng tiếp lấy cháu trai, trong phút chốc rất muốn bóp chết cháu trai của mình. Người đúng là hiếu thuận quá, đánh một trận liền khiến cho ân gia trở thành bần hàn, tổ tiên có đội mổ sống dậy cũng không gánh nổi ngươi. Nhiệt đồ, dám làm càn. Ta phải bắt ngươi lại. Dương Huyền Tông quát lên dữ dội, dẫn theo một đám cường giả chuẩn thiên bao vây Triệu Bân. Ông ta phải diễn như vậy, bề ngoài là của trách bắt người nhưng thực tế là để bảo vệ cơ ngân. Bởi vì Dương Huyền Tông ra tay quá nhanh cho nên đám người xấu định gây rối đều không kịp ra tay. Triệu Bân không ngốc, tất nhiên sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn để bị bắt. Không còn ở trạng thái kỳ lân hóa thì hắn chỉ là một võ tu cảnh giới địa tạng tầng 1, không thể chịu nổi bốn phía tuyệt sát. Mang đi. Hôm nay trưởng giáo ta, phải đích thân thẩm vấn. Dương Huyền Tông hừ lạnh một tiếng, lời nói đúng là hiên ngang lẫm liệt. Có không ít người đều liếc mắt nhìn về phía trưởng giáo Thiên Tông, lão già này đúng là thần diễn xuất, người không biết có khi còn tưởng ông ta muốn đem cơ ngân về tra tấn hành hạ. Chấm. Triệu Bân bị bắt đi. Đám người đứng xem cũng dần dần tản ra nhưng vẫn chưa đi hết, có những người đã đi rất xa nhưng vẫn không khỏi thổn thức cùng tặc lưỡi. Vở kịch lật ngược tình thế ngày hôm nay thật sự hết sức thú vị. Hai ký chủ đánh nhau là chuyện hiếm thấy. Vạn năm khó gặp. Hơn nữa một trong số các ký chủ còn là ký chủ của Kỳ Lân, vừa xuất hiện đã đánh cửu vĩ ân minh không ngóc đầu lên nổi, cường thế chiến thắng, thế như trẻ tre. Hơn nữa cơ ngân Thiên Tông còn là một tên hết sức quyết đoán, một lần hết giá cướp được của ân chú 800.000 vạn lượng. 800.000 vạn lượng, đó là một con số lớn đến cỡ nào chứ?
quả nhiên cái tên này đi tới đâu là náo nhiệt tới đó. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy Kỳ Lân thật sự. Làm như ta đã từng nhìn thấy rồi vậy. Những tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên không dứt. Thế sự vô thường. Trước đây không lâu khi sức mạnh cửu vĩ chia làm hai, người được lựa chọn nhận lấy một nửa cửu vĩ là Cơ Ngân lại xảy ra biến cố khiến cho Ân Minh chiếm được một nửa sức mạnh cửu vĩ. Vậy mà không ngờ sau khi đi một vòng lớn cuối cùng Cơ Ngân lại tìm được cho mình một thánh thú còn bá đạo hơn. Mệnh, đây chính là mệnh của hắn. Mệnh của mỗi người không ai có thể đoán trước được. Ta phải nhanh chóng tạo quan hệ tốt với Cơ Ngân. Có không ít lão tổ của các gia tộc đều vuốt râu nói. Mấy lão già này làm sao có thể không nhìn ra tiềm năng của Cơ Ngân, ở trong trạng thái Kỳ Lân hóa suýt chút nữa hắn đã trấn diệt cửu vĩ Ân Minh, chiến lực của hắn quá bạo ngược, thiên phú cũng hết sức khủng bố, nếu như cho hắn đủ thời gian thì hắn nhất định sẽ vượt qua được Đại Hạ Hồng Uyên, trở thành người không thể động vào. Hắn sẽ trở thành một cây đại thụ. Nếu như có thể xây dựng mối quan hệ tốt với hắn thì tương lai của bọn họ chắc chắn sẽ hết sức sáng lạn. Người xưa đã có câu, thấy sang thì phải bắt quàng làm họ. Hắn nhất định phải chết. Đám kẻ thù lại có tâm tình khác. Chẳng hạn như cường giả cùng sát thủ của các quốc gia phái tới đây đều đang muốn giết Cơ Ngân càng nhanh càng tốt. Mà người phẫn nộ nhất tất nhiên là Đại Tế Ti. Ngày hôm nay đã khiến cho lão ta không chỉ trở tay không kịp mà còn bị tán ra bại sản. Không ngờ sau một trận chiến thì lão ta lại phải trả một cái giá quá đắt, cũng không còn cách nào khác, ai bảo cháu trai của lão ta lại quá xuất chúng làm gì. Cơ Ngân, ngươi chờ đó cho ta, Ân Chú nghiến răng nghiến lợi nói. Không để yên, chuyện này lão ta nhất định sẽ không để yên. Sự sỉ nhục ngày hôm nay lão ta sẽ bắt Cơ Ngân trả lại gấp trăm lần. Muốn cướp tiền của lão ta không dễ như vậy đâu. Kịch hay kết thúc, ai về nhà nấy. Nói tóm lại, Cơ Ngân càng lúc càng nổi tiếng. Bên này, Cơ Ngân đã bị bắt về Thiên Tông, giam giữ trong rừng trúc tím. Rừng trúc tím này cũng giống như rừng trúc tím bên trong Linh Lung Phủ, bên ngoài được bảo vệ bởi trận pháp không gian và một màn nước bao phủ xung quanh, nói là giam giữ hắn nhưng thực chất là để bảo vệ hắn, nếu như không phá được trận pháp thì không ai có thể bước vào được. Nghỉ ngơi trước đi. Dương Huyền Tông nhẹ nhàng cười nói rồi xoay người rời đi. Cơ Ngân đã trải qua một trận chiến sinh tử, điều quan trọng nhất bây giờ là có thời gian hồi phục sức khỏe. Những nghi vấn khác chờ ngày sau hẳn hỏi cũng được. Lần này canh chừng cho tốt vào. Bên ngoài rừng trúc tím, Linh Lung căn dặn Hắc Huyền lão đạo cùng Bạch Huyền lão đạo. Hai lão già cười gượng đứng hai bên như hai ông thần giữ cửa. Cho tới khi Linh Lung cùng Dương Huyền Tông rời đi thì hai người bọn họ mới tìm chỗ ngồi xuống, một người ngồi cắn hạt dưa còn một người thì ngồi hút tẩu. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn vào rừng trúc tím, rất muốn bắt Cơ Ngân ra ngoài để nói chuyện một chút. Nghe nói người hút máu Ân Chú được 800.000 vạn lượng, có thể chia cho lão phu một nửa hay không, hay một phần ba cũng được. Hay lắm! Dương Huyền Tông hôm nay có tâm trạng đặc biệt tốt. Không chỉ có ông ta mà Linh Lung, Vân Yên, Chư Cát Huyền Đạo, Đan Huyền, Lão Trần Huyền, Lão Đạo Âu Dương cũng đều cảm thấy rất sảng khoái. Sự quật khởi của Cơ Ngân đã tiếp thêm cho bọn họ rất nhiều sức mạnh. Có một số việc cũng đã đến lúc quyết định rồi, Đan Huyền cười nói. Phong, hôm nay liền phong, Dương Huyền Tông thoải mái cười lớn. Phong gì, tất nhiên là phong thánh tử. Phong ai làm thánh tử, tất nhiên là phong có. Ngân làm thánh tử Thiên Tông. Nói cách khác, Cơ Ngân đã trở thành người thừa kế chức vị trưởng giáo Thiên Tông tiếp theo. Vị trí đó vốn dĩ đã được nhắm sẵn cho Long Phi. Bây giờ có vẻ như Cơ Ngân mới là người phù hợp hơn. Nếu hai người thành một đôi thì lại càng hoàn hảo hơn nữa. Mệnh lệnh của Dương Huyền Tông lan truyền nhanh chóng. Nếu có ai phản đối thì cũng chỉ có ba người Quỷ Minh. Tất nhiên có phản đối cũng vô ích vì chẳng có lý do gì. Trong số thế hệ trẻ không tìm được ai có thể sánh được với Cơ Ngân, ba người mạnh nhất. Một là Long Phi đang ngủ say, hai là Ân Minh đã bị phế, còn lại ai có thể so sánh với Cơ Ngân. Nói đến Ân Minh thì ba người lại cảm thấy hết sức tức giận. Nếu như hắn ta diệt được Cơ Ngân thì bọn họ đã đẩy hắn ta lên làm thánh tử rồi. Chuyện này bọn họ đã chủ tính từ lâu. Chỉ có quỷ mới biết Ân Minh lại bị đánh bại khiến cho một kế hoạch tốt bị phá hỏng. Trong rừng trúc tím, Triệu Bân khoanh chân ngồi, dáng vẻ uy nghiêm.
Trong trận chiến với ân minh hắn đã bị thương rất nặng, phần lớn đều là nội thương. Hắn đã dùng lực quá lớn, thể chất bị giáng một đòn nghiêm trọng, rất lâu mới có thể khôi phục lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc mà ánh sao đã sáng đầy trời. Nhưng đêm nay rất không bình yên. Ở Thiên Tông, nơi nào có người là nơi đó vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Ở Đế Đô, khắp các tòa thành cổ cũng hết sức náo nhiệt, tất cả đều đang bàn tán về sự việc xảy ra ngày hôm nay. Chiến công của Cơ Ngân liên tục được nhắc đến. Kỳ Lân, Quỷ Minh, Phô Mi lão đạo cùng U Tuyền lão tổ đều cả kinh. Biểu hiện của cả ba cũng nhất quán một cách đáng ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy tham lam. Cửu Vĩ Tiên Hồ, Thái Thượng Hung Hổ cùng rắn tám đầu không thể nào so sánh được với Kỳ Lân, đó chính là thánh thú hàng thật giá thật, đừng nói là thế nhân, ngay cả ba cường giả thiên võ như bọn họ cũng chưa từng được gặp qua. Nếu như có thể cướp đoạt được nó thì đúng là nghịch thiên tạo hóa. Kỳ Lân, tám vương chiêu lớn nghe tin thì cũng cả kinh không kém, tất cả đều khiếp sợ chiến lực của Cơ Ngân, cũng kinh hãi trước cơ duyên nghịch thiên của Cơ Ngân, không ngờ hắn lại đào đâu ra được một con Kỳ Lân rồi trở thành ký chủ của nó. Đánh! Đánh cho ta! Vào ban đêm, tất cả các vương triều lớn đều có lệnh truyền xuống. Ngay lập tức, quân đội hùng hậu đã tràn ra tiền tuyến. Trận chiến lần này không chỉ để thâu tóm đại hạ mà còn để tiêu diệt Cơ Ngân và cướp lấy thánh thú Kỳ Lân. Tám vương triều lớn tăng quân, chiến sự tại tất cả các biên quan của đại hạ đều trở nên hết sức khẩn cấp. Triệu Bân ngồi tĩnh tu 3 ngày. Đến ngày thứ 4 mới thấy hắn mở mắt ra, thương thế đã hồi phục không ít. Hắn nội thị Đan Hải, tiểu Kỳ Lân đang nằm ngủ an tường dưới gốc cây thần tạo hóa, nó đã bộc phát ra rất nhiều năng lượng cho nên vẫn còn trong trạng thái suy yếu, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục trợ chiến cho hắn nữa. Đa tạ. Triệu Bân nói lời cảm tạ từ tận linh hồn. Nếu như không có tiểu Kỳ Lân trợ chiến thì hắn chắc chắn đã chết. Đúng là tai họa đi luôn kèm với cơ duyên. Vào thời khắc sinh tử, tiểu Kỳ Lân đã thức tỉnh được sức mạnh của mình. Trạng thái Kỳ Lân hóa quả nhiên bá thiên tuyệt địa. Nó vẫn chỉ là một con Kỳ Lân non nớt, nhưng sau này lớn lên chắc chắn sẽ mạnh hơn. Đợi khi nhìn lại, hắn mới nhìn cánh rừng trúc này. So sánh hai bên, cánh rừng tử trúc này khá hơn cánh rừng ở Linh Lung Phủ, trận pháp không gian không bị tàn phá quá nhiều. Dù dùng vô xương khúc cũng chưa chắc đã phá được, nhưng nó vẫn không ngăn được hắn, kiểu gì hắn cũng có cách để ra ngoài được. Này, bên ngoài rừng vang lên tiếng hô của Hắc Huyền lão đạo. Triệu Bân xách một bình rượu, liếc mắt nhìn qua. Đập vào mắt là bản mặt cười tít mắt của ông ta, kết bái không? Khụ khụ. Triệu Bân hớp một ngụm rượu mà ho sặc sụa, thật sự không biết Hắc lão đầu đang đùa hay nói thật. Nếu ông ta kết bái cùng hắn, vậy thì hắn ngang vai phải vế với Linh Lung, Dương Huyền Tông hay Vân Yên gặp hắn còn phải chào một tiếng sư thúc đấy. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Tiền của ngươi chính là tiền của ta. Lời nói của Hắc Huyền lão đạo có vẻ rất thâm sâu. Người ở bên cạnh cũng vuốt râu một cách thâm trầm. Tiền của ta vẫn là tiền của ta chứ. Triệu Bân nói rồi di chuyển chiếc nhẫn ma sang chỗ khác. Hai lão già này, vừa nhìn đã biết không phải dạng người tốt đẹp. Trời còn chưa sáng đã thấy một người đi vào rừng trúc. Là một cô gái, trong tay xách theo một chiếc giỏ cơm. Triệu Bân từng gặp nàng, nàng là tỳ nữ của Dương Huyền Tông. Thánh tử, ăn cơm thôi, cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng gọi. Thánh, tử, Triệu Bân nghe xong mà sững sờ. 3 ngày trước trưởng giáo đã phong người làm thánh tử. Việc này truyền khắp đại hạ rồi. Thế này, ngại quá nhỉ. Triệu Bân nghe xong chỉ biết cười gượng. Làm đệ tử Thiên Tông lâu như vậy rồi, hắn biết thánh tử có ngụ ý gì. Dương Huyền Tông đã quyết định chọn hắn là trưởng giáo Thiên Tông đời tiếp theo. Hắn đang nghĩ, nếu ngày nào đó vì cứu mẹ mà hắn trở mặt cùng Thiên Tông, cục diện có lúng túng lắm không nhỉ? Cô gái kia đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trước khi đi, nàng còn len lén liếc mắt nhìn Cơ Ngân. Khỏi phải bàn chứ, lúc này nhìn gương mặt phổ thông kia cũng thấy đẹp trai không chịu nổi. Triệu Bân hoàn hồn, bắt đầu ăn thùng uống vại. Hắn chưa ăn cơm xong đã thấy có người khác tiến vào, hóa ra là Dương Huyền Tông,
Linh Lung và Vân Yên. Ăn cơm hả? Linh Lung là người tự giác nhất, tìm chỗ nào đó ngồi xuống. Triệu Bân chỉ mải vùi đầu lùa cơm. Nói thử xem, Kỳ Lân từ đâu ra, Vân Yên cũng ngồi xuống. Nhặt được, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn nói dứt câu, ba người kia đồng loạt đảo mắt. Nhìn đi, trong miệng tên này chẳng có câu nào là thật. Nói bừa, đây là lời thật mà. Triệu Bân không hề nói dối, hắn thật sự đã nhặt được Tiểu Kỳ Lân. Thời gian này, người cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, Dương Huyền Tông nói, có vài phần uy nghiêm của trưởng giáo. Triệu Bân khẽ gật đầu. Thế nhưng ba người kia chẳng tin lắm. Nhất là Linh Lung. Khi còn nhốt Cơ Ngân ở Linh Lung Phủ, tên này cũng hứa hẹn ngoan ngoãn lắm. Hứa xong thì tặng cho cô ta một trường đoạn vượt ngục. Thế không định cho bọn ta, xem cục cưng bảo bối của ngươi à, Linh Lung lại hỏi. Tiếng cục cưng bảo bối này nghe sao mà thân thiết. Triệu Bân nghe cũng hiểu, cục cưng bảo bối ở đây chỉ Tiểu Kỳ Lân. Hắn không từ chối. Thiên hạ đã biết cả rồi, không giấu nổi. Tiểu Kỳ Lân đang ngủ say được hắn bế ra. Sao, nhỏ thế? Ba người nhìn xong mà sững người. Ai cũng chuẩn bị ngẩng đầu lên ngắm nhìn thánh thú Kỳ Lân bá khí ngập trời. Có trời mới biết chỉ là một con Kỳ Lân bé xíu. Đây hẳn là một con non nhỉ. Chẳng trách khi Cơ Ngân mở Kỳ Lân hóa đến lúc sau thì không đủ sức. Bây giờ mới có đáp án chính xác. Chính vì thế nên họ mới chấn động. Chỉ là một con Kỳ Lân còn non đã có thể đánh cửu vĩ ân minh tàn phế. Nếu là Kỳ Lân thành niên thì ghê gớm lắm. Điều khiến họ kinh ngạc đâu chỉ có điều này. Kỳ Lân của Cơ Ngân có thể ra khỏi Đan Hải trong trạng thái chân thân, cũng có nghĩa là Cơ Ngân và Tiểu Kỳ Lân không phải quan hệ khế ước, hoặc cũng có thể là một dạng khế ước hoàn hảo hơn, khác với ân minh và cửu vĩ. Chân thân có thể ra ngoài được chính là minh chứng tốt nhất. Nào, cho ta bế thử. Linh Lung giơ tay ra bế Tiểu Kỳ Lân. Lần bế này có thể khiến cô ta chém gió suốt 800 năm, lão nương là người từng bế thánh thú đấy nhé. Anh bạn nhỏ, đáng yêu ghê. Không hổ là thánh thú, huyết mạch bá đạo quá. Dương Huyền Tông và Vân Yên cũng ghé tới, đánh giá một hồi trên dưới trái phải, thỉnh thoảng giơ tay ra, dè dặt sờ vào nó. Lần sờ này, lại thêm hai lần 800 năm nữa. Bọn ta là người từng sờ vào thánh thú nhé. Xin nó chút máu, ngươi không phản đối chứ? Linh Lung vừa vuốt ve Tiểu Kỳ Lân vừa thong dong hỏi. Kỳ Lân là thánh thú, máu của nó trời sinh đã là linh dược. Nếu máu của Kỳ Lân tiến vào cơ thể thì đúng là cơ duyên cực tốt. Ta! Áo u! Không đợi Triệu Bân lên tiếng, Tiểu Kỳ Lân đã tỉnh rồi. Nó tỉnh cũng không sao, nhưng nó nổi điên ngay tại chỗ, cắn áo của Linh Lung rồi xé toạc một mảng lớn. Vân Yên phản ứng nhanh nhạy nhất, giơ tay che mắt Dương Huyền Tông. Dương Huyền Tông buồn bực lắm chứ. Hai thằng đàn ông, tại sao lại che mắt ta, chẳng nhìn thấy gì hết. Vẫn là sư phụ thương ta. Vẫn là Kỳ Lân hiểu chuyện. Đôi mắt Triệu Bân nhìn Linh Lung tròn xoe như hạt nhãn. Trắng, đúng là rất trắng, nhất là hai cái bánh màn thầu kia. Mặt mũi Linh Lung bỗng chốc đỏ như, vội vàng lấy áo khoác che đi cơ thể. Xong việc còn thưởng cho Triệu Bân một cái tát, nhìn hả, nhìn đủ chưa? Chát! Dương Huyền Tông ở đó cũng chịu một cái tát. Có phải ta cắn đâu, Triệu Bân ôm mắt, hai mắt nổ đom đóm. Ta chẳng nhìn thấy gì hết, Dương Huyền Tông trông rất oan ức, ăn tát kích thích ghê. Cái thứ nhãi danh này. Đôi mắt xinh đẹp của Linh Lung bốc hỏa lên, nhìn Tiểu Kỳ Lân mà đùa một câu. Ngươi thật là, đã cắn ta thì thôi, lại còn cắn quần áo của ta. Cắn quần áo của ta thì thôi, sao ngươi biết chọn chỗ thế hả? Áo u! Tiểu Kỳ Lân không hiểu, hai mắt nó lộ vẻ hung dữ. Tiếng kêu này khiến ba người phải nhướng mày. Đây là Kỳ Lân mà, sao có cảm giống nó giống con Husky thế? Áo u! Tiểu Kỳ Lân gào lên một tiếng, xoay người chui vào đan hải của Triệu Bân. Anh bạn nhỏ! Vân Yên gọi một tiếng đầy thăm dò.
sau đó không thấy Tiểu Kỳ Lân ra ngoài lần nào nữa. Theo cách nghĩ của nó, ba người này không phải người tốt, muốn lấy máu của nó cơ. Không ra ngoài cũng tốt, nơi này an toàn. Gọi nói ra đây cho ta, Linh Lung tức tối nói. Ối, choáng đầu ghê, Triệu Bân ôm đầu, nhe răng nhếch lợi. Ta! Linh Lung muốn nổi điên, Vân Yên vội vàng ngăn cản. Nhìn đi, sư phụ vẫn thương Đồ Nhi lắm, nếu Linh Lung mà đánh thì người nào đó thê thảm vô cùng. Một hồi ầm ĩ kết thúc. Sau cùng Linh Lung vẫn bỏ đi với cơn tức nghẹn trong lòng. Sư muội, tốc độ tiến bộ nha. Đâu có, đâu có. Đối thoại của Dương Huyền Tông và Vân Yên e là chỉ có hai người họ hiểu được. Trưởng giáo của Thiên Tông hứng một cái tát đến là ấm ức. Chuyện gì thế? Hai lão già hắc bạch thấy vậy mà sững người. Điều khiến hai người họ càng thêm khó hiểu là sau đó Dương Huyền Tông lại ôm mặt khi bước ra. Chỉ có mình Vân Yên không sao. Vì thế hai người này lại bắt đầu tưởng tượng miên man, Dương Huyền Tông chỏng ghẹo sư muội hả? Không thể nào, bối phận còn cách biệt kìa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bối phận không phải vấn đề. Ví dụ như câu chuyện của Hoàng Phi và con heo kia, đến giờ này vẫn còn được lưu truyền rộng rãi đó. Anh bạn nhỏ, làm tốt lắm. Trong rừng trúc, Triệu Bân liên tục cười khà khà. Linh Lung cứ giam bữa nửa tháng lại đánh hắn, cách vài ngày lại treo hắn lên cây. Hiếm có khi được thấy cô ta chịu thiệt, sung sướng cõi lòng ghê. Tiểu Kỳ Lân mơ mơ màng màng kêu a á, lại gục xuống ngủ tiếp. Nửa đêm. Địa cung đại tế ti. Giết. Ta muốn hắn chết. Ân Minh tỉnh rồi, hắn ta điên cuồng thét gào, tóc tai rũ rượi, mặt mũi dữ tợn, giống như một lệ quỷ. Hắn ta thua rồi, thua cơ ngân rồi, lửa giận ngút trời đang gặm nhấm tâm trí hắn ta. Đủ rồi. Ân chú hừ một tiếng, mặt mũi tái nhợt. Trông có vẻ như vì để cứu Ân Minh, lão ta đã tiêu hao khá nhiều sức lực. May mà cũng cứu được rồi. Còn về căn cơ bị nứt vỡ, lão ta có cách giúp hắn ta gây dựng lại. Lời của lão ta rất hữu dụng, Ân Minh thực sự im ắng hẳn. Nhưng sau khi lão ta rời đi, Ân Minh lại gào thét đứt ruột đứt gan như một con chó điên. Hắn không phải cơ ngân. Cửu Vĩ Hồ cũng ủ rũ không kém gì đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Ân Minh đang phát điên bỗng dừng hẳn, không phải. Cơ ngân. Đây mới là dung mạo thật của hắn. Cửu Vĩ Hồ nói rồi lấy ra một bức họa mặt người, truyền cho Ân Minh. Ân Minh nhìn vào mà đồng tử co rút, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin, Triệu. Bân. Chấm. Ánh sao lốm đốm, ánh trăng bàng bạc. Triệu Bân như người lữ khách đi dạo trong khu rừng. Nhưng hắn không hề rảnh rỗi, hắn đang nghiên cứu trận pháp không gian. Nếu muốn ra ngoài, phải tìm được kẽ hở. Tiểu tử, Hắc lão đầu lại gọi. Hừm, Triệu Bân hờ hững đáp một câu. Hay là lão phu và Kỳ Lân của ngươi, kết bái nhé, Hắc Huyền lão đạo cười khà khà. Hai ta làm lão nhị lão tam cũng không phải không được, Bạch Huyền lão đạo vuốt râu. Triệu Bân nghe xong chỉ liếc xéo. Liêm sỉ của hai lão già này hình như rụng đầy đất rồi. Kết bái em gái người ấy, là muốn trích máu của Tiểu Kỳ Lân chứ gì. Hắn không để tâm, lấy đàn đá ra. Mục đích rất rõ, dùng khúc đàn để phá trận. Keng! Tiếng đàn du dương nhanh chóng vang lên. Hai lão già nghe xong, bỗng chốc hứng khởi hẳn. Hai lần trước tên này vượt ngục cũng dùng cách đánh đàn để phá trận pháp. Lần này phải trông cho kỹ. Đến giờ họ vẫn chưa hiểu nổi, rốt cuộc là thứ cẩm ý như thế nào. Khi cơ ngân đánh nhau với cửu vĩ Ân Minh, họ cũng có mặt, hắn chỉ dùng một khúc đàn là đã chặn được cửu vĩ, đây là uy lực cỡ nào chứ? Vô xương khúc vẫn sầu bi như mọi khi. Triệu Bân nhẹ nhàng gảy dây đàn, đảo mắt nhìn khắp nơi, quét mắt từng tấc một. Nhìn xong mới biết trận pháp này rất phi phàm, khó hiểu hơn trận pháp ở Linh Lung phủ nhiều. Sơ hở thế nào cũng có, nhưng không xác định được vị trí. Nói thẳng ra, kẽ hở kia liên tục biến động. Cũng có nghĩa là, trận pháp không gian luôn xoay chuyển, thế thì không dễ gì phá được rồi. Bên ngoài rừng, hai lão già lại nghe đàn đến phát khóc. Khi họ đang lau nước mắt thì mấy bóng dáng yêu kiều nắm tay nhau bước tới,
hóa ra là Mục Thanh Hàn, Thanh Giao, Xích Hiên và U Lan, Có cả Huyễn Mộng nữa, tới thăm Triệu Bân. Từ khi Triệu Bân bị nhốt vào rừng Tử Trúc, gần như ngày nào họ cũng tới, tiếc rằng nói thế nào hai lão già cũng không chịu, không cho họ vào. Lần này cũng vẫn vậy. Bao nhiêu là cải trắng, Hắc Huyền lão đạo cảm thán. Bị heo húc đổ hết rồi, Bạch Huyền lão đạo bồi thêm nửa sau. Khúc đàn bi thương quá. Cô nương xinh đẹp mà rơi lệ thì vừa đẹp vừa thê lương. Mấy người họ đứng dưới ánh trăng, nước mắt đầm đìa. Thôi thôi. Bạch Huyền lão đạo phất tay, mở thủy mạc. Các nữ đệ tử cảm kích vô cùng, lục tục đi vào trong. Nếu biết khóc lóc mà có tác dụng thì bọn ta đã khóc từ lâu rồi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, Bạch Huyền lão đạo thì thầm. Ta sợ tên tiểu tử kia không trụ nổi thôi, Hắc Huyền lão đạo mở miệng ra là học thuật, hai lão già vểnh ngược tai lên, chưa bên chừng bên trong sẽ truyền ra vài âm thanh kỳ diệu, ví dụ như tiếng rên rỉ. Không lâu sau, tiếng đàn ngừng. Tiếng rên rỉ thì không có, dù có làm cũng sẽ không làm ở đây. Khi các nữ tử bước ra, khóe mắt họ vẫn còn vết nước, cũng không biết vì tiếng đàn trước đó quá bi thảm hay là nhìn thấy Triệu Bân nên quá đau lòng. Có thể đàn được khúc đàn bi thương như thế hẳn phải là tâm cảnh như thế nào, e rằng cả đời này hắn khó lòng thoát khỏi cái chết của Sở Vô Xương. Khúc đàn kia được tấu lên vì cô ta. Mong cô ta, ở trên trời có linh. Sau đó vẫn còn người khác tới. Đan Huyền, Trừ Cát Huyền Đạo, Lão Trần Huyền, lũ lượt kéo tới thăm hỏi. Cút đi. Đối với họ, Hắc Bạch Nhị Lão rất thô lỗ, người nào tới mắng cho người đó đi về. Vì thế, đám đông còn nghĩ, hay là lôi hai lão già kia ra. Đập một trận. Keng. Khúc đàn bi thương mấy ngày liền không dứt. Người của Thiên Tông e là đã quen, nghe mãi rồi bật khóc. Hóa ra là thế. Dưới ánh trăng, Triệu Bân lầm bầm. Kẽ hở di động, hắn tìm ra không ít. Kẽ hở nằm im thì hắn cũng phát hiện ra được một chỗ. Nếu muốn vượt ngục, nhắm chúng vào kẽ hở kia là được. Bên ngoài có phân thân của hắn, có thể dùng thuật triệu hồi ngược hướng bã ất cứ lúc nào. Vũ Linh sư muội đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Ôi, bao nhiêu ngày không thấy Ngư Chi rồi. Bên ngoài rừng lại vang lên tiếng trò chuyện, có người đến. Hoàng phi Vũ Linh đến rồi. Đi theo cùng còn có một người đàn ông trung niên. Hai lão già Hắc Bạch niềm nở với Hoàng phi Vũ Linh nhưng lại nói năng gay gắt và tỏ vẻ khó chịu với người đàn ông trung niên. Đấy là con heo trong lời của bọn họ. Ừ, cũng chính là hoàng đế của Long Triều Đại Hạ, ông ta đã cưới sư thúc của mình. Vì vậy những người đàn ông cùng thế hệ với ông ta đều phải thường xuyên hỏi thăm ông ta. Chào sư bá, hoàng đế cười gượng. Khốn nạn, hai lão già lớn tiếng mắng. Lại muốn ăn đòn à? Hoàng phi Vũ Linh liếc hai lão già. Lưng của hoàng đế cũng thẳng hẳn lên, ngoan ngoãn chút đi, tính khí của nóc nhà ta không tốt đâu. Hai lão đạo chỉ biết cười giả lả, bọn họ đâu đánh lại hoàng phi. Không phải họ không nỡ đánh mà là thật sự đánh không lại. Không ai dưới cảnh giới thiên võ mà có thể chiến qua hoàng phi. Hoàng phi không để tâm đến họ nữa mà sải bước tiến vào núi Tử Trúc. Nhưng khi hoàng đế đi thì bị hai lão đạo kéo lại. Có việc gì sao? Lúc làm chuyện đó thì ai trong hai người nằm trên? Hai lão đạo nheo mắt nhướng mày, cười với vẻ đầy xấu xa. Sau đó hai người họ đã bị ăn đòn, là hoàng phi quay trở lại, thẳng tay đập cho họ một trận, đến hoàng đế cũng phải nóng mặt nhưng lại không dám chen miệng vào, chỉ sợ vợ mình đánh chưa đã thì kéo cả mình vào đánh theo. Nói thật, thường ngày ông ta cũng phải ăn đòn liên miên chứ đùa. Hoàng phi dừng tay, lúc bỏ đi còn liếc ông ta một cái. Đâu phải trẫm nói đâu, hoàng đế cười gượng. Nhìn đi, thế giới thật kỳ diệu, mọi thứ mọi vật đều có tương sinh tương khắc. Giống như hai người này, hoàng đế là ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng lại phải ngoan ngoãn nghe lời vợ. Chào tiền bối. Triệu Bân chắp tay, cúi người chào với vẻ rất lễ phép. Hắn đã gặp hoàng phi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp hoàng đế. Phải nói là thật sự giống như lời đồn, ông ta là một người phi phàm, cấp bậc cảnh giới chuẩn thiên đúng nghĩa. Cơ thể vạm vỡ, khí thế mạnh mẽ, có long khí quanh thân, mỗi cử chỉ đều toát lên uy nghiêm của một quân vương.
hoàng đế và hoàng phi đều đích thân đến thì phải vinh dự đến mức nào. Không cần đa lễ, hoàng phi mỉm cười. Đúng thật là thiếu niên xuất anh hùng, hoàng đế mỉm cười và tỏ ra rất gần gũi. Chưa được bao lâu là ông ta đã quan sát Triệu Bân mấy lượt, người này nhìn hậu bối nhưng lại càng giống như đang quan sát con rể hơn, càng xem càng thấy vừa ý. Đâu chỉ có mình ông ta vừa ý mà e rằng tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Cơ Ngân và Long Phi đều là vật chủ, một người là cửu vĩ tiên hồ, người kia là thần thú Kỳ Lân, một người là thánh tử của Thiên Tông, người kia là công chúa của Đại Hạ, chẳng phải là trời sinh một cặp đấy sao? Triệu Bân cười gượng, cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như thế. Có thể gọi Kỳ Lân ra xem thử không? Hoàng Phi mỉm cười nói. Đến lúc này, hoàng đế mới thôi không nhìn nữa. Triệu Bân cũng không từ chối, hắn lại bế tiểu Kỳ Lân ra. Khi thấy tiểu Kỳ Lân là con non thì hoàng phi và hoàng đế đều không tỏ vẻ kinh ngạc, chắc là họ đã nghe Dương Huyền Tông nói rồi. Có điều, khi thật sự nhìn thấy chân thân Kỳ Lân thì họ lại cảm thấy rất phi diệu, thần thú trong lời đồn đúng là quá phi phàm. Ngoan ngoãn chút nha, Triệu Bân nói thầm trong bụng, đương nhiên là tiểu Kỳ Lân nghe hiểu được. Đấy là hoàng đế và hoàng phi đấy, không được làm càn đâu, nếu dám kéo áo của hoàng phi xuống thì hoàng đế sẽ nổi giận lôi đình cho coi. Áo! Tiểu Kỳ Lân kêu lên, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Sự ngoan ngoãn của nó làm trỗi dậy tình thương bên trong hoàng phi, trông nó thật đáng yêu. Hoàng đế và hoàng phi chỉ ngồi một lát rồi đi ngay. Nhóc con, đại hạ trông cậy vào ngươi đấy. Trước khi đi... Hoàng đế còn trịnh trọng vỗ nhẹ lên vai Triệu Bân nghe mà chẳng hiểu gì, hắn cứ cảm thấy hoàng đế của đại hạ đang căn dặn hắn việc tương lai, những lời ông ta nói ra cứ như đang chăn chối. Cảm nhận của hắn không sai. Hoàng đế sắp đi rồi, ông ta phải đích thân ra trận. Ông ta là một nam tử Hán, mạnh mẽ từ trong cốt cách. Nếu như đã ra chiến trường thì sẽ có khả năng tử trận. Long chiến. Lúc ra khỏi Thiên Tông, hoàng phi đã lên tiếng gọi. Hoàng đế đứng lại nhưng không quay đầu, chỉ có chiếc áo khoác tung bay phần phật. Nhớ sống sót trở về. Hoàng phi Vũ Linh luôn mạnh mẽ cũng có lúc để lộ ra dáng vẻ của một cô gái yếu đuối. Giây phút này, ông ta không phải là hoàng đế của đại hạ, bà ấy cũng không phải là hoàng hậu của đại hạ, mà họ giống với một đôi vợ chồng bình thường hơn, vợ tiễn chồng ra trận. Lần từ biệt này biết đâu chừng cũng là vĩnh biệt. Ừ. Hoàng đế vẫn không ngoái đầu mà chậm chậm rời đi. Tiếng binh lính cưỡi ngựa ra trận rung động trời đất, hoàng đế dẫn dắt cấm vệ quân rời khỏi đó, hướng về phía chiến trường. Hoàng phi đuổi theo từng bước, bà ấy cũng muốn đến biên quan. Nhưng bà ấy không thể đi, ai cũng có thể đi nhưng bà ấy thì không thể. Ây. Dương Huyền Tông thở dài. Các trưởng lão cũng thở dài. Chiến sự ở biên quan nguy cấp đến chừng nào, nguy cấp đến mức đến hoàng đế cũng phải ra trận. Được, là một trang hảo hán. Hai lão già hắc bạch hít một hơi thật sâu, dường như có thể nhìn thấy được bóng dáng của hoàng đế từ rất xa. Bọn họ nói câu đó với vẻ khá nghiêm túc, e rằng lần từ biệt này thật sự sẽ là vĩnh biệt. Keng! Khúc nhạc bi thương vang lên, tiễn hoàng đế đại hạ lên đường. Triệu Bân không biết tình hình bên ngoài nhưng lại có thể loáng thoáng đoán được 4-5 phần. 3 ngày. Hắn đã đàn khúc nhạc đó đến 3 ngày. Đến sáng sớm ngày thứ tư mới nghe thấy được ý sát phạt trong khúc vô xương. Không hay rồi. Hai lão già hắc bạch giật mình ngồi dậy. Tiếc là đã muộn rồi, Triệu Bân đã trốn ra khỏi núi Tử Trúc. Nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi Thiên Tông. Hắn vẫn còn một chuyện cần phải làm rõ. Chuyện gì cơ, ai là người đã triệu hồi Hoa Bồ Đề? Sau khi ra khỏi núi Tử Trúc, Hoa Bồ Đề liền bay ra khỏi Nhẫn Ma và lao về một hướng. Còn hắn thì đang đi theo. Ế, sao Cơ Ngân lại ra đây rồi? Rất nhiều đệ tử, trưởng lão nhìn thấy hắn thì đều bất giác ngây ra. Đấy là hoa gì, thật kỳ lạ. Rất nhiều người ngước mắt nhìn lên, mặt mày ngơ ngác. Chào Thánh Tử. Các đệ tử gặp hắn suốt dọc đường đều cung kính hành lễ. Trong đó rất nhiều nữ đệ tử đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, mỹ nữ thì thích anh hùng mà. Còn Cơ Ngân đúng là anh hùng còn gì? Triệu Bân không trả lời, không.
không phải vì không lịch sự mà vì hắn đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên Hoa Bồ Đề, mỗi một bước tiến thêm thì trong đôi mắt lại có thêm một đường gân máu, khiến đôi mắt của hắn như được nhuộm đỏ. Các đệ tử nhìn thấy đều phải run sợ. Đến cả các trưởng lão nhìn thấy thì cũng phải chau mày. Không thể trách bọn họ được, vì lúc này toàn thân Triệu Bân đằng đằng sát khí, sát ý cũng rất đáng sợ, những nơi mà hắn đi qua đều hóa thành băng, bất kể là cây cỏ hay đất đá. Bỗng dưng, hắn dừng chân dưới đỉnh Vũ Hóa. Hoa Bồ Đề vẫn chưa dừng lại mà bay thẳng lên trên. Triệu Bân cũng đi theo, những bậc thang đá dưới chân hắn cũng đóng băng từng lớp. Bát Nhã, là Bát Nhã, là cô ta đang triệu hồi Hoa Bồ Đề. Cơ Ngân, Dương Huyền Tông đã đến, Vân Yên cũng đã đến. Theo sau họ còn có hai lão đạo Hắc Huyền và Bạch Huyền, mặt của hai lão đạo đó đen như than cháy. Lần thứ ba rồi, đờ mờ, hắn đã vượt ngục lần thứ ba rồi, bọn này không biết mất mặt sao. Cho ta thêm chút thời gian. Triệu Bân không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi lên phía trên. Dương Huyền Tông chau mày. Bọn Vân Yên cũng chau mày. Chuyện gì thế, liều mạng vượt ngục chỉ để leo lên đỉnh Vũ Hóa thôi sao? Còn có cả sát khí và sát ý nặng đến thế nữa, trên đỉnh Vũ Hóa có kẻ thù của hắn sao? Chuyện gì đây? Hôm nay Thiên Tông rất náo nhiệt. Chính xác mà nói thì đỉnh Vũ Hóa hôm nay rất náo nhiệt, dưới chân núi đã có rất nhiều người đang tụ tập. Cũng có không ít người đã lên đỉnh núi. Tất cả đều đã nghe nói về chuyện Cơ Ngân đã vượt ngục và chạy thẳng đến đỉnh Vũ Hóa. Mà chuyện này cũng không quan trọng. Điều quan trọng là Cơ Ngân đang rút kiếm chạy thẳng lên đỉnh núi. Hơn nữa sát khí của hắn lớn đến mức tất cả bậc đá mà hắn bước lên đều biến thành băng giá. Đỉnh Vũ Hóa vẫn yên tình như mọi khi. Bên trong chỉ có Phật Âm cùng Phật Quang Hiển Bát Nhã tự tại, khoanh chân ngồi thiền trên khối ngọc thạch, đắm chìm trong Phật Quang rực rỡ trông như một nữ Bồ Tát. Ngọc Cần, chủ định Vũ Hóa đang ngồi trong định nghỉ mát uống trà, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Bát Nhã càng nhìn lại càng thấy vui mừng. Đệ tử của cô ta mặc dù không xuất sắc bằng Cơ Ngân nhưng cũng là một yêu nghiệt thiên tài vạn người có một. Nếu như có thể ra sức bồi dưỡng thì càng tốt hơn. Hửm. Trong lúc đang nhìn, cô ta bỗng hơi nhíu mày rồi nhìn về một hướng. Lọt vào trong tầm mắt của cô ta lúc này là một đóa hoa đang theo gió bay lên đỉnh núi, đóa hoa tràn đầy Phật quang chói mắt, nhưng chói mắt hơn lại chính là máu tươi nhuộm đỏ từng cánh hoa. Hoa ở đâu ra? Ngọc Cần lẩm bẩm rồi lại nhìn về phía lối vào, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, có người mang theo sát khí nồng đậm đang đi tới đây, còn chưa nhìn thấy ai thì cô ta đã cảm nhận được một luồng khí lạnh như băng tràn tới khiến cho chính bản thân cô ta cũng cảm thấy run sợ. Phải có bao nhiêu hận thù mới có thể tạo ra sát khí kinh hoàng như vậy. Ngoài ra cô ta cũng cảm nhận được mấy người Dương Huyền Tông cũng như Vân Yên và Đan Huyền đang lên núi cùng rất nhiều người khác. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy rất khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Triệu Bân đã lên tới đỉnh núi, đạp nát bậc thềm đá dưới chân. Ngọc Cần nhìn thấy cảnh này thì lại cau mày. Sát khí quá mạnh khiến cho cô ta mới đầu không nhận ra đối phương là ai, nhìn kỹ mới biết là Cơ Ngân, theo sao Cơ Ngân lại có thêm mấy người Dương Huyền Tông đang rầm rập chạy tới. Cô ta rất hoang mang. Mấy người Dương Huyền Tông cũng rất hoang mang. Triệu Bân im lặng, dừng Hoa Bồ Đề lại. Cùng lúc đó, Bát Nhã cũng mở mắt ra, hơi nhíu mày. Sư tỷ, chính ngươi đã gọi Hoa Bồ Đề sao? Triệu Bân lạnh lùng nói. Hoa, Bồ Đề. Mọi người nghe thấy đều cả kinh, lúc này mới biết đóa hoa nhuốm máu kia chính là Hoa Bồ Đề trong truyền thuyết, xưa nay rất ít người được nhìn thấy. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ mới được nhìn thấy tận mắt. Không hổ là hoa của Phật gia, nở rộ Phật quang hết sức an tường. Là ta, Bát Nhã khẽ hé môi. Để làm gì, Triệu Bân lại hỏi. Ta muốn thành Phật, Bát Nhã khẽ nói. Có được nó thì ngươi cũng không thể thành Phật, Triệu Bân nhẹ giọng nói, cho dù ngươi có dùng chú vong thế thì ngươi cũng không thể xóa được nhân quả, ta là tội nhân, ngươi cũng là tội nhân, 18 tầng địa ngục đang chờ ta ngươi cũng không thể thoát. Nghe những lời hắn nói, những người có mặt như chết lặng. Nhân quả gì? Tội nhân gì? Chú vong thế gì? Đây là chuyện gì, Cơ Ngân đang nói gì, sao bọn họ không thể hiểu nổi? Bọn họ nghe không hiểu, Bát Nhã cũng nghe không hiểu.
Chú Vong Thế là chú pháp của Phật gia, cô ta đã từng dùng sao? Hôm nay ta tới tìm ngươi để chấm dứt một đoạn nhân quả. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, lập tức rút kiếm ra. Đương nhiên thanh kiếm này không giết được Bát Nhã, trên người Bát Nhã nổi lên một luồng Phật quang, giống như bên trong cơ thể của Bát Nhã có một tòa đại Phật kim thân hư ảo, sẽ ngay lập tức hiện thân khi cô ta gặp tình huống sinh tử. Nó cũng giống như huyết thai hộ thể của Nguyên Thương, điểm không giống duy nhất chính là đại Phật kim thân này cực kỳ cứng rắn, ngay cả thuấn thân tuyệt sát cũng không thể phá vỡ phòng ngự này. Cơ ngân. Ngọc Cẩn khẽ quát, phóng tới nhanh như chớp. Nói cách khác, trên người của Bát Nhã có khắc ấn ký của cô ta, trong một khoảng cách nhất định thì cô ta có thể ngay lập tức dịch chuyển tới chỗ của Đồ Nhi. Kiếm thứ hai của Triệu Bân đánh tới đã bị cô ta bắt bằng một tay, nhưng vì một kiếm đó chém tới quá mạnh mẽ cho nên lòng bàn tay của cô ta cũng phải đổ máu. Cơ ngân. Vân Yên cũng không chậm, một tay tóm lấy Triệu Bân. Người điên rồi. Hắc Huyền lão đạo nhanh chóng siết lấy thắt lưng của Triệu Bân rồi liều mạng lôi hắn về phía sau. Buông ta ra. Triệu Bân giãy giụa kịch liệt, giống như một người điên, gầm lên một cách cuồng loạn, hai mắt đẫm lệ nhưng lại có màu máu đỏ tươi khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Ngay cả Vân Yên cũng chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Bân như thế này, dường như giữa hắn với Bát Nhã còn có mối thù giết cha. Sư đệ, người đã nhập ma chướng rồi, Bát Nhã nói khẽ. Ma chướng con mẹ ngươi, mau đền mạng cho vô xương. Tiếng gầm của Triệu Bân là tiếng gầm thét từ tận sâu trong tâm hồn hắn. Vô xương. Sở vô xương. Tất cả mọi người đều hoang mang và bối rối. Linh Lung ngước mắt liếc nhìn bông hoa bồ đề, máu đỏ nhuộm trên bông hoa còn sót lại khí tức, quả nhiên là khí tức của Sở vô xương, chẳng lẽ cái chết của Sở vô xương có liên quan tới Bát Nhã? Làm càn. Trong khung cảnh hỗn loạn, đột nhiên có một bóng người mặc áo trắng từ trên trời bay xuống, đó là một lão già trên tay cầm một cây pháp trượng, mạnh mẽ khắc một đạo phong ấn lên người Triệu Bân. Phong ấn này rất mạnh, khiến Triệu Bân ngay lập tức không thể động đậy. Sau lão già áo trắng còn có thêm ba lão già khác, tất cả đều mặc áo trắng, râu tóc cũng bạc trắng. Pháp sư Hồ Quốc. Dương Huyền Tông liếc mắt nhìn thấy liền nhận ra. Không sai, bọn họ chính là bốn pháp sư Hồ Quốc cảnh giới chuẩn thiên. Bối phận so với Hồng Uyên và Hồng Tước còn lớn hơn, ngay cả Hồng Uyên và Hồng Tước cũng phải gọi bọn họ một tiếng sư huynh, địa vị vô cùng tôn quý. Nhưng bốn vị này rất ít khi hành tẩu giang hồ, căn bản là không thể gặp được. Hôm nay bọn họ lại cùng nhau tới Thiên Tông, hiển nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy. Bốn vị sư bá, cơn gió nào đưa các vị tới đây vậy? Linh Lung hỏi. Tất nhiên là vì cơ ngân mà tới, pháp sư Hộ Quốc thứ nhất thản nhiên nói. Nói chính xác là Triệu Bân, một tiếng cười nhạt vang lên, một người khác đi tới. Vừa nhìn đã biết là Ân Minh. Ban ngày ban mặt mà trông bộ dạng của hắn tàn tạ dữ tợn như một con ác quỷ. Triệu Bân. Tất cả sững sờ, đều nhìn về phía Triệu Bân. Nếu bọn họ nghe không lầm thì Triệu Bân mà Ân Minh đang ám chỉ cơ ngân hẳn là Triệu Bân của Thành Vong Cổ, cũng chính là người mà Tử Y Hầu đang truy nã. Triệu Bân im lặng. Đôi mắt đầm máu vẫn nhìn chừng chừng về phía Bát Nhã. Triệu Bân, chăm nghe không bằng một thấy. An Minh nhìn Triệu Bân nở nụ cười lệ ra hàm răng nanh trắng nhân. Hắn ta thì hắn ta. Nếu không phải cửu vì nói cho cũng không biết cơ ngân Thiên Tông còn có một thân phận khác là Triệu Bân Thành Dung Cổ, hắn trà trộn ở đây đã từ lâu mà Tử Y Âu vẫn không đờ tim ra. Ân Minh không ngờ Triệu Bân lại dám trà trộn vào Thiên Tông. Và hôm nay hắn ta đến đây là để vạch mặt cơ ngân. Vì để vạch mặt cơ ngân hắn ta còn tìm tới Tử Y Hầu, thông qua Tử Y Hầu mời được tứ đại pháp sư Hộ Quốc. Ân Minh, ngươi không được nói nhảm, Dương Huyền Tông lạnh lùng nói. Nói về ai cũng được, nhưng không được nói về Triệu Bân. Nếu như Tử Y Hầu phát điên chạy tới đây thì ngoại trừ cường giả thiên võ sẽ không ai có thể trấn áp cục diện được. Có nói bậy hay không? Ông hỏi hắn là biết ngay, Ân Minh nhếch miệng nói. Người bị mù rồi sao? Hắn thế này mà người bảo hắn là Triệu Bân sao? Hắc Huyền lão đạo lớn tiếng mắng. Mặt nạ ra người, Ân Minh chỉ nói bốn chữ. Những lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều nheo mắt lại, bọn họ đã từng nghe nói về một loại mặt nạ ra người có thể luyện nhập vào da mặt làm thay đổi hẳn cấu trúc gương mặt, khiến cho ngay cả cường giả thiên võ cũng không nhìn ra. Ngươi! Thật sự là Triệu Bân sao? Hắc Huyền lão đạo ngập ngừng hỏi.
không phải, Triệu Bân thản nhiên nói. Ta biết ngươi sẽ không thừa nhận cho nên ta mới đặc biệt mời tứ đại pháp sư hộ quốc tới đây, Ân Minh cười lạnh nói, diện mạo có thể thay đổi, khí tức có thể thay đổi nhưng ký ức không thể thay đổi được. Tứ đại pháp sư hộ quốc sẽ hợp sức thi triển soát hồn đại trận lục tìm trong ký ức của ngươi, tất cả những bí mật của ngươi muốn giấu cũng không giấu nổi. Soát hồn đại trận. Vừa nghe đến pháp trận này thì Dương Huyền Tông và những người khác đều nhíu mày. Những người có mặt ở đây lúc này đều không phải là người bình thường, tất nhiên sẽ biết soát hồn đại trận là thần thông gì. Thuật pháp này chủ yếu dùng để soát hồn, không phải ai cũng có thể thi triển, có yêu cầu cực cao đối với người thi thuật, bất luận xét tu vi, nội tình hay căn cơ đều phải đồng bộ từ cảnh giới chuẩn thiên trở lên. Trên toàn cõi đại hạ cũng chỉ có tứ đại pháp sư hộ quốc mới có thể thi triển được. Nghe đồn soát hồn đại trận không hề bị ảnh hưởng bởi cấm chế linh hồn, tất cả những ký ức của người bị soát hồn cho dù có che giấu bằng cấm chế thì cũng sẽ bị lôi hết ra ngoài ánh sáng, trở thành hình ảnh chiếu rọi trên một màn nước. Tuy nhiên, thuật pháp này hao tổn cực kỳ nhiều tinh lực. Nếu không có chuyện lớn xảy ra thì tứ đại pháp sư hộ quốc cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Bây giờ bọn họ lại chỉ vì một mình cơ ngân mà đến đây. Có thể thấy Ân Minh, Đại Tế Ti và Tử Y Hầu hẳn là phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể mời tứ đại pháp sư hộ quốc xuống núi. Nếu như bọn họ đã dám chi mạnh tay như vậy thì nhất định là đã phát hiện ra điều gì đó, bằng không cũng không bày ra thế trận lớn như vậy. Đầu óc của Ân Minh rất không bình thường, tuy hắn ta thường xuyên làm những chuyện không giống người nhưng Đại Tế Ti và Tử Y Hầu đều là những lão cáo già. Ngay cả bọn họ cũng ra tay thì chuyện này nhất định không đơn giản. Người mau nhận tội đi thì mới tránh được cực hình soát hồn. Pháp sư hộ quốc thứ nhất nói, muốn đánh phủ đầu. Nếu như cơ ngân nhận tội lúc này thì bọn họ cũng có thể tiết kiệm được thời gian và năng lượng để trở về ngủ tiếp. Triệu Bân không nói, lạnh lùng như băng. Thái độ này chính là lời đáp lại tốt nhất của hắn. Bắt đi. Pháp sư hộ quốc thứ hai hừ lạnh nói. Thấy vậy, Vân Yên liền đứng chắn trước mặt Triệu Bân, nói, không có bằng chứng sao có thể tùy ý bắt người. Cùng lúc đó, Dương Huyền Tông, Linh Lung, Đan Huyền, Chư Cát Huyền Đạo, Hắc Bạch Lão Đạo cũng đều đồng loạt tiến lên ngăn cản, soát hồn đại trận không chỉ hao tổn tinh lực của tứ đại pháp sư hộ quốc mà còn khiến cho người bị soát hồn bị tổn hại căn cơ, nếu xui xẻo sẽ làm hỏng nền tảng của cơ ngân và biến hắn trở thành phế vật. Nếu như Ân Minh giáp tâm trả thù vậy thì kết quả của cơ ngân sẽ rất thê thảm. Hoàng ảnh vệ đã muốn bắt người thì các ngươi còn cản được sao? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, có mấy trăm bóng người áo đen đã đáp xuống đỉnh vũ hóa, tuy không thể nhìn thấy diện mạo nhưng có thể thấy được bọn họ đều là cường giả chuẩn thiên, khí thế liên hợp lại khiến cho cả đỉnh vũ hóa phải rung chuyển. Nhiều như vậy sao? Dương Huyền Tông thấy vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi. Những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, dưới chân núi vẫn còn rất nhiều người, chỉ vì muốn biết rõ chân tướng mà quân tinh nhuệ của Hoàng Ảnh Vệ đều đã tới đây, còn có Tử Y Hầu nhất định cũng đã đến Thiên Tông rồi. Chẳng qua lão ta chưa xuất hiện mà thôi. Mọi người đoán không sai. Kẻ điên cuồng Tử Y Hầu đã điều hết quân tinh nhuệ của mình tới bắt cơ ngân. Hàng trăm cường giả chuẩn thiên mới tới chẳng qua cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ngoài cường giả chuẩn thiên thì lão ta còn điều động 10 vạn quân Hoàng Ảnh Vệ đến đây, đang bao vây Thiên Tông. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thiên Tông khai sinh lại xảy ra một chuyện lớn đến như vậy. Sao lại ngăn cản, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Ba người quỷ minh cũng đã chạy đến đỉnh vũ hóa. Không ít người vẫn đang chạy tới gây áp lực với trưởng giáo. Trong hoàn cảnh này thì trừ khi cường giả thiên võ ra mặt, nếu không sẽ không còn ai trấn áp được cục diện. Ngươi nên biết sử dụng soát hồn đại trận lên người hắn có ý nghĩa gì, Linh Lung lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn đâu, vấn đề là do cơ ngân không chịu thừa nhận thôi, Ân Minh nhún vai cười nói, sự việc ngày hôm nay rất lớn, sự tự tin của hắn ta cũng không tầm thường, trước đây hắn ta không bao giờ dám nói chuyện như thế với Linh Lung, bây giờ thì hắn ta đã có chống lưng cực mạnh, hắn ta còn sợ cái gì nữa. Bốn vị sư tổ, xin cho ta một chút thời gian, Dương Huyền Tông nói. Cái này ngươi phải hỏi Tử Y Hầu. Ta. Cứ để bọn họ soát, Triệu Bân thản nhiên nói. Trong tình huống này,
Dương Huyền Tông và những người khác có làm gì cũng không thể bảo vệ hắn. Cường giả thiên võ không ra mặt thì không ai có thể trấn áp được cục diện. Nếu như dám chống lại thì Thiên Tông hôm nay phải tắm trong biển máu. Cứ để cho bọn họ soát hồn cũng chẳng sao, bọn họ thực sự cho rằng cấm chế linh hồn mà Nguyệt Thần tạo ra chỉ là vật bày trí thôi hay sao? Đừng nói là phàm nhân, cho dù tiên nhân có đến đây thì cũng không thể tìm ra manh mối. Ân Minh có tự tin, hắn cũng có tự tin. Cơ Ngân, Vân Yên ngập ngừng. Đồ Nhi không sợ, Triệu Vân mỉm cười nói. Có thể soát hồn nhưng không thể mang hắn ra khỏi Thiên Tông, Dương Huyền Tông lạnh lùng nói. Đây là giới hạn nhẫn nhịn của ông ta. Chỉ có quỷ mới biết Hoàng Ảnh Vệ có thể bắt Cơ Ngân đi đâu. Nếu như đám người này muốn vụ oan giá họa thì bọn họ biết tìm ai nói lý lẽ đây. Được. Bắt lại. Tứ Đại Pháp Sư Hộ Quốc vừa dứt lời liền di chuyển. Hai cường giả của Hoàng Ảnh Vệ tiến lên bắt Triệu Bân như bắt tù binh. Tất cả những người trên núi đều đi theo. Ân Minh bật cười đầy bạo ngược, cuối cùng hắn ta cũng tìm được cơ hội báo thù, ngày hôm nay sẽ không có ai cứu được Cơ Ngân. Tất cả mọi người đi rồi, trên đỉnh núi chỉ còn lại Ngọc Cẩn cùng Bát Nhã. Ngươi cùng Cơ Ngân có thù oán gì? Ngọc Cẩn nhìn Đồ Nhi của mình không chớp mắt. Không thù không oán, Bát Nhã khẽ hé môi. Vậy thì ở lại trên núi đi. Ngọc Cẩn chỉ để lại một câu rồi đi xuống núi. Từ khi Thiên Tông sáng lập thì ngày hôm nay chính là ngày náo nhiệt nhất trên đỉnh Vũ Hóa. Dưới chân núi lũ lượt bóng người. Không chỉ có đỉnh Vũ Hóa mà toàn bộ Thiên Tông cũng đang hết sức ồn ào náo nhiệt. Đi bộ trên núi có thể thấy được quân Hoàng Ảnh Vệ ở khắp nơi, tất cả đều mặc giáp dày canh gác các lối ra, thậm chí ngay cả những con đường mòn trong rừng, trên các lầu các cung điện cũng đều có Hoàng Ảnh Vệ đóng quân. Nhìn thấy cảnh tượng này đám gian tế bên trong Thiên Tông đều rùng mình. Có lẽ nào Thiên Tông đã nhận ra điều gì đó và muốn giết tất cả bọn họ. Chuyện gì đã xảy ra? Những tiếng nghi hoặc nối tiếp nhau vang vọng khắp Thiên Tông. Ta nghe nói bọn họ tới đây để bắt Thánh Tử. Bắt, Cơ Ngân. Theo tin tức đáng tin thì hắn chính là Triệu Bân. Triệu Bân nào? Còn có thể là người nào, chính là Triệu Bân Thành Vong Cổ, con trai của Đan Phượng Phù Dung. Chuyện này... Cơ Ngân vẫn chưa thừa nhận cho nên Tử Y Hầu mới đích thân tới đây điều động toàn quân tinh nhuệ của Hoành Ảnh Vệ, hơn nữa lại còn thỉnh cả Tứ Đại Pháp Sư Hộ Quốc tới Thiên Tông để dùng soát hồn đại trận với hắn. Soát hồn đại trận. Tin tức truyền ra ngoài khiến cho toàn bộ Thiên Tông đều xôn xao, Triệu Bân Thành Vong Cổ cũng là một nhân tài, tuy rằng không nghịch thiên bằng Cơ Ngân nhưng cũng nổi danh khắp đại hạ, vì muốn bắt hắn là Tử Y Hầu đã đích thân hạ lệnh truy nã toàn quốc. Tới tận bây giờ ở khắp các tòa thành cổ vẫn còn dán chi chít những bức họa của hắn. Bây giờ nói Cơ Ngân chính là Triệu Bân, ai dám tin chứ? Tử Y Hầu tìm hắn khắp thiên hạ, hắn làm sao dám tiến vào Thiên Tông? Nghe nói hắn đã sử dụng mặt nạ da người luyện hóa vào da mặt. Nếu là như vậy thì muốn nhận ra cũng khó. Hắn không nhận tội cho nên cũng chỉ còn cách soát hồn thôi. Những tiếng nghị luận vang lên không ngớt. Dòng người tụ tập tràn về một hướng như thác để tin tức đã truyền ra ngoài, Tứ Đại Pháp Sư Hệ Quốc sẽ thi triển soát hiện đại trận ở phía trước Đại Điện Thiên Tông. Cơ Ngân là Triệu Bản. Hoa Đô nghe vậy thì hết sức sửng sốt. Đám bạn cũng như Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạc và Hán Triều cùng đều choáng váng. Sau khi choáng váng thì mặt mũi của kẻ nào kẻ nấy đều trở nên dữ tợn gớm ghiếc. Con mợ nó, chẳng trách mỗi lần gặp hắn liền muốn đánh nhau. Hóa ra hắn chính là kẻ thù không đội trời chung của bọn chúng. Cơ Ngân là, Triệu Bân. Liễu Như Nguyệt nghe vậy thì sởn cả tóc gáy, giác quan thứ 6 của cô ta không sai, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Ngân cô ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy, hóa ra hắn chính là vị hôn phu cũ của cô ta. Đây chỉ là một phỏng đoán. Dù sao vẫn chưa có ai đưa ra được câu trả lời chính xác. Vân Yên ở bên cạnh cô ta đang cau mày. Đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Sao lại lộ sơ hở? Trên đỉnh Thanh Vũ, Thanh Giao, U Lan, Xích Hiên, Huyễn Mộng cùng Lăng Phi đều đã xuống núi, ai cũng cau mày thật chặt, bọn họ biết rõ thân phận của Triệu Bân, ngoại trừ bọn họ thì còn có Chư Cát Huyền Đạo, người của Ma gia cùng với Sở Vô Xương đã chết, ngoài ra không còn ai khác. Ngay cả Lâm Tà cũng không biết chuyện này, không phải là bọn họ không muốn nói cho hắn ta biết mà là chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói. Không có ai rời khỏi Thiên Tông.
ví dụ như U Lan và Huyễn Mộng, hai người này có thân phận hết sức phức tạp, một người là sát thủ La Sinh Môn, một người là người của Ma Gia, nếu như trí nhớ của Triệu Bân bị soát ra thì cả hai người đều sẽ bị liên lụy. Chắc chắn bọn họ sẽ bị giết ngay lập tức. Tuy nhiên, bọn họ đã quyết định không rời đi. Cho dù có chết thì bọn họ cũng sẽ cùng Triệu Bân chết chung. Còn có Thanh Giao, Xích Hiên và Lăng Phi, những người này đều biết trước được thân phận của Triệu Bân, nếu như thân phận của hắn bị bại lộ thì bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện này con mợ nó là thật hay giả vậy? Chắc chắn là Ân Minh cố ý muốn trả thù. Mục Thanh Hàn và Mộ Chiêu Tuyết hừ lạnh nói, Tô Vũ, Tư Không Kiếm Nam, Man Đằng, Dương Phong, Tử Viêm cùng Tiểu Vô Niệm cũng đều đã xuống núi, tất cả đều đang bị trọng thương cho nên phải đỡ nhau khập khiếng bước đi. Nhanh lên! Có kịch hay để xem rồi. Mới sáng sớm mà người từ tất cả những đỉnh núi đều đã đổ xuống trên những con đường mòn hướng về Đại Điện Thiên Tông. Ai cũng sợ nếu chậm chân thì sẽ bỏ lỡ một vở kịch hay. Hôm nay thực sự là một ngày không tầm thường. Trước thì có chuyên cơ ngân vượt ngục, rút kiếm đi thẳng lên đỉnh Vũ Hóa muốn tiêu diệt Bát Nhã. Sau lại có chuyện tứ đại pháp sư hộ quốc đích thân tới Thiên Tông để bắt giữ hắn. Thậm chí Tử Y Hầu còn điều động quân tinh nhuệ tiến thẳng vào Thiên Tông. Không ngờ, đằng sau còn có điều đáng kinh ngạc hơn, cơ ngân chính là Triệu Bân. Điều này thật quá bất ngờ. Phía trước Đại Điện Thiên Tông đã xuất hiện rất nhiều người, trong đó có đệ tử Thiên Tông, có trưởng lão Thiên Tông, ngay cả cường giả trên khắp đế đô cũng đã chạy tới đây không ít, chẳng hạn như Đào Tiên Tử, người của Sở Gia cùng người của Mộ Dung Gia. Trước điện đã dựng lên một tòa tế đàn. Tứ đại pháp sư hộ quốc sẽ thi triển soát hồn đại trận thông qua tòa tế đàn này. Triệu Bân bị nhốt ở chính giữa tế đàn. Xung quanh tế đàn, cường giả chuẩn thiên của Hoàng Ảnh Vệ đều đang rút kiếm đứng canh giữ. Ngụ ý rõ ràng, người tới gần tế đàn, giết không tha. Tuy không thấy Tử Y Hầu nhưng tất cả mọi người đều biết Tử Y Hầu đang ở Thiên Tông, chẳng qua chưa muốn xuất hiện. Còn có Đại Tế Ti, cục diện ngày hôm nay hoành tráng như vậy, tất nhiên sẽ không thiếu phần lão ta. Hắn đúng là Triệu Bân sao? Ai mà biết? Soát hồn đại trận vừa thi triển ra thì sẽ không có chuyện gì có thể bị giấu giếm được nữa, ngươi có nhìn thấy màn nước kia không? Đợi sau khi bọn họ thi triển soát hồn đại trận thì trí nhớ của cơ ngân sẽ được chuyển thành hình ảnh chiếu rọi bên trên màn nước, tất cả chúng ta có thể nhìn thấy. Chuyện này là thật hay giả, trong nháy mắt liền có thể biết được. Soát hồn đại trận còn chưa thi triển ra mà cảnh tượng đã hết sức ầm ĩ. Người người nhà nhà bàn tán xôn xao. Trong đó có hơn phân nửa đều là người đến xem kịch hay. Những kẻ sợ chuyện chưa đủ lớn có mặt ở khắp mọi nơi. Đó là những người trung lập. Không phải người nhà mình nên cũng không đau lòng. Những người còn lại chia làm hai phe. Như Ân Minh đang đứng nhếch miệng cười, đám người Quỷ Minh, Ngô Khởi, Hoa Đô. Trong mắt đều đang lộ ra hung quang, rất muốn cơ ngân chính là Triệu Bân, như thế thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Còn Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên đều đang hết sức lo lắng. Trong lúc đó, những người biết thân phận của Triệu Bân như Chư Cát Huyền Đạo và mấy người Thanh Giao thì sắc mặt đều trắng bệch, soát hồn đại trận đã bày ra, Triệu Bân không thể giấu giếm được nữa, một khi thân phận của hắn bại lộ thì kết cục cũng không khó đoán. Còn gì muốn nói nữa không? Bốn pháp sư hộ quốc đã lên và ngồi trên đàn tế. Mỗi người ngồi trấn thủ một trong bốn hướng đông tây nam bắc. Nếu ta là Triệu Bân thì sẽ xử lý ta như thế nào? Triệu Bân thản nhiên hỏi. Việc này thì ngươi phải hỏi Tử Y Hầu rồi. Bốn pháp sư hộ quốc lại lặp lại câu nói đó một lần nữa. Nếu ta không phải là Triệu Bân thì tính sao đây? Triệu Bân lại hỏi. Chuyện này. Nếu ngươi không phải thì cái mạng này của ta sẽ giao cho ngươi. Ân Minh cười man rợ. Được. Triệu Bân bình thản đáp lại một chữ rồi nhắm mắt lại. Bốn đại pháp sư hộ quốc thấy vậy thì đều bắt chéo hai tay lại thành hình chữ thập. Đàn tế bỗng rung lên, hoa văn bên trên như sống lại, có một nguồn năng lượng kỳ lạ di chuyển bên trong, sau đó bay vào giữa hai chân mày của Triệu Bân, chuyện này mắt thường không thể nhìn thấy được. Triệu Bân đang nhắm mắt bỗng rên rỉ đầy khó chịu. Từ khi tu luyện võ đạo đến nay,
có lẽ đây là lần đầu tiên hắn là nạn nhân của thuật soát hồn. Nói thật, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng không sao, hắn chịu được. Để rũ bỏ sự nghi ngờ về mình thì bị soát hồn là chuyện cần phải làm. Hắn không gấp, sau khi bị soát hồn thì hắn cũng sẽ cho Ân Minh được nếm mùi sung sướng. Mấy người Dương Huyền Tông nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn thì ai cũng thấy thắt tim lại. Kịch hay đã bắt đầu rồi. Ân Minh cười nham hiểm, sung sướng ngả người trên ghế, ung dung chơi đùa với chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Khóe miệng hắn ta nở nụ cười đầy vẻ giễu cợt, mắt nhìn lên đàn tế với bộ dạng khoái chí. Hắn ta không nôn nóng. Mạng che mặt phải vén lên từ từ mới thú vị. Đúng là một con hồ ly xứng danh. Nguyệt Thần liếc mắt, lườm Ân Minh một cái. Nói đúng hơn là lườm cửu vĩ hồ trong người Ân Minh. Nói về khả năng chiến đấu, có lẽ cửu vĩ hồ không sánh được với đại hạ Hồng Uyên. Nhưng nói về tầm nhìn thì Hồng Uyên lại kém xa cửu vĩ hồ. Cửu vĩ tiên hồ có thêm chữ tiên không phải chỉ để chơi không thôi đâu, cửu vĩ hồ biến dị chắc sẽ có thêm một loại năng lực đặc biệt, chính vì có loại năng lực đặc biệt này nên mới có thể nhìn thấu qua lớp mặt nạ ra người. Chỉ là không biết. Liệu cửu vĩ hồ trong người Long Phi có được năng lực này hay không? Nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần Triệu Bân không thừa nhận, chỉ cần Triệu Bân không tự dở mặt nạ xuống thì dù cho ai đến cũng chẳng làm được gì. Soát hồn hả? Soát hồn em gái người ấy. Bản thân thông minh nên đã có chuẩn bị từ trước rồi. À! Triệu Bân lại hừ đầy khó chịu, khóe mắt, khóe miệng, lỗ mũi, lỗ tai đều có máu tươi chảy ra. Đúng nghĩa thất khiếu chảy máu. Người chứng kiến đều nín thở. Trạng thái của Cơ Ngân lúc này thật sự rất đáng sợ. Không cần hỏi cũng biết cảm giác bị soát hồn là vô cùng đau đớn. Rất nhiều người căng thẳng siết chặt nắm đấm đến mức lòng bàn tay trắng bệch, chẳng hạn như Dương Huyền Tông, Vân Yên và những người bạn tốt của Triệu Bân, nhưng tiếc là không có ai xông qua được, bởi Hoàng Ảnh Vệ thuộc cảnh giới chuẩn thiên đang cầm kiếm đứng chặn trước đàn tế, ba vòng trong, ba vòng ngoài. Hơn nữa sát ý còn cực kỳ mạnh. Tử Y Hầu cũng đang đứng xem. Lão đứng trên đỉnh một ngọn núi, lặng lẽ nhìn sang bên này. Nếu như thật sự là Triệu Bân thì dù cho ai ngăn cản cũng vô dụng. Trên đỉnh một ngọn núi khác, Đại Tế Ti cầm quyền trượng trong tay và cũng đang nhìn về phía xa, nở nụ cười châm biếm. Trước đây, lúc Ân Minh nói với mình, lão ta còn không tin, nhưng nếu cửu vĩ hồ nói thì thôi, chắc đến 9 phần 10 rồi. Bằng không lão ta cũng không tự ý mời bốn đại pháp sư hộ quốc đến. Đúng là trời xanh có mắt, lão ta vừa mới phải chịu nhục chưa bao lâu thì đã có được cơ hội báo thù thế này rồi, nếu chuyện này là thật thì Cơ Ngân chết chắc rồi. Ư. Cơ Ngân rên lên lần thứ ba, khí huyết bỗng loãng ra. Có chịu nhận không? Bốn đại pháp sư hộ quốc mở mắt ra, tỏ vẻ không nhẫn tâm. Tên nhóc này là một hạt giống tốt. Nếu như soát hồn một cách tàn nhẫn thì nhất định sẽ tổn hại căn cơ, không cẩn thận còn khiến căn cơ đứt vỡ. Nói trắng ra thì có khả năng Triệu Bân sẽ trở thành một người tàn phế. Triệu Bân im lặng không trả lời, đấy là đáp án tốt nhất. Bốn người hít một hơi thật sâu rồi lại nhắm mắt, tiếp tục soát hồn. Lấy tiền của người ta thì phải giúp họ trừ tai kiếp. Đấy là mục đích bọn họ đến đây. Hưởng lợi từ người ta thì phải làm việc cho họ thôi. Bù! Đàn tế rung lên, một luồng sáng phóng ra từ giữa hai chân mày của Triệu Bân, là ánh sáng ký ức của hắn, nó phóng vào trong thủy mạc, sau đó thì có một cảnh tượng mơ hồ và đứt gãy phản chiếu trên thủy mạc. Có rồi! Khán giả đứng vững lại, ngước mắt nhìn lên. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cảnh tượng trên thủy mạc dần dần trở nên rõ ràng. Có thể nhìn thấy một cậu bé tầm 3 tuổi ở trong một thôn xóm cổ xưa, chỉ mặc quần cộc chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Chắc đó là Cơ Ngân lúc nhỏ. Là một thôn nhỏ, không phải thành vong cổ. Tiếng bàn luận vang lên, tất cả đã nhìn ra được vài manh mối. Ân Minh đang ngả người trên ghế bất giác ngồi thẳng lên, mày trao lại. À, lúc mọi người đang xem thì đột nhiên cậu bé Cơ Ngân trong cảnh tượng đó thét lên một tiếng rồi xỉu xuống đất. Hắn được một ông già bế vào trong nhà, chắc là cơ thể đã có thay đổi lớn nên toàn bộ cơ thể mới phát ra ánh sáng. Vân Yên nhìn thấy thì chau mày. Linh Lung cũng chau mày. Sau đó hai người họ còn liếc mắt nhìn nhau.
tên nhóc này không lừa chúng ta. Đúng là lúc hắn 3 tuổi thì cơ thể đã có biến đổi lớn. Hắn có võ hồn từ lúc đó sao? Đấy là những gì được thể hiện trong ánh mắt của hai người họ. Không phải thành vong cổ thì có thể chứng minh hắn không phải là Triệu Bân, còn không chịu ngừng tay nữa sao? Dương Huyền Tông hét lên, vừa nói vừa định lên đàn tế, dừng soát hồn càng sớm thì càng đỡ làm tổn thương đến cơ ngân. Phải hay không thì đã rõ ràng cả rồi. Bọn Chư Cát Huyền Đạo cũng hét lớn lên. Nôn nóng gì chứ, không chừng là thôn của họ hàng, ba người dòng chính Quỷ Minh cười lạnh lùng. Ừ, chắc là vậy rồi. Rất nhiều người bè theo, phần lớn đều là những người muốn cho cơ ngân chết. Dừng tay đi, Dương Huyền Tông lạnh lùng hét lên và định xông lên đàn tế. Những ai tiến gần lại đàn tế thì giết không tha. Cao thủ Hoàng Ảnh Vệ cảnh giới chuẩn thiên đang canh giữ xung quanh đàn tế hét lên lạnh lùng, ngoài Hoàng đế ra thì bọn họ chỉ nghe theo lệnh của Tử Y Hầu. Dù là trưởng giáo của Thiên Tông thì cũng vậy thôi. Lúc tình hình đang căng thẳng thì Thủy Mạc lại rung lên. Bỗng nhiên, cảnh tượng lại thay đổi, cơ ngân 3 tuổi đã lớn lên thành 4 tuổi, chắc là vì quá ham chơi nên đã chạy nhầm vào rừng sâu, ăn phải một quả lạ, cơ thể lại một lần nữa xảy ra biến đổi lớn. Biến đổi lớn đấy là đan điền đang biến thành đan hải. Chuyện này làm những người đứng xem đều sáng mắt lên. Rốt cuộc đấy là loại quả gì? Không ngờ lại có tác dụng thần kỳ đến thế. Cảnh tượng trên Thủy Mạc thay đổi theo độ tuổi của cơ ngân. Lúc 5 tuổi, hắn đã bị sét đánh, xuất hiện lôi điện bên trong cơ thể. Lúc 6 tuổi, hắn nhặt được một bộ bé pháp trong sơn động, luyện được khả năng tái sinh. Lúc 7 tuổi, hắn được một cao nhân khen thưởng, truyền cho kiếm quyết thiên lôi lúc 8 tuổi. Là thật, những gì hắn nói đều là thật. Vân Yên lẩm bẩm, Linh Lung cũng lẩm bẩm. Hôm đó ở Thiên Trì, cơ ngân kể cho hai người nghe rất nhiều chuyện của hắn thuở nhỏ, trước đó họ không tin, tưởng rằng cơ ngân lừa họ, nay được trông thấy hình ảnh trong ký ức, họ tin thật rồi. Hóa ra, cơ ngân nói dối như cuội nói toàn là sự thật đấy. Tên này có vận may tốt quá nhỉ. Nếu không phải đang gặp may thì cũng là đang trên đường đến với vận may. Đời người cứ như đánh bạc bịp vậy. Bên dưới không ngừng cảm thán, nhìn rất chân thực. Cơ ngân của lúc nhỏ chắc hẳn thường xuyên được cơ hội tới tìm, gần như cứ mỗi một năm đều có một lần may mắn, ví dụ như võ hồn, ví dụ như đan hải, ví dụ như thiên lôi, cũng ví dụ như khả năng tái sinh. Người so với người sẽ làm người khác tức chết luôn ạ. Họ tìm cơ hội khó như lên trời. Tên này thì hay rồi, suốt ngày gặp chuyện tốt, chẳng trách hắn yêu nghiệt đến vậy. Không phải Triệu Bân. Liễu Như Nguyệt lầm bầm. Cô ta và Triệu Bân đã định hôn ước từ nhỏ, trong khoảng thời gian từ 3 tuổi tới 10 tuổi Triệu Bân chưa từng ra khỏi thành vong cổ, thế nên cơ ngân không phải Triệu Bân của thành vong cổ. Nhưng cô ta không hiểu, tại sao lúc mới nhìn thấy cơ ngân lại quen thuộc đến vậy? Không nên chứ. Người mơ hồ nhất chắc là Chư Cát Huyền Đạo. Rất nhiều năm trước ông ta đã ở thành vong cổ rồi, đã từng gặp Triệu Bân lúc nhỏ. Nếu tính thời gian... Khi ấy Triệu Bân phải ở thành vong cổ mới đúng. Còn cả bộ kiếm pháp thiên lôi kia, rõ ràng là do ông ta truyền dạy. Thế này là thế nào chứ? Đây là ký ức của Triệu Bân mà, cứ cảm thấy nó được chắp vá vậy. Hay là nói, đại trận soát hồn không nhắm chuẩn nên soát nhầm sang người khác rồi. Ân Minh không thể ngồi yên được nữa, hắn ta đã đứng dậy, ánh mắt rất khó đoán. Mẹ kiếp! Cơ ngân lúc nhỏ dường như không hề dính dáng gì tới Triệu Bân của thành vong cổ. Hắn ta nhìn vào đan hải, ngó sang cửu vĩ hồ, con hồ ly này sẽ không lừa hắn ta đấy chứ. Trên thực tế, cửu vĩ hồ cũng đưa ra, chuyện này không đúng. Thủy Mạc thỉnh thoảng khẽ rung lên, hình ảnh vẫn đang thay đổi. Mà người xung quanh giống như những khán giả trung thành. Nói thật lòng, cảnh tượng này cực kỳ thú vị. Giống như một đám người vác ghế con ra xem tivi vậy. Cuộc đời của cơ ngân, dường như lại là một bộ phim truyền hình dài 80 tập. Lúc này đây đang được chiếu từng tập một trên Thủy Mạc. Vào thời khắc then chốt nhất, Nguyệt Thần rất đáng tin, cấm chế mà cô ta thiết lập đã thay đổi mọi thứ. Những thứ mà đại trận soát hồn lục soát được chẳng qua chỉ là hiện tượng giả mà cô ta ngụy tạo, tất nhiên trong đó cũng có cảnh thật, thật thật giả giả lẫn lộn. Cấm chế của cô ta rất ảo, không phải cố định bất biến mà có thể thay đổi mọi lúc,
tóm lại là cơ ngân của Thiên Tông và triệu bân của Thành Vong Cổ được phủi sạch mọi thứ có liên quan tới nhau. Không chỉ phủi sạch quan hệ, cô ta còn đắp nặn cho đồ nhi của mình một hình tượng người tốt. Gì mà đỡ bà lão qua đường nè? Gì mà gánh nước thay ông cụ nè? Gì mà giúp cô nương đuổi theo tên trộm nè? Những hình ảnh này được bày ra rất rõ ràng. Tóm lại, cơ ngân chính là một thanh niên tốt đấy. Theo lời của Triệu Bân thì đây chính là anh đó, anh đây chính là huyền thoại đó. Không đúng lắm. Thanh Giao, U Lan, Lăng Phi, Xích Hiên, ánh mắt rất kỳ lạ. Đáng lý ra. Trong ký ức của cơ ngân, đáng lẽ phải có mặt họ. Ví dụ như, bị U Lan hành thích. Ví dụ như, bị Thanh Giao lôi đi đóng vai vị hôn phu. Ví dụ như, mọi chuyện ở Thành Vong Cổ cùng Lăng Phi và Xích Hiên. Nhất là kiều đoạn Xích Hiên bị hắn bắt gặp khi đang tắm. Thế nhưng không có cảnh nào cả. Ai cũng đến đây với tâm lý đằng nào mà chẳng chết. Đến rồi, căn bản chẳng có việc gì cho họ cả. Tình huống gì thế này? Lão đạo, có thể tua nhanh được không? Không biết vị nhân tài nào thầm thụt hỏi một câu như thế. Người khôn không nói nửa chừng, lão phu muốn xem cảnh hắn uống rượu ôm gái. Không ít lão già vuốt bộ râu, cơ ngân lúc nhỏ suốt ngày gặp được cơ duyên, suốt ngày bắt được may mắn, họ xem chán cả mắt rồi. Vì thế, phải đổi sang thứ khác. Thay đổi phong cách ấy mà. Ví dụ như phim tình cảm có cảnh hành động chẳng hạn. Ví dụ đám người không có liêm sỉ này, vơ đại một cái cũng được cả nắm. Hình ảnh thay đổi, thực sự có cảnh tượng ấy. Thấy vậy, không ít người ngồi thẳng dậy, trợn tròn hai mắt. Thế nhưng, sau khi xem xong, tất cả đồng loạt giật giật khóe miệng. Trong hình ảnh, đúng là cơ ngân có vào thanh lâu, nhưng không phải để uống rượu và ôm gái hay tìm thú vui hưởng lạc, mà là tới ăn cơm. Hắn thuê một gian phòng, ôm theo chậu cơm to, ăn uống rất ngon miệng. Người nào nhìn vào cũng thấy tam quan điên đảo. Người nào nhìn vào cũng thấy giới hạn liêm sỉ dụng đầy đất. Mẹ kiếp, bọn ta tròn mắt trông mong đợi cả nửa ngày. Ngươi cho bọn ta xem thứ này. Đến cả Vân Yên và Linh Lung xem xong cũng thấy khóe miệng giật giật, chạy tới thanh lâu ăn cơm, đúng là một kiểu mới lạ. Chấm. Không đúng mà. Huyễn Mộng cũng lầm bầm, ánh mắt rất kỳ lạ. Trong trí nhớ của Triệu Bân, chắc hẳn phải có cô ta. Ví dụ như liên minh với Ma Gia. Nhưng trong Thủy Mạc không hề xuất hiện. Còn nữa, Triệu Bân đi thanh lâu là để nhìn thấy mẹ. Điều này cô ta biết rõ, tại sao lại biến thành ăn cơm rồi. Không chỉ có thế, đến cả núi bất tử, thành thiên thu, cướp tù, bắt cóc đòi tiền chuộc. Cũng không có. Hắn là Triệu Bân ư. Huyễn Mộng thầm nghĩ, đầu óc hơi choáng váng. Thật thật giả giả mà. Bổn thần làm việc rất uy tín đấy nhé. Nguyệt Thần mỉm cười, lúc chiến đấu cũng không quên nhìn lại. Đây là kiệt tác của cô ta, phải thưởng thức chứ. Nếu không sao gọi là thần được, cấm chế rất ảo. Dù cô ta không có mặt ở đó, cấm chế vẫn thiên biến vạn hóa. Ngươi lục soát thế nào, nó sẽ biến hóa thế đó. Bất kể thay đổi thế nào cũng vẫn có lợi cho Triệu Bân. Thứ này cũng tương liên với võ hồn của Triệu Bân. Không thể nào. Sắc mặt Ân Minh đã thay đổi từ lâu rồi. Soát hồn lâu như thế rồi, ký ức của cơ ngân cũng được lôi ra khá nhiều. Nhưng bất kể thế nào cũng không liên quan đến Triệu Bân, hiển nhiên không ăn khớp gì với những điều Cửu Vĩ Hồ nói, cũng có nghĩa là, hắn không phải Triệu Bân. Người trông còn khó coi hơn cả hắn ta, là ân chú. Có phải Triệu Bân hay không, e là đã thấy rõ ràng. Sau đó lão ta thu dọn tàn cuộc thế nào, lại là một phen cá cược, cược cả tính mạng. Buông tay, Dương Huyền Tông và mấy người kia hét ầm. Tiếp tục lục soát đi, Tử Y Hầu lạnh lùng nói. Không phải người nhà lão chẳng hề xót xa. Hay nói cách khác, lão vẫn ôm chút hy vọng, chắc chắn cơ ngân là Triệu Bân. Bốn pháp sư hộ quốc cũng là người thành thật, họ lục soát đến chết. Nhìn kìa, gian tế. Không biết nhân tài nào hô ầm lên. Không sai, vấn đề gian tế cũng xuất hiện trong hình ảnh ký ức của cơ ngân, là khi cơ ngân làm giao dịch cùng Ma Gia, dùng tiền mua tin tình báo. Đa phần là từ thám tử mà các thế lực hoặc các phương triều cài cắm ở Thiên Tông. Được rồi,
lộ hết cả ra luôn. Nói là toàn bộ cũng không chính xác lắm. Trong ký ức của Triệu Bân vẫn có phần bị ẩn giấu, đó toàn là tình báo, trong thời khắc then chốt có thể cứu mạng, dù không thể cứu mạng cũng có thể lôi ra bán lấy tiền. Đối với phương diện này, Linh Lung khá coi trọng. Chết tiệt! Đám gian tế đang hóng chuyện lập tức quay đầu chạy trốn. Bắt hết cho ta, Linh Lung quát lên. Đâu cần cô ta nói, Hoàng Ảnh Vệ cũng đã ra tay rồi, có mặt người nào hay người ấy, bắt hết không chừa, có cả đệ tử, cũng có cả trưởng lão, trong đó, không ít trưởng lão giữ chức vị quan trọng, làm người ta nhìn thôi cũng chấn động. Đồ nhi của ta hóa ra là gian tế. Đó là sư tôn của ta đó, hóa ra là người của Vương Triều Hắc Long. Tối qua ta còn uống rượu cùng hắn nè. Nhìn gian tế bị bắt, khắp nơi nổi lên những câu nói như vậy. Không nhìn thì không biết, nhìn thôi sợ hết hồn, ấy vậy mà trong thiên tôn lại có nhiều gian tế đến thế. Á! Đám gian tế gào thét, giãy giụa kịch liệt, chúng từng nghĩ tới rất nhiều khả năng khiến mình bị bắt, chỉ không ngờ rằng hóng chuyện cũng có thể bị bắt. Ẩn mình bao nhiêu năm nay bỗng dưng bại lộ, mẹ kiếp, thật xàm xí. Có trời mới biết trong ký ức của Cơ Ngân giấu nhiều bí mật đến vậy. Cổng thành bắt lửa, cá bơi cũng liên lụy. Dùng câu này để mô tả về họ, không thể phù hợp hơn được nữa. Tử Y Hầu làm to chuyện là vì muốn nhắm vào Triệu Bân. Bây giờ không bắt được Triệu Bân nhưng lại răng lưới tóm gọn một mẻ gian tế. Tính ra Cơ Ngân lại lập công lớn. Không có ta, Huyễn Mộng lầm bầm. Cũng không có ta, U Lan cũng lầm bầm. Họ cực kỳ hoài nghi rằng đây là một Triệu Bân giả. Nếu không, tại sao ký ức của hắn lại khó tin vậy? Hình ảnh trên thủy mạc chưa từng ngừng. Phần sau còn bổ mắt hơn. Hình ảnh thay đều, thời gian chạy tới lúc Cơ Ngân cải lão hoàn đồng. Cảnh phía sau khiến gò má của Vân Yên lập tức để ứng. Tất cả mọi người đều trông thấy tiểu Cơ Ngân tè đầy lên mặt cô ta. Cũng không thể trách Cơ Ngân được là do dân yên cử nhất định đòi lột sạch người ta ra mới bị nước tiểu của đồng từ gột rửa. Chủ nhận định từ trúc lập tức nổi danh như cần đủ rồi Linh Lung hừ một tiếng. Không thể xem thêm được, nếu còn xem thì cô ta cũng sẽ nổi danh khắp thiên tông. Cách đây không lâu, con tiểu kỳ lân kia đã xé áo của cô ta rách một mảng to, cảnh xuân vô hạn đó. Còn không dừng tay. Dương Huyền Tông và mấy người khác quát lên, khí thế bùng nổ. Câu này không phải đùa. Chỉ cần đầu óc không uống nước thì ai cũng nhận ra. Cơ Ngân và Triệu Bân không liên đới gì. Keng. Đáp lại Dương Huyền Tông là âm thanh kiếm của Hoàng Ảnh Vệ rung lên. Vẫn là quy tắc đó thôi, ngoại trừ Hoàng đế của Đại Hạ, họ chỉ nghe lệnh Tử Y Hầu. Bây giờ Hoàng đế không ở đây, Tử Y Hầu không lên tiếng, ai lao tới, họ tiêu diệt kẻ đó. Hắn không phải Triệu Bân. Dương Huyền Tông liếc mắt nhìn về phía ngọn núi chính. Tử Y Hầu không nói. Trong mắt vằn tơ máu. Lão không tin, ngay lần đầu gặp Cơ Ngân, lão cũng cảm thấy rất quen thuộc. Lão dám chắc lão từng gặp Cơ Ngân, chắc chắn Cơ Ngân là Triệu Bân. Dừng tay. Dương Huyền Tông rút kiếm, hai mắt cũng đỏ ngầu. Ông ta rút kiếm thì có sao, Hoàng Ảnh Vệ lộ sát ý, họ lộ sát ý thì có sao, Linh Lung và những người khác cũng bộc phát khí thế, họ bộc phát khí thế thì có sao. Ba người dòng chính của Quỷ Minh cũng hành động rồi. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Chỉ cần có một câu không vừa mắt, trận chiến sẽ nổ ra ngay. Soát. Tử Y Hầu ra lệnh, rất uy nghiêm. Lão là thống soái Hoàng Ảnh Vệ, là sư đệ của Hồng Tước, ai dám động tới lão? Tốt. Rất tốt. Dương Huyền Tông đột nhiên giơ tay, vung kiếm chỉ lên trời. Bỗng chốc. Cả thiên tông rung lên. Bức tường ánh sáng trồi lên từ khắp nơi, bốn phương tám hướng, bỗng chốc bao phủ toàn bộ thiên tông. Đó là kết giới bảo vệ, là đại trận hộ thiên của thiên tông, cũng là một tiên trận hàng thật giá thật. Còn chưa hết. Bầu trời trong vắt bỗng chốc trở nên u ám. Trên bầu trời nhanh chóng vang lên tiếng sấm rền, ai không biết còn tưởng là thiên kiếp đấy. Những kẻ không nghe được tiếng sấm sét như Ngô Khởi hay Tử Đô đã run lên bần bật rồi. Bị sét đánh nhiều đến ám ảnh. Thế nhưng, đó không phải thiên kiếp. Đó là đại trận chu sát, cũng là một tiên trận hàng thật giá thật. Chuyện này, đệ tử và trưởng lão thiên tông nhìn thấy mà biến sắc. Kết giới hộ thiên rất bá đạo, dù là cảnh giới thiên võ, e cũng khó lòng công phá,
thêm cả trận chu sát thì uy lực mạnh đến đáng sợ, có khả năng hủy diệt. Vốn đã nghe danh Thiên Tông có tiên trận, do các đời trưởng giáo chấp trưởng, ban đầu họ không tin, bởi chưa từng thấy bao giờ, phen này thì tin rồi. Dương Huyền Tông, người điên rồi. Dòng chính của Quỷ Minh hả họng gào lên. Dương Huyền Tông chỉ nhìn Tử Y Hầu, nếu còn không dừng tay, bổn giáo đảm bảo, người không bước ra được khỏi Thiên Tông. Câu này vừa dứt, tất cả mọi người run rẩy. Tử Y Hầu là ai chứ? Thống soái Hoàng Ảnh Vệ, sư đệ của Hồng Tước Đại Hạ, nhân vật tầm cỡ lão tổ. Dương Huyền Tông gặp lão cũng phải gọi một tiếng sư tổ, thân phận cao quý tới cỡ nào. Bây giờ vì một cơ ngân, trưởng giáo Thiên Tông dám đối đầu với Tử Y Hầu, đến cả tiên trận của Thiên Tông cũng phải mời ra. Thế nhưng, ông ta không hề quá lời, ông ta có bản lĩnh này. Đại trận chu sát xuất hiện, trừ phi có cảnh giới thiên võ, bằng không ai xông tới cũng chết. Trong đó cũng bao gồm cả Tử Y Hầu. Cơ ngân nên cảm thấy vinh hạnh. Vì hắn, Dương Huyền Tông gán cả tính mạng của mình vào đó. Phải biết rằng, chọc vào Tử Y Hầu, không ai có kết cục tốt đẹp, cho dù là trưởng giáo của Thiên Tông. Tử Y Hầu run lên, nhưng ánh mắt lạnh lùng bắn ra khắp nơi. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu có kẻ dám uy hiếp lão như vậy. Đã vậy đối phương còn là phận con cháu. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Dưới bầu trời u ám, Thiên Tông ngập trong tiếng nổ. Trưởng giáo của Thiên Tông và thống soái của Hoàng Ảnh Vệ nhìn nhau qua không khí, khí thế cũng đang âm thầm đối đầu, bầu không khí tại đó bỗng chốc đè nén đến cực độ. Đừng nói tới các đệ tử, đến cả trưởng lão cũng thấy hít thở khóc nhọc. Trên bầu trời không ngừng có sấm sét vang dội, khiến linh hồn của họ run rẩy, bất kỳ tia sét nào giáng xuống cũng đủ cho họ chịu đựng, những ai căn cơ yếu có thể bị đánh chết tại chỗ. Đủ rồi. Bốn vị pháp sư đồng loạt mở mắt, cuối cùng cũng thu lại trận pháp soát hồn. Cơ ngân có phải Triệu Bân hay không, mọi thứ đã rõ. Nhưng nếu Dương Huyền Tông và Tử Y Hầu khai chiến thì cả Thiên Tông sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bốn người mặt mũi đỏ bừng. Đúng là tin nhầm tà thuật của Ân Minh, Ân Chú với Tử Y Hầu mới chạy tới đây gây chuyện. Không tìm được Triệu Bân, nhưng suýt nữa phế đi một nhân tài. Cũng chẳng trách Dương Huyền Tông nổi trận lôi đình. Phải biết rằng, cơ ngân chính là trưởng giáo Thiên Tông đời sau đấy. Thỏ con cáu lên còn biết cắn người, huống hồ là Dương Huyền Tông. Nếu không chọc giận ông ta cũng không thể lôi tiên trận Thiên Tông ra được. Ngươi đã chọc giận ta. Tử Y Hầu lãnh đạm nói, giọng điệu lạnh như băng. Ta không thẹn với lòng. Dương Huyền Tông cầm kiếm, dáng đứng uy nghiêm. Ông ta điên rồi. Điên đến mức đối đầu cùng Tử Y Hầu. Nhưng nếu hành động này có thể cứu được cơ ngân thì cũng xứng đáng. Không thể soát hồn thêm được nữa, nếu còn soát nữa thì cơ ngân sẽ thành phế nhân. Ông ta là trưởng giáo Thiên Tông, dù thế nào cũng phải giữ lại một góc trời cho hậu bối. Hay lắm Dương Huyền Tông. Câu nói của Tử Y Hầu nồng nặc sát ý. Dứt lời, lão quay người biến mất. Nhưng tất cả mọi người đều biết đôi bên coi như đã kết thành thù oán rồi. Ngày sau, e là cuộc sống của Dương Huyền Tông sẽ không dễ dàng gì. Dù sao thì đó là nhân vật tầm cỡ lão tổ mà, là người thứ sáu có tiềm năng lên đỉnh cao thiên võ nhất của đại hạ. Nếu Tử Y Hầu tấn cấp, nếu lão phong vị thiên võ, vậy thì kết cục của Dương Huyền Tông. Nghĩ thôi cũng đủ biết. Soạt, soạt, Tử Y Hầu đi rồi, Hoàng Ảnh Vệ cũng lục tục lui binh. Dương Huyền Tông hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bỏ kiếm xuống. Bầu trời u ám lại trong veo chỉ trong thoáng chốc. Đám đệ tử và trưởng lão vẫn còn tái mặt, ngay khoảnh khắc ban nãy, họ còn tưởng mình đi nhầm vào quỷ môn quan. Nếu trưởng giáo của Thiên Tông và Tử Y Hầu thật sự khai chiến thì họ sẽ chịu tai ương. Bọn ta cũng về đây. Bốn vị pháp sư hộ quốc ho khan, mỉm cười gượng gạo. Khi xuống khỏi tế đàn, họ dùng tay áo che mặt. Mẹ kiếp, thật mất mặt. Nếu sớm biết chuyện sẽ thế này, có điên mới chạy tới. Già rồi, sĩ diện không giữ nổi nữa. Ngày sau, không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm hỏi thăm họ. Mọi chuyện đều trách Ân Minh, trách Ân Chú, trách Tử Y Hầu. Nhất là Ân Minh, thằng nhãi danh này, người lừa chúng ông. Trước khi đi, họ còn liếc mắt nhìn cơ ngân,
mặt mũi hắn trắng bệch, thất khiếu chảy máu, hứng chịu đại trận soát hồn mà còn chưa gục thì sức mạnh cũng hùng hậu đấy, nhưng căn cơ tổn hại nghiêm trọng, có phục hồi được không thì không nói rõ được. Lần này họ đã tạo nghiệp lớn rồi. Vì thế, họ càng không còn mặt mũi nào để nấn ná thêm. Có lẽ vì áy náy nên họ để lại linh dược. Cơ Ngân. Mấy người Vân Yên và Linh Lung cũng chạy lên tế đàn. Không sao. Triệu Bân hộc máu, nhưng vẫn tiện tay lôi kiếm Long Uyên ra. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu nhỉ. Ân Minh quậy đủ rồi, nên tới lượt hắn thôi. Không thể nào. Điều này không thể nào. Ân Minh đã bị hạ gục, hắn ta vẫn đang gào thét ở kia kìa. Lúc này hắn ta đâu còn vẻ bỡn cợt và khinh miệt nữa, thần thái trong đôi mắt toàn là khiếp sợ. Lời của Cửu Vĩ Hồ nói, hắn ta tin tưởng tuyệt đối, sao bây giờ cục diện lại ra thế này? Cửu Vĩ Hồ cũng đờ ra. Chắc chắn không nhìn nhầm mà. Đó là bản mặt của Triệu Bân mà. Đó là nhân bì vô tướng mà. Triệu Bân, hắn thật sự là Triệu Bân mà. Tiếng thét gào của Ân Minh như xé ruột xé gan. Tiếc rằng không ai còn tin hắn ta nữa. Đến cả thuật soát hồn cũng dùng rồi, ký ức không thể nói dối. Cửu Vĩ nhìn ra thì đã sao chứ, Triệu Bân không thừa nhận, thuật soát hồn không phá nổi cấm chế của Nguyệt Thần, mắt người thường đâu có mù, tự biết là ai gây sự vô cớ thôi. Tên này đúng là thằng ngu nhỉ. Thua một trận nên đầu óc cứ chập chập kiểu gì ấy. Thêm cả ân chú, tự y hầu với bốn đại pháp sư hộ quốc nữa, lại đi hùa theo thằng này. Phen này có kịch hay để xem rồi. Người có mặt ở đó đều khoanh tay đợi màn kịch hay. Kịch gì thế, kịch đánh cược đó, ban nãy Ân Minh nói rồi, nếu Cơ Ngân không phải Triệu Bân thì hắn ta sẽ bỏ mạng ở đây, ai cũng nghe thấy rồi, đừng có quyệt nha, người ta đang nhìn kìa. Ân huynh, người có hài lòng với kết quả này không? Triệu Bản Sách kiếm lao tới, một tay bóp cổ An Minh lại dây giụa kịch liệt, nhưng không thoát nổi sự trói buộc của Triệu Bân. Căn cơ của hắn ta trước đó đã bị phế bỏ rồi đến nay vẫn chưa tái tạo ra, dù có cửu vì, hắn ta cũng không dùng được biết đối phó với Triệu Bân kiểu gì. Này ai kia ơi, cháu của người lại kéo thêm mối làm ăn cho người đó, Hắc Huyền Hà hạng hệ lên. Hai chữ làm ăn được dùng rất khéo. Còn nhớ mối làm ăn trước đó, ân chú bị lột mất 800 ngàn vạn. Bây giờ lại là kiều đoạn đánh cược tính mạng, lại là một mối làm ăn cực khủng. Soạt. Không cần hô hào, ân chú cũng tới rồi. Cơ Ngân, dừng tay. Người chưa thấy đâu mà tiếng hét đã vọng khắp hiện trường, gương mặt già chát kia không còn là mặt người nữa rồi. Đúng là đẻ được thằng cháu mát lòng rười rượi. Chơi lão ta một lần chưa đủ, mẹ kiếp, còn chơi thêm lần hai. Lần này, động tĩnh lớn hơn lần trước rất nhiều. Kinh động tới cả Tử Y Hầu và bốn vị đại pháp sư hộ quốc. Sau rồi ai cũng bực bội mà bỏ về, trừ một đống bấy nhầy cho lão ta dọn. 1 tỷ. Triệu Bân cũng không nhiều lời, hắn báo giá luôn. Con số này được nói ra, ai cũng phải nuốt nước bọt. Trước kia là 800 ngàn vạn lượng, bây giờ tăng giá rồi. Nghĩ cũng phải thôi, bị chỉnh thê thảm như thế, tăng giá là xứng đáng. Nếu đổi lại là họ, họ sẽ lột lão ta bằng sạch mới thôi. Lão phu làm gì có tiền, ân chú lạnh lùng nói. Phụt. Triệu Bân không đáp, giơ tay xé luôn một cánh tay của Ân Minh. Ân Minh kêu gào thảm thiết, định trốn đi thì bị Triệu Bân đánh gãy xương chân, bụp một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cơ Ngân, ân chú phẫn nộ. Phụt. Lại thêm một đợt máu, cánh tay còn lại của Ân Minh cũng bị xé ra. Chưa là gì đâu, quay về vẫn có thể nối lại được. Bản lĩnh của đại tế ti ghê lắm mà. Chủ yếu là ngụ ý của hành động này, không đưa tiền thì lần sau sẽ là đầu của hắn ta. Không ai tiếc thương gì Ân Minh. Vì hắn ta xứng đáng nhé. Nghĩ cũng phải, là Ân Minh thích tự tìm kích thích, sợ đến một mình không đủ kích thích, nhất nhất đòi kéo theo ông nội, kéo thêm Tử Y Hầu, kéo nốt bốn vị đại pháp sư hộ quốc, bây giờ thua rồi thì phải chịu thôi. Ân chú đành chịu thua. Hắn ta nhìn về phía Dương Huyền Tông và Linh Lung, hy vọng họ có thể làm trung gian hòa giải. Các cụ dạy đúng ghê, ngân lượng không đủ thì lấy bảo bối ra bù, Hắc Huyền lão đạo thong dong nói. Anh hùng chí lớn gặp nhau, Bạch Huyền lão đạo cũng vuốt râu. Đại tế ti mà không có bảo bối, chó nó tin.
Ừm, chí lớn gặp nhau. Dù sao cũng là túc chủ của cửu vĩ, xứng với giá này. Ừm, chí lớn gặp nhau. Hai lão già này đối đáp qua lại như tấu nói, Dương Huyền Tông và Linh Lung không nói gì, đã vậy họ còn trò chuyện với nhau, cố tình nói cho ân chú nghe, rằng nếu muốn ân minh được sống thì phải chịu hy sinh. Sắc mặt ân chú khó coi cực độ. Đống bấy nhầy này không thể gọi là bấy nhầy nữa rồi. Lão Phu nhìn thiên tượng, e là công chúa sắp tỉnh rồi. Lão Phu bấm đốt tính thử, người nói đúng đấy. Vẫn là hai lão già hắc bạch nói chuyện với nhau, nói mãi không hết. Câu này là nói cho ân chú nghe, nếu muốn chuộc người thì nhanh cái tay lên, đợi lát nữa công chúa tỉnh dậy thì khỏi chuộc gì hết. Với thủ đoạn tàn nhẫn của cơ ngân, không đánh cháu trai ngươi thành cho mới là lạ ấy. Ta, đưa. Vẫn là hai chữ này, ân chú nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Lại một lần nữa, lão ta phất tay áo, từng lá bùa chữ vật bay ra như giấy tiền vậy, bay ngập trời, số lượng nhiều đến đáng sợ. Bên trong bùa chữ vật chứa đựng đủ thứ, hoặc là ngân phiếu, hoặc là binh khí, hoặc là linh dịch, hoặc là đan dược. Người trong thiên hạ nhìn tới hoa cả mắt. Chỉ là bùa chữ vật thôi cũng đã chất thành một ngọn núi rồi. Nếu lôi hết đồ bên trong ra rồi chất đống lại, chắc sẽ là một ngọn núi khổng lồ luôn. Ực! Đừng nói là đệ tử, tới cả các lão già cũng âm thầm nuốt nước bọt. Nhiều thế này đổi ra được bao nhiêu tài nguyên tu luyện nhỉ? Tên này mang theo nhiều bảo bối như thế, không sợ đi đường bị cướp à, Hắc Huyền lão đạo cảm thán. Ông ta sờ cằm, đảo mắt đánh giá đại tế ti. Vẫn còn nữa, trên người lão ta chắc chắn vẫn còn. Để ở nhà lỡ bị người ta trộm thì phải làm sao, Bạch Huyền lão đạo chắp tay. Thả người, ân chú giống lên. Vẫn chưa đủ, Triệu Bân điềm nhiên đáp. Đây là toàn bộ gia sản của lão phu rồi, ân chú quát lên, là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Cây trượng đầu rồng của ngươi, ta muốn nó, Triệu Bân vẫn luôn bình thản. Trượng đầu rồng của Đại Tế Ti là một bảo vật hay ho, mỗi lần gặp nó, hạt giống tạo hóa và tiểu kỳ lân cực kỳ hăng hái, chắc chắn nó phi phàm. Di vật dính dáng tới tiên gia, đâu thể đơn giản được. Nó là vật tổ truyền, hai mắt ân chú đỏ ngầu. Hình như hắn ta cũng là vật tổ truyền của nhà ngươi. Kiếm Long Uyên của Triệu Bân kề ngang vai ân minh. Câu này nghe thế nào cũng không sai. Mấy lão già nghe xong cũng phải vuốt râu. Con cháu ân gia nhà ngươi cũng là tổ truyền mà. Ta, đưa. Ân chú thấy đến nước này rồi thì đành bất chấp, keng một tiếng ném trượng đầu rồng lên tế đàn. Không đưa mà được à. Long Phi có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Long Phi mà tỉnh thì Triệu Bân không cần kiêng nể gì nữa. Triệu Bân phất tay áo thu lại. Tiện thể giơ chân đạp ân minh ra ngoài. Minh Nhi. Ân chú vội vàng đỡ lấy, rời khỏi đó như chạy trốn. Trước khi đi, lão ta còn cầm theo hai cánh tay của ân minh. Quay về phải nhanh chóng nối lại. Quay về phải trị thương cho cháu trai thật tốt. Dưỡng thương rồi sẽ đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Cái thứ phá gia chi tử này, lão tử vất vả mấy chục năm, để ngươi biến tất cả quay về với thời kỳ nghèo túng trước khi giải phóng. Còn cả cửu vĩ hồ nữa. Cái thứ xúc sinh, chặt ra mà nấu canh thôi. Nếu không phải cửu vĩ hồ đầu độc, làm gì có chuyện này chứ? Phen này là táng ra bại sản thật rồi. Nhìn đại tế ti ở đằng xa, nhiều người phải cảm thán. Trước đó bị lột mất 800.000 vạn lượng. Bây giờ lại là bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Đến cả trượng đầu rồng cũng giao ra, e là thật sự hết đồ rồi. Hết đồ thì sao chứ, kiếm lại thôi. Có một đứa cháu trai xuất sắc thế này, chưa biết chừng hôm nào đó lại kéo về cho lão ta một mối làm ăn. Quỳnh! Khi đám đông nhìn sang, tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. Triệu Bân xách kiếm Long Uyên xuống khỏi tế đàn. Từng bước lảo đảo chạy về một phía. Đi đâu thế? Tất nhiên là đỉnh Vũ Hóa. Bát Nhã. Hắn muốn giết Bát Nhã. Thế nhưng vì phải hứng chịu đại trận soát hồn nên tinh lực cạn kiệt, chưa đi nổi hai bước đã cắm đầu ngã xuống. Cơ ngân. Linh Lung đưa Triệu Bân lên rừng Tử Trúc. Đi theo sau còn có Dương Huyền Tông, Vân Yên,
Chư Cát Huyền Đạo và Đan Huyền, ai cũng mang theo linh dược. Soát hồn hao tổn căn cơ, trước nay vẫn thế, huống hồ là đại trận soát hồn. Một hạt giống như thế không thể phế bỏ được, họ dốc hết sức đắp lại căn cơ cho cơ ngân. Kịch hay hạ màn nhưng đám đông vẫn chưa rút đi. Ba người dòng chính của Quỷ Minh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn tưởng Ân Minh lôi ra đội hình lớn như thế là vì bằng chứng chắc chắn như chém đinh chặt sắt, đến sau cùng biến thành một vở hài kịch, không những không bóp chết được Triệu Bân mà còn kéo được mối làm ăn khổng lồ cho ông nội hắn ta. Trước đó là 800.000 vạn, lần này là 1 tỷ, tuy đại tế ti nhiều tiền nhưng cũng không đỡ nổi chứ. Đến cả trưởng đầu rồng cũng giao ra thì đúng là khuynh gia bại sản rồi. Tỉnh dậy cũng là phế nhân thôi. Đám kẻ thù nghiến răng nghiến lợi, chỉ biết tự an ủi bản thân. Tiện thể, họ cũng hỏi thăm hết lượt 18 đời tổ tông của Ân Minh. Người có làm nên chuyện không thế hả? Không được thì đừng kéo đội hình hoành tráng như thế, hại chúng ta mừng hụt. Lại qua một kiếp. Đám người Tô Vũ thở phào một hơi. U Lan, Thanh Giao, Xích Hiên, Huyễn Mộng và Lăng Phi vẫn còn đang ngơ ngác, họ cực kỳ nghi ngờ cơ ngân không phải Triệu Bân. Nếu không tại sao ký ức của hắn không dính líu gì tới Triệu Bân cả. Nếu Triệu Bân ở đây thì hắn cũng sẽ cảm thán lắm. Nếu không biết từ trước, ta cũng suýt tin đấy. Tất cả công lao thuộc về Nguyệt Thần, quá là đỉnh. Đừng bị phế luôn nhé. Thánh tử không tệ đâu, đừng xảy ra chuyện gì. Hắn gặp hung sẽ hóa cả thôi. Đệ tử và trưởng lão thiện tâm cũng không ít, cơ ngân là một nhân tài nghịch thiên. Không thể bị phế bỏ như thế được, đây sẽ là tổn thất cực lớn đối với Thiên Tông và Đại Hạ. Kịch hay hạ màn, ai về nhà nấy. Khi đi, họ vẫn thấy chưa thỏa lòng. Cảnh tượng này hôm nay đúng là hoành tráng thật. Không nói đến chuyện khác, cứ xét về Tử Y Hầu và bốn vị đại pháp sư thôi, đến cả Hoàng Ảnh Vệ cũng lôi hết tinh nhuệ ra. Vì cơ ngân, trưởng giáo còn dùng cả đại trận chu sát, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ đến run rẩy. Hắn không phải Triệu Bân. Khi rời đi, Liễu Như Nguyệt vẫn còn lầm bầm. Cơ ngân không phải Triệu Bân khiến cô ta yên tâm hơn nhiều. Nếu cơ ngân là Triệu Bân thì cô ta phải hối hận biết chừng nào. Vân Phượng cũng có cùng tâm lý này, khi xưa coi thường Triệu Bân, trước đó lại coi thường cả cơ ngân. Nếu cả hai là cùng một người thì thật châm biếm, chứng tỏ Vân Phượng này là một kẻ có mắt như mù. Cũng may không phải ngươi. Đào tiên tử mỉm cười, đồng thời thở phào một hơi. Thử nghĩ mà xem, nếu con trai cũng bị bắt thì Phù Dung sẽ đau lòng tới mức nào. Bao nhiêu tiền như thế, hắn có tiêu hết được không? Bao nhiêu tài nguyên như thế, hắn có dùng hết được không? Không ít đệ tử và trưởng lão tụ tập lại, gì già gì dầm. Nói thật lòng, ai cũng muốn kết bái cùng cơ ngân hoặc tạo dựng quan hệ gì đấy, trước đó hắn có 800.000 vạn. Về sau có tài nguyên tu luyện tương đương 1 tỷ, cứ phải gọi là chọc phú. Tên đó đúng là dầu nứt đố đổ vách luôn rồi. Sau đó lại là những lời mặc niệm. Đại tế ti của hoàng tộc chắc phải khó chịu lắm nhỉ. Nếu đổi lại là họ, ý nghĩ muốn đi chết cũng có luôn ấy chứ. 1 tỷ. Hoàng phi Vũ Linh nghe xong mà giật mình. Bà ấy đến không kịp lúc, hôm nay không ở đế đô và thiên tông, bây giờ mới quay về hoàng cung. Nghe xong mà mất một lâu chưa kịp hoàn hồn. Lão hồ ly ân chú kia, ông lắm tiền thật đấy. Cũng chính vì thế, bà ấy mới thở phào. Cơ ngân hớt tay trên như thế, mẹ kiếp, thật sự quá là đỉnh. Đỉnh Tử Lâm. Triệu Bân ngủ rất yên giấc, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm có thêm chút nhợt nhạt và đau đớn. Bị người ta soát hồn đúng là đau khổ vô cùng, nếu căn cơ không đủ hùng hậu, chắc hẳn đã đau đến chết rồi. May mà hắn chống trụ được. Lại vớt được của ân chú 1 tỷ, tính đi tính lại, cũng rất xứng đáng. Còn về căn cơ bị tổn hại, việc đắp nặn chỉ là vấn đề thời gian. Hắn biết rõ, nhưng đám người Linh Lung thì không biết, biểu cảm của họ cực kỳ khó coi. Tại ta, mặt mũi Dương Huyền Tông tái đi. Nếu lấy đại trận chu sát được lôi ra sớm hơn, cưỡng ép ngắt ngang việc soát hồn, cơ ngân cũng sẽ không thê thảm đến vậy. Nếu đứa trẻ này bị phế bỏ thật sự, ông ta sẽ là kẻ đầu sỏ. Đa tạ. Tuy Triệu Bân chưa tỉnh dậy, nhưng trong lòng có một câu như vậy. Hôm nay,
Hành động của Dương Huyền Tông thật sự khiến lòng hắn thấy ấm áp. Không thân không quen nhưng ông ta cam nguyện vì hắn mà đối đầu với Tử Y Hầu. Thêm cả hành động của Linh Lung, Vân Yên, Chư Cát Huyền Đạo, Đan Huyền và Lão Trần Huyền cũng khiến hắn thấy cảm động. Có sư trưởng như thế, còn mong gì hơn? Hắn muốn tỉnh dậy, muốn cảm ơn họ, thế nhưng không tỉnh lại được. Mau! Đan Huyền lấy một viên đan dược, bóp nát đưa vào trong cơ thể Triệu Bân. Những người có mặt ở đó cũng không keo kiệt, giống như đang cấp cứu một người bệnh sắp chết, linh dược mà ngày thường không nỡ dùng cũng đưa cho Triệu Bân dùng hết, chỉ mong có thể tái tạo căn cơ cho hắn. Nhưng thời gian càng dài, sắc mặt của họ càng tái đi, căn cơ bị phá hủy quá nặng, rất khó phục hồi. Không lâu sau đó, Hoàng Phi Vũ Linh đến. Thấy cơ ngân như vậy, bà ấy cũng áy náy vô cùng. Nếu hôm nay bà ấy ở Đế Đô hoặc Thiên Tông thì sẽ không có chuyện này. Bà ấy dùng tiên lực, đưa từng luồng vào cơ thể của Triệu Bân. Á á! Thấy sức mạnh từ tiên, Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa ở trong đan hải của Triệu Bân trở nên cực kỳ hăng hái. Cây thần tạo hóa cho bao nhiêu cũng không từ chối, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu, sau đó bồi bổ lại cho Triệu Bân và Tiểu Kỳ Lân, tinh túy dồn dào và khí sinh lực tràn trề rót đầy đan hải của Triệu Bân. Tiểu Kỳ Lân đang ủ rũ cũng ăn đến lang thôn hổ yết, đôi mắt vốn nhạt màu cũng lấp lánh ánh sáng. Sự tiêu hao sau khi Kỳ Lân hóa cũng dần được bù đắp, nếu đủ tiên lực thì nó còn có thể giúp Triệu Bân Kỳ Lân hóa. Thế mà có thể hấp thu được tiên lực. Dương Huyền Tông và mấy người kia thấy thế, hai mắt khẽ nheo lại. Chân nguyên của Hoàng Phi Vũ Linh khác với họ vì nó tiềm tàng tiên lực, đến cả Hồng Nguyên cũng không thể dung hợp được chứ đừng nói là võ tu bình thường. Nhưng cơ ngân lại có thể hấp thu được, đã vậy một khi tiến vào cơ thể hắn là biến mất không dấu vết, quá kỳ lạ. Về điều này, Hoàng Phi đã quen rồi. Trước kia bà ấy từng dùng tiên lực với Triệu Bân, tên tiểu tử này có thể hấp thu được. Còn về nguyên nhân, bà ấy cũng không biết. Rõ ràng là huyết mạch bình thường, thế mà có thể dung hợp tiên lực. Thể chất của tên này không thể kỳ lạ hơn được nữa. Bốc! Đột nhiên có một âm thanh vang lên. Đám đông không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của họ rất kỳ lạ. Cơ ngân đang say ngủ mà đột ngột đột phá, từ cảnh giới địa tạng tầng 1 tiến vào tầng 2. Căn cơ nứt vỡ rồi nhưng tiến cấp vẫn trôi chảy như thế. Phải biết rằng, khi hắn tới Thiên Tông mới chỉ đạt đỉnh cao chân linh. Mới mấy tháng thôi mà, hắn đã lên tới địa tạng tầng 2 rồi. Tốc độ tấn cấp khủng khiếp như thế, đến cả Hoàng Phi cũng thấy chấn động. Nghĩ cũng phải thôi. Cơ ngân gặp quá nhiều may mắn. Hôm nay, ngoại trừ Hoàng Phi ra, tất cả bọn họ đều có mặt, ai cũng xem được hình ảnh trong ký ức của hắn. Tên tiểu tử này nếu không phải gặp may thì là đang chuẩn bị gặp may, là một kẻ cực kỳ may mắn, tấn cấp nhanh cũng có thể hiểu được. Răng rắc, răng rắc. Tu vi tấn cấp nên âm thanh xương cốt và đụng vọng ra từ trong cơ thể Triệu Bân, cho dù hắn đang ngủ say, nó cũng tự động luyện thể. Vạn pháp trường sinh quyết cũng tự động vận hành. Căn cơ nứt vỡ của hắn cũng dần được tái tạo. Như thế, cũng được à. Mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả Hoàng Phi cũng thấy ngạc nhiên. Căn cơ nứt vỡ được tái tạo khó khăn đến cỡ nào chứ, sao tên này nhẹ nhàng quá vậy? Thêm nữa, đây là kỹ thuật luyện thể gì vậy, thật huyền diệu. Từ tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ và kỳ kinh bát mạch đến từng giọt máu đều được rèn luyện hết mức. Thêm cả võ hồn của hắn cũng đang tự động tôi luyện. Dù kiến thức sâu rộng như Hoàng Phi Vũ Linh cũng chưa từng thấy bí pháp nào bá đạo đến vậy. Có phải ta đã lãng phí rất nhiều đan dược không? Lão Trần Huyền hít một hơi thật sâu. Chắc là thế. Thần sắc của đám đông khá thâm trầm. Nhất là Hoàng Phi, không biết dùng bao nhiêu tiên lực, tiêu hao ghê gớm. Đến sau cùng, cơ ngân có thể tự tái tạo căn cơ, mẹ kiếp, sao không nói sớm? Hại bọn ta lo lắng là chuyện nhỏ. Bao nhiêu linh đan rượu dược được họ siêu tầm mà bản thân không nỡ dùng cũng đưa hết cho ngươi dùng. Đền đi, ngươi phải đền. Nói đền là đền, lão Trần Huyền lấy chiếc nhẫn ma của Triệu Bân, trước đó ông ta đã thấy rồi, tiền tài, binh khí bảo bối với tài nguyên tu luyện gì đó của tên này đều chui vào chiếc nhẫn mà hết. Lột được của ân chú nhiều như thế, ngươi phải chia xe gì? Trùng hợp, bọn ta đều ở đây, ai chứng kiến người đó có phần lúng túng thay. Không ai mở được chiếc nhẫn ma của Triệu Bân. Đến cả Hoàng Phi Vũ Linh ra tay cùng không mở được. Nguyệt thần nhướng mày liếc nhìn, nực cười, cấm chế do thần ta bố trí mà các ngươi còn muốn phá.
thật là một chiếc nhẫn kỳ lạ. Mọi người không hề để ý tới Triệu Bân, tất cả đều vây quanh Hoàng Phi để nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ma trên tay Hoàng Phi, không biết nó được làm bằng chất liệu gì, chỉ biết nó là vật bất phàm, đặc biệt là cấm chế bên trên nó không hề lộ ra dấu vết sơ hở, đừng nói là phá cấm chế, bọn họ muốn nhìn lén vào bên trong không gian của chiếc nhẫn ma cũng không được. Muốn lấy cũng không phải không được, nhưng phải luyện hóa hết cấm chế. Nghiên cứu hồi lâu mà mọi người cũng không nhìn ra được manh mối gì. Bọn họ đành phải trả lại chiếc nhẫn cho Triệu Bân, muốn chia chiến lợi phẩm thì cũng phải chờ hắn tỉnh lại. Nếu như đưa phương pháp luyện thể của hắn cho Hồng Uyên lão tổ tu luyện thì lão tổ có thể tái tạo lại căn cơ hay không? Dương Huyền Tông hỏi Hoàng Phi Vũ Linh. Đây cũng là điều mà mọi người ở đây muốn hỏi. Vào đêm chia đôi sức mạnh cửu vĩ, Hồng Uyên lão tổ đã hao tổn quá nhiều tinh lực, bị phản phệ dữ dội dẫn đến căn cơ bị phá vỡ, cho nên hiện tại ông ta vẫn đang phải bế quan. Nếu như Hồng Uyên lão tổ không bế quan thì ba người quỷ minh cũng sẽ không dám làm càn đến như vậy. Không biết được, Hoàng Phi Vũ Linh khẽ lắc đầu. Phải đợi Cơ Ngân tỉnh dậy thì bọn họ mới có được phương pháp luyện thể đó. Có thể tái tạo căn cơ được hay không thì phải thử một lần mới biết được. E rằng không được, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Căn cơ bị phá hỏng cũng chia làm nhiều loại. Hồng Uyên là do trong quá trình chia đôi sức mạnh cửu vĩ bị phản phệ mà trong cơ thể lại còn có nội thương chưa hồi phục. Mà vấn đề chủ yếu chính là Hồng Uyên đã đánh sâu vào cảnh giới tiên nhưng không thành công, nội thương do phản phệ từ lần đó vẫn đang tiềm tàng trong cơ thể. Tóm lại, chỉ dựa vào tẩy tủy dịch cân kinh vẫn chưa đủ. Nếu như Nguyệt Thần chữa trị cho ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ hồi phục. Vấn đề là cô ta không có thời gian chiếu cố ông ta. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Mọi người vẫn chưa rời đi. Tiếng xương khớp và chạm bên trong cơ thể của Cơ Ngân vang lên không dứt, căn cơ của hắn đang từng bước tái tạo lại, tuy rằng rất chậm rãi nhưng tất cả mọi vết thương đều đã từ từ khép miệng. Điều này thắp lên trong lòng mọi người một tia hy vọng, mong Cơ Ngân mau chóng tỉnh lại sau đó truyền cho bọn họ phương pháp luyện thể để bọn họ mang cho Hồng Uyên tu luyện. Đáng tiếc, đêm đã càng lúc càng sâu mà Cơ Ngân vẫn chưa tỉnh dậy. Hơn nữa, nhìn tư thế của hắn thì có lẽ sẽ không tỉnh dậy sớm như vậy. Mọi người không quấy rầy hắn nữa, tất cả đều yên lặng rút đi. Điều Cơ Ngân cần lúc này là thời gian điều dưỡng bản thân. Có được ngươi chính là điều may mắn của đại hạ. Khi Dương Huyền Tông rời đi ông ta đã cười rất vui sướng, không uổng công ông ta đối đầu với Tử Y Hầu. Lời của ông ta cũng là điều mà mọi người muốn nói. Một nhân tài như vậy, sau này nhất định sẽ xưng bá một phương, trở thành bá chủ mưu lược kiệt xuất. Dưới ánh trăng, rừng trúc tím yên ả thanh bình. Bên ngoài rừng trúc, Hắc Bạch lão đạo đều đang ngủ gà ngủ gật, đôi khi lại liếc mắt trông chừng Cơ Ngân đang ngủ say ở trong rừng trúc, không chút lo lắng. Hoàng Phi Vũ Linh đã nói Cơ Ngân sẽ ổn thôi. Hắn ta mạng lớn, thủ đoạn thông thiên. Đến khuya lại có thêm người đến. Đó chính là Thanh Giao, Xích Hiên, Huyễn Mộng cùng U Lan. Rút kinh nghiệm lần trước, bọn họ vừa tới thì đã sụt sịt khóc. Lúc này không vào được. Trở về nghỉ ngơi đi. Hai lão già phất tay từ chối, không thể thường xuyên mở cửa sau được, bọn họ chắc chắn sẽ bị mắng. Tất cả mọi người đều vô lực lui ra ngoài, bọn họ lưu luyến không rời, chủ yếu muốn xem Triệu Bân thế nào. Cũng muốn hỏi Triệu Bân bên trong ký ức của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những người chưa biết thân phận của hắn thì còn muốn hỏi hắn có phải là Triệu Bân thật hay không. Hắn chính xác là Triệu Bân. Đây chính là câu trả lời của Triệu Bân. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa thể tỉnh dậy trong một thời gian ngắn. Đêm nay không bình yên. Bởi vì Cơ Ngân cho nên đêm nay mới không bình yên. Chỗ nào có người là chỗ đó có tiếng bàn tán. Tất cả đều đang bàn tán về câu chuyện truyền kỳ của hắn. Khi bàn tán về hắn, bọn họ còn không quên bàn tán về ân chú. Lão ta đúng là có một đứa cháu trai quá tốt. Vừa nhắc tới ân minh thì hắn ta đã tỉnh lại. Bên dưới địa cung quen thuộc, hắn ta lại giống như một con chó điên chu chéo. Trị thương quan trọng hơn. Ân chú cố hết sức xoa dịu, cũng không dám kích động ân minh, lão ta vẫn đang chờ ân minh khôi phục. Khi hắn ta khôi phục, lão ta nhất định sẽ tự tay đánh chết hắn ta.
bây giờ Ân Minh đã bị thương nặng nề như vậy cho nên lão ta cũng không nỡ xuống tay. Ta làm bối tử bao nhiêu năm nay, thế mà bây giờ lại bị ngươi đạp đổ công sức xuống sông xuống biển hết. Hắn thật sự là Triệu Bân, hai mắt Ân Minh đỏ ngầu. Soát hồn đại trận cũng đã dùng tới rồi, sự thật đã chứng minh hắn không có liên quan gì đến Triệu Bân, Ân chú bực mình khiển trách. Vậy thì dùng đan phượng phù dung uy hiếp hắn, hắn nhất định sẽ lòi đuôi chuột. Ngươi thấy mọi chuyện còn chưa đủ loạn hay sao? Ân chú quát lớn, cuối cùng lão ta cũng đã không nhìn được nữa, Ân Minh bị hống tới mức đầu óc quay cuồng, ngất xỉu tại chỗ, thân thể co quắp, còn có chút bọt máu rỉ ra khóe miệng. Chăm sóc nó. Ân chú chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Về chuyện dùng phù dung uy hiếp, cho dù lão ta có tới tìm Tử Y Hầu thương lượng thì Tử Y Hầu cũng sẽ không đồng ý với lão ta. Làm loạn một lần là đủ rồi, còn muốn làm loạn lần thứ hai, người nghĩ ông đây không cần mặt mũi nữa hay sao? Ngoài chuyện này ra, còn có một lý do khác. Ân gia thật sự không còn tiền nữa. Lão ta đã không còn gì để đánh cược nữa. Răng rắc, răng rắc. Trong rừng trúc tím yên tĩnh, tiếng xương cốt va chạm vang lên rất rõ ràng. Tuy Triệu Bân chưa tỉnh lại nhưng vẫn có thể luyện thể không ngừng, căn cơ bị phá hỏng đang chậm rãi được tái tạo. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, trông hết sức hoạt bát. Triệu Bân đã nuốt không ít linh đan diệu dược, còn được thêm vào tiên lực của Hoàng Phi khiến cho năng lượng bị hao tổn của hắn cũng được khôi phục. Ngoài ra, thiên kiếp mà hắn đã trải qua cũng đã miễn cưỡng hỗ trợ cho Triệu Bân thi triển Kỳ Lân hóa. Nhóc con, mau lại đây. Hắc Huyền lão đạo mỉm cười, ngoắc tay gọi Tiểu Kỳ Lân. Bạch Huyền lão đạo cũng bật cười ha hả nói, kết nghĩa huynh đệ không? Tiểu Kỳ Lân ngây thơ không biết gì, thật sự chạy qua đó. Thật sự thì nó không hiểu thế nào là kết nghĩa huynh đệ, nhưng nó hiểu đổ máu là như thế nào. Hai lão già này đang muốn trích máu của nó. Nhìn kìa, thậm chí bọn họ đã lấy dao ra cả rồi. Ngao hú. Á. Tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên rất chói tai. Tiểu Kỳ Lân rất nhanh nhẹn cắn mỗi lão một cái rồi ngay lập tức nhảy vào trong cơ thể của Triệu Bân. Hai lão già bên ngoài khu rừng rất thê thảm, bả vai đầm đìa máu chảy. Cũng may là Tiểu Kỳ Lân không cắn vào chỗ nào đặc biệt. Nếu không thì cả hai lão đều có thể vào cung tìm được một công việc tốt. Triệu Bân ngủ 9 ngày. Trong giấc ngủ say, tu vi địa tạng tầng 2 của hắn đã được củng cố, thậm chí căn cơ bị phá hỏng cũng đã được tái tạo lại. Lúc hắn mở mắt ra trong mắt còn phóng ra một luồng sáng chặt đứt một khoảng rừng trúc. Hắn nhìn chiếc nhẫn ma. 800.000 vạn ngân phiếu, 1 tỷ vạn tài nguyên tu luyện, trông thật là bắt mắt. Thứ còn chưa được hoàn hảo chính là bên trong kho bảo vật của ân chú không có lệnh bài thông hành vào hình tháp, nếu như có thì hắn nhất định sẽ vào hình tháp cứu mẹ. Hắn cũng đã từng nghĩ sẽ tìm ân chú để hỏi. Sau mọi chuyện đã xảy ra, hắn biết mình phải cực kỳ thận trọng, chỉ sợ hắn vừa mới lên tiếng hỏi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, nếu không cẩn thận thì lão ta còn có thể dùng mẹ của hắn tới uy hiếp hắn. Cho dù lần này hắn đã xóa bỏ hết hiềm nghi thông qua soát hồn đại trận nhưng cũng không thể nào làm càn rồi tự mình chui đầu vào dọ được. Xem xét kho bảo tàng một lúc, hắn lại cầm lên cây trượng đầu rồng. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, vừa nhìn thấy cây trượng đầu rồng thì hai mắt liền lóe sáng. Cây thần tạo hóa cũng xảy ra chấn động cực mạnh. Cả Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa đều như thế thì đây chắc chắn chính là một bảo bối. Đến đây. Triệu Bân hơ hơ cây trượng đầu rồng trước mặt Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân thích thú nhảy nhót, vồ tới cắn gãy cái đầu rồng thành từng mảnh nhỏ. Sau đó nó nuốt tất cả mảnh vỡ vào bụng. Triệu Bân thấy vậy thì không khỏi nuốt nước miếng. Nhóc con này sao mà có hàm răng tốt vậy, không sợ gãy răng à? Cảnh tượng tiếp theo khiến mắt hắn sáng lên. Sau khi nuốt cái đầu rồng thì toàn thân Tiểu Kỳ Lân đều phát sáng, trong chớp mắt còn có dị tượng phát sinh. Dáng vóc của nó lớn lên thêm một chút, huyết mạch càng thêm cường hãn, đặc biệt là đôi mắt của nó lại càng có thần, lóe lên ánh sáng màu xanh ngọc. Sao thần kỳ vậy, Triệu Bân giật mình. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, đáng ra hắn nên nghiên cứu cây trượng đầu rồng này trước. Không biết cái đầu rồng này rốt cuộc có bị ẩn gì hay được làm bằng chất liệu gì. Nếu như hắn biết thì tốt, có thể đi tìm đề ngày ngày cho Tiểu Kỳ Lân ăn, bây giờ thì hay rồi.
cái tên nhóc kia hạm ăn đến mức nuốt sạch sành xanh cái đầu rồng mà hắn vẫn không biết nó làm từ chất liệu gì. Nó đang lớn lên, nếu như thi triển kỳ lân hóa một lần nữa thì chắc chắn còn mạnh mẽ hơn. Triệu Bân sờ sờ cằm, hai mắt lấp lánh. Ông! Phần còn lại của cây trượng đầu rồng đang rung lên. Đó là do cây thần tạo hóa đang rút ra từ bên trong thân trượng còn lại một luồng sáng. Chính xác mà nói thì đó là một luồng tiên lực. Theo như Triệu Bân thấy thì nó hẳn không phải là tiên lực bình thường bởi vì nó đang phát ra ánh vàng hết sức rực rỡ. Cây thần tạo hóa không chút khách khí nuốt lấy luồng tiên lực sau đó lại nảy sinh biến hóa. Dưới sự quan sát của hắn thì cây thần tạo hóa đã cao lên thêm một tấc, sinh linh khí lại càng mênh mông, càng tinh túy. Tạo hóa, tạo hóa. Triệu Bân mỉm cười, cây trượng này thật đáng giá. Tiểu Kỳ Lân hí lên một tiếng rồi lại nhảy trở vào đan hải của hắn. Thật lâu sau Triệu Bân mới không quan sát cây thần tạo hóa nữa. Cất phần thân trượng vào, hắn lại lấy ra cây đàn đá. Cùng lúc đó, một phân thân của hắn ở bên ngoài đã thi triển thuật triệu hoán ngược. Đúng vậy, hắn phải vượt ngục. Vượt ngục để làm gì? Để tiêu diệt Bát Nhã. Sau khi tiêu diệt Bát Nhã thì hắn sẽ tới thành Thiên Thu cứu Liễu Tâm Như, chuyện này đã trì hoãn quá lâu rồi. Tưng. Tiếng đàn bi thương đã vang lên. Hắc Bạch lão đạo đang ngủ gà ngủ gật cũng đồng loạt mở mắt. Cái tên đó lại muốn vượt ngục lần nữa sao? Trên thực tế thì Triệu Bân đã vượt ngục được rồi. Ngay từ khúc dạo đầu thì cầm ý đã được triển khai để hắn phá trận ra ngoài. Thậm chí ngay cả Hắc Bạch lão đạo đồng loạt phản ứng cũng không kịp. Triệu hoán ngược. Bốn phân thân của Triệu Bân đều đồng loạt kết ấn niệm chú. Cùng lúc đó, chân thân của Triệu Bân cũng thuấn thân biến mất. Tuy nhiên, bên trong trận hình triệu hoán ngược lại không thấy chân thân Triệu Bân xuất hiện. Đi đâu rồi? Bốn phân thân vào đầu bứt tai, sững sờ một hồi. Sau khi sững sờ mất một lúc thì các phân thân đều bị phản phệ dữ dội, ngay lập tức bị chấn diệt. Sao ngươi chọn thời điểm tệ vậy? Nguyệt thần thở dài, thấm thía nói. Cô ta đã sớm nói qua, càn khôn ở phàm giới bị tổn hại cho nên không gian tất nhiên cũng sẽ không ổn định. Lúc này Triệu Bân lại thi triển thuật triệu hoán ngược. Đúng lúc va chạm với thiên địa biến hóa cho nên liền xảy ra biến cố. Chỉ có quỷ mới biết được hắn đã đi tới đâu, nhưng nhất định là đã đi rất xa. Chấm. Ầm. Tiếng nổ ầm vang dưới trăng phá tan sự im lặng của màn đêm. Dường như có một thiên thạch vừa rơi xuống núi làm đỉnh núi sụp đổ. Khi nhìn kỹ hơn thì đó không phải là một viên thiên thạch mà là một con người. Đó là Triệu công tử. Hắn ngã một cú không hề nhẹ, ngay lập tức gục xuống trong một vũng máu. Tình huống quái quỷ gì đây? Triệu Bân hộc máu, lảo đảo đứng dậy. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho hắn sững sờ trong giây lát. Nơi hắn đứng là một tòa cổ mộ, trông còn có chút quen mắt. Mộ vua Âm Nguyệt. Triệu Bân há miệng thở dốc, nét mặt hết sức bối rối, hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm, đây nhất định là mộ vua Âm Nguyệt. Lúc trước khi hắn cùng với Ngưu Anh đuổi giết Pháp Sư Tà Ác thì đã từng đến đây một lần, người giữ mộ chính là Tử Linh, chính từ nơi này hắn đã mang thi thể của vua Âm Nguyệt đi rồi đặt vào cõi U Minh. Sao tự nhiên hắn lại mơ mơ hồ hồ chạy tới chỗ này? Phải biết rằng mộ vua Âm Nguyệt nằm ở biên quan phía nam của Đại Hạ. Mà Thiên Tông thì lại nằm ở phía bắc Đại Hạ. Hai nơi cách nhau hàng ngàn dặm. Hắn chỉ thi triển thuật triệu hoán ngược một lần mà đã chạy ra tận biên quan phía nam. Trở về chốn cũ, bản thân lại có chút đẫm máu. Triệu Bân đứng không vững, tê liệt ngã xuống mặt đất. Sau khi xuyên qua không gian thì hắn đã bị thương quá nặng, toàn thân chi chít vết thương do vết cắt không gian cắt chúng, khí tức không gian thâm nhập vào các vết thương để ăn mòn sinh cơ của hắn. Vừa mới hồi phục sau khi bị soát hồn thì bây giờ hắn lại bị thương lần nữa. Hắn vội vàng khoanh chân, cố hết sức vận hành vạn pháp trường sinh quyết. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa chữa trị vừa suy ngẫm. Ý thức của hắn trở nên rõ ràng thì hắn mới nhận ra manh mối, khi thi triển thuật triệu hoán ngược hắn dường như cảm nhận được một nguồn năng lượng rất thần bí va chạm với hắn, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đứng ở mộ vua Âm Nguyệt rồi. Thiên địa biến hóa.
một lúc lâu sau thì mới nghe thấy hắn lẩm bẩm. Sự việc quỷ dị này hắn đã từng gặp được trong ma vực, lúc bị nữ tử tóc xanh đuổi giết hắn đã thi triển thuật triệu hoán ngược để bỏ chạy nhưng lại trùng hợp đụng phải thiên địa biến hóa khiến cho quá trình truyền tống xảy ra vấn đề. Chuyện lần này cũng diễn ra tương tự. Đạo lý của hai chuyện này cũng như nhau. Thuật triệu hoán ngược là bí pháp không gian, đụng phải thiên địa biến hóa đã khiến không gian trở nên lệch lạc. Chính vì nhận ra cho nên hắn mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có câu sai một ly đi một dặm, lần này hắn lại sai cả ngàn dặm. Cũng không ngốc lắm. Nguyệt thần liếc mắt nhìn, Triệu Bân đoán không sai. Càn khôn ở phàm giới bị tổn hại khiến cho không gian thay đổi, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu thi triển bí pháp khác thì không có vấn đề, riêng về bí pháp không gian lại rất dễ bị đụng phải thiên địa biến hóa, sau đó chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vận may của Triệu Bân cũng không tệ, không gian chỉ xảy ra lệch lạc một chút khiến cho hắn rơi xuống mộ vua Âm Nguyệt, chứ nếu không cẩn thận mà bị dịch chuyển tới nhà ngục của Vương Triều Hắc Long thì mới thật sự là đáng sợ. Nghĩ về việc hắn muốn tiêu diệt Bát Nhã, cô ta chỉ có thể thở dài. Nhân quả giữa Triệu Bân và Bát Nhã vẫn còn phải kéo dài. Lần đầu tiên Bát Nhã cứu Vương Dương khiến cho Triệu Bân bị trọng thương. Lần thứ hai Triệu Bân đã bắt được Bát Nhã rồi nhưng vẫn để cho cô ta chạy thoát. Lần thứ ba Triệu Bân chạy lên đỉnh Vũ Hóa muốn tiêu diệt Bát Nhã, không ngờ lại gặp phải Ân Minh đến gây rối. Lần thứ tư, hắn thi triển thuật triệu hoán ngược để quay lại tiêu diệt cô ta, không ngờ lại gặp phải cảnh thiên địa biến hóa. Có một số chuyện xảy ra một hai lần thì có thể gọi là trùng hợp. Nhưng năm lần bảy lượt đều như thế thì chắc chắn là có vấn đề. Tính toán của thần minh. Biến số của thần minh. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, vận may của Triệu Bân đã hết, vận may của Bát Nhã lại tăng lên rất nhiều, xem xét thêm với quan hệ giữa cô ta và Phật gia thì có thể thấy đoạn nhân quả này của hai người vẫn còn rất nhiều rối loạn ở phía sau. Tên nhóc xui xẻo. Nguyệt thần nhìn Triệu Bân rồi thở dài. Nói thật, dựa vào chiến lược hiện tại của Triệu Bân thì có lẽ hắn sẽ không thể đánh bại Bát Nhã mà không thi triển kỳ lân hóa. Cô ta không phải là một người của Phật gia bình thường, tuy Triệu Bân không thể nhìn thấu nhưng Nguyệt Thần thì có thể nhìn thấu. Cho nên mới nói, phàm giới còn thú vị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Nguyệt Thần. Sao ta đi tới chỗ nào cũng gặp biến cố vậy? Triệu Bân lẩm bẩm nói, cố kìm nén cảm xúc, tĩnh tâm trị thương. Lăng mộ vua Âm Nguyệt khổng lồ rơi vào sự im lặng chết chóc. Ở chỗ này rất yên tĩnh nhưng ở Thiên Tông thì lại rất ồn ào. Kẻ nào đó lại vượt ngục không nhìn thấy bóng dáng, ngay cả Hắc Bạch lão đạo canh giữ ở bên ngoài cũng không thấy tăm hơi. Tìm kỹ cho ta. Tiếng quát của Dương Huyền Tông vang vọng khắp Thiên Tông. Vì muốn tìm được cơ ngân mà ông ta đã mở ra kết giới hộ thiên khiến cho không ai có thể ra vào được, một số lượng lớn trưởng lão cũng đã tỏa ra ngoài đi tìm, không tin một người còn sống sờ sờ ra đó mà lại có thể bốc hơi được. Lần thứ mấy rồi? Linh Lung cũng đã tới, bắt đầu thoá mạ Hắc Bạch lão đạo. Hai lão đều là cường giả chuẩn thiên mà không canh giữ được một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng. Hắc Bạch lão đạo cũng rất oan ức, người canh giữ được thì sao không tới đây mà canh. Tên nhóc đó ra tay hết sức nhanh gọn, liếc mắt liền biến mất không thấy tăm hơi, đi đứng không để lại dấu vết, có thể canh giữ được mới là lạ. Chẳng lẽ là bị kẻ khác giết rồi, Chư Cát Huyền đạo hít sâu một hơi nói. Với chiến lực cùng thủ đoạn của hắn thì muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy, Đan Huyền nói. Không ai bác bỏ điều này. Chưa nói đến mặt khác, chỉ nói về thiên nhãn thuấn thân của hắn thì đã không phải là chuyện đùa. Hơn nữa, ngay cả khí tức của Tử Y Hầu và Hoàng Phi Vũ Linh mà Hắc Bạch lão đạo đang canh giữ còn cảm nhận được thì đừng nói đến một kích tuyệt sát, chỉ cần có kẻ bộc lộ chút sát ý thì bọn họ chắc chắn cũng có thể cảm nhận được. Chuyện cơ ngân vượt ngục tới quá đột ngột. Không có ai biết trước được chuyện đó, nếu như muốn ám sát thì cũng không thể chính xác như vậy được. Tóm lại, có thể loại trừ khả năng cơ ngân đã bị sát hại. Thật kỳ quái. Lão Trần Huyền cũng đang đi khắp nơi tìm kiếm. Một người đang sống sờ sờ, sao có thể nói biến mất liền biến mất. Sắc mặt của Dương Huyền Tông là khó coi nhất, mới vừa vượt qua được một chuyện hung hiểm thì người lại mất tích. Cả Thiên Tông đã bị lục tung lên nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của cơ ngân, chẳng lẽ hắn còn có thể bốc hơi khỏi thế giới.
Tìm, tiếp tục tìm. Dương Huyền Tông rít lên hạ lệnh. Cho dù có đào lên 3 tấc đất thì cũng phải tìm được cơ ngân. Đáng tiếc, bọn họ có tìm cách nào cũng không tìm được, bởi vì hắn căn bản không còn ở Thiên Tông nữa. Khi Triệu Bân tỉnh lại thì đã là đêm ngày thứ 2. Những vết thương do vết cắt không gian cắt phải đều đã khép miệng. Tiền bối, vô tình quấy rầy. Triệu Bân chắp tay, cung kính cúi đầu trước bài vị của vua Âm Nguyệt. Mặc dù quan tài của vua Âm Nguyệt không còn ở đó nhưng bài vị thì vẫn được Tử Linh đặt ngay ngắn trên bệ thờ. Giết! Khi đang bái bài vị, Triệu Bân đột nhiên nghe thấy tiếng hét giết chóc. Hắn bất giác ngước lên nhìn. Cẩn thận lắng nghe thì có thể thấy bên ngoài lăng mộ của vua Âm Nguyệt đang xảy ra một trận hỗn chiến lớn. Vèo! Hắn nhảy ra khỏi lăng mộ, chạy lên một ngọn đồi, lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía một mảnh núi rừng. Dưới ánh trăng sáng có thể thấy bóng người đầy rẫy, kẻ nào cũng mặc toàn thân áo giáp, bộc phát chiến khí ngất trời. Vương Triều Đại Nguyên. Triệu Bân cau mày, nhìn thấy cờ chiến của Vương Triều Đại Nguyên. Nói cách khác, đó là quân đội của Vương Triều Đại Nguyên. Biên quan đã bị công phá rồi sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Triệu Bân. Đang chiến đấu cùng với quân của Vương Triều Đại Nguyên tất nhiên là người của Đại Hạ, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Một người là Dương Hùng thành chủ thành Vong Cổ, một người là Yến Thiên Phong thành chủ thành Thanh Phong, cũng chính là cha của Thanh Giao. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, hắn cất kính viễn vọng rồi rút ra kiếm Long Uyên phóng thẳng về phía mảnh rừng kia. Giết! Trong khu rừng u ám, tiếng la hét giết chóc vang lên rung trời. Quân Đại Nguyên cùng quân Đại Hạ chém giết cùng một chỗ tỏa ra chiến khí ngất trời. Trận chiến diễn ra ác liệt. Sương máu bay mù mịt. Không khó để nhìn thấy quân Đại Hạ đã rơi xuống thế hạ phong. Quân Đại Nguyên đang tràn tới quá nhiều. Mỗi một giây đều có tướng sĩ Đại Hạ ngã xuống, nhân số giảm mạnh, càng lúc càng rơi xuống thế hạ phong. Quác! Ở đây không chỉ có bộ binh chiến đấu mà còn có không quân chiến đấu. Trên không trung đang có rất nhiều thú cưỡi, quân Đại Nguyên dùng huyết điêu, quân Đại Hạ dùng diều hâu. Nhưng cục diện của trận chiến đang dần dần nghiêng về một bên. Ngẩng đầu nhìn lên trời cũng chỉ còn lại hơn 10 con diều hâu. Không quân Đại Hạ ra sức xung phong liều chết, hết người này đến người khác rơi xuống. Nếu như không có không quân khống chế bầu trời thì tình cảnh của quân Đại Hạ sẽ trở nên họa vô đơn chí. Dương Hùng, đêm nay ta và ngươi đã định phải chết ở chỗ này, Yên Thiên Phong quát lên, áo giáp của ông ta đã nhuộm đỏ máu tươi, thanh kiếm trong tay điên cuồng giết chóc. Dương Hùng bật cười nói, tóc tai của ông ta cũng đã bê bết máu, thanh đao trong tay hết sức vũ động chém giết quân Đại Nguyên, trông ông ta hệt như một kẻ điên đang tắm trong máu tươi. Bọn họ là những vị trưởng bối mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng quân địch quá đông. Trong tiếng la hét giết chóc, những người lính Đại Hạ lần lượt ngã xuống. Quân địch mênh mông tràn tới đẩy hai vị thành chủ vào tình thế tuyệt vọng. Cho dù vậy bọn họ vẫn đứng sừng sừng không ngại mặc dù chân nguyên đã khô kiệt, khi lực đã hao mòn nhưng bọn họ vẫn dựa lưng vào nhau bộc phát ra sát khi đáng sợ khiến cho đám tướng sẽ Đại Nguyên vừa nhìn thấy đều run như cầy sấy. Hai người này thực sự quá điện, về không được, ta chịu không nổi nữa, Dương Hùng khăn khăn nói, đã không thể đứng vững được nữa. Không ngờ xa trường lại là nơi chôn thân của ta và ngươi, Yên Thiên Phong hộc máu, không chỉ đứng không vững mà ngay cả tầm mắt cũng đã trở nên mơ hồ. Dường như còn có thể trông thấy một bóng hình xinh đẹp, đó chính là bóng hình con gái Thanh Giao của ông ta. Thứ duy nhất khiến ông ta còn lưu luyến cõi đời này chính là Thanh Giao, nếu như ông ta chết đi thì nha đầu đó cũng không còn người thân trên đời nữa. Bắt sống cho ta. Trên không có một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen cưỡi huyết ưng hét lớn, lão ta là thống soái của quân Đại Nguyên, đang điên cuồng vung kiếm chỉ về phía hai vị thành chủ. Nếu như có thể bắt sống bọn họ đem về thì lão ta có thể lập được chiến công. Đến đây. Dương Hùng và Yên Thiên Phong quát lên một tiếng, mạnh mẽ đứng vững. Keng. Vừa dứt lời thì bọn họ đã nhìn thấy một luồng sáng vàng xẹt qua không trung. Cẩn thận xem xét thì mới thấy đó là một mũi tên được lôi điện bao phủ, không biết từ chỗ nào bắn tới. Chỉ biết rằng mũi tên này rất uy lực. Phụt, phụt. Ngay sau đó liền có hai tia máu tươi bắn lên chói mắt.
Mũi tên lôi điện không chỉ bắn xuyên qua huyết ưng mà còn bắn xuyên qua người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen khiến cho lão ta chết ngay tại chỗ. Chuyện này, tướng sĩ Đại Nguyên khiếp sợ. Người vừa chết chính là thống soái của bọn chúng, tu vi của lão ta là cảnh giới địa tạng tầng 8 vậy mà lại có thể bị một mũi tên giết chết. Kẻ bắn mũi tên này mạnh đến bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ lại là cường giả chuẩn thiên? Yên Thiên Phong và Dương Hùng cũng sững sờ. Ở nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có quân tiếp viện của đại hạ sao? Đau đớn nhất vẫn là người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen, bất cần một chút liền bị đưa xuống quỷ môn quan, đến chết cũng không biết ai là kẻ ra tay, chỉ biết một mũi tên vừa bắn tới thật quá kinh khủng, lão ta đường đường là cường giả địa tạng tầng 8 thế mà lại có thể bị trúng tên tới chết. Keng, keng, keng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, những thanh âm leng keng vang lên không dứt, có rất nhiều mũi tên lôi điện đang phóng tới tỏa ra ánh sáng chói mắt, mang theo lực sát thương vô cùng khủng bố, tên sau còn nhanh hơn tên trước. Quan trọng hơn nữa là mũi tên nào cũng được bắn ra rất chính xác. Không có mũi tên nào bị uổng phí. Mỗi một mũi tên bắn ra là một con huyết ưng sẽ rơi xuống, kẻ trên huyết ưng cũng sẽ bị xuyên chết. Người bắn đương nhiên là Triệu Bân. Tuy hắn tới hơi muộn nhưng vẫn kịp lúc. Vừa tới là hắn đã giương cung cài tên. Trước tiên thì hắn phải tiêu diệt hết không quân của địch. Bay cao cũng không phải là chuyện tốt. Cũng giống như đám người đang bay trên không trung kia, tất cả đều đã trở thành những tấm bia ngắm sống bị Triệu Bân điểm danh. Với thực lực địa tạng tầng 1 của hắn thì ngay cả cường giả chuẩn thiên cũng không thể chống lại một tên của hắn. Không hổ danh là Bá Vương Cung. Mỗi một mũi tên bắn ra đều mang theo uy lực hết sức độc đoán. Á! Những tiếng thét thảm thiết chói tai vang lên khắp bầu trời. Kẻ nào? Là kẻ nào? Tướng sĩ Đại Nguyên phẫn nộ gầm lên, không quân của mình đã bị giết gần hết nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng kẻ ra tay. Thiên lôi trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đáp lại bọn chúng chỉ có một tiếng quát lạnh như băng. Triệu Bân mạnh mẽ cắm thanh kiếm xuống mặt đất. Đột nhiên mặt đất nứt ra, từ bên dưới lòng đất phóng ra từng luồng lôi điện mang uy lực khủng bố, thanh âm chói tai. Kẻ thù kép đến đông đúc thế này tất nhiên là phải dùng tới đại chiêu quần công rồi. Hắn đã đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 1 cho nên phạm vi của thiên lôi trận cũng trở nên hết sức khổng lồ. Phụt, phụt, phụt. Khu rừng u ám nhuộm đỏ máu tươi. Tất cả những kẻ đứng ở trong phạm vi công phạt của thiên lôi trận đều không tránh khỏi kết cục bị thiên lôi đánh, những kẻ có tu vi yếu còn bị đánh tới mức máu thịt văng tứ tung, phần còn lại của thân thể thì ngã gục xuống vũng máu thịt của mình mà chết. Đừng nói là các tướng sĩ Đại Nguyên, ngay cả Yên Thiên Phong và Dương Hùng cũng hết sức sửng sốt, mơ hồ còn có thể cảm nhận được người thi triển thiên lôi trận chắc chắn có cảnh giới địa tạng từ tầng 2 trở lên thì mới có thể thi triển ra được một bí pháp quần công uy lực đến thế. Phải biết rằng trong số tướng sĩ Đại Nguyên bị thiên lôi đánh chết cũng có không ít cường giả cảnh giới địa tạng. Phá cho ta. Không biết là nhân tài nào đã quát lên một tiếng rồi giáng xuống mặt đất một quyền, mạnh mẽ phá thiên lôi trận. Vương triều Đại Nguyên quả nhiên không thiếu người tài. Triệu Bân lãnh đạm nói xong liền cắm kiếm xuống đất lần nữa. Thiên lôi trận. Thiên lôi trận. Thiên lôi trận. Ba chữ này dường như còn có âm vang. Cũng có thể nói là Triệu Bân đại quyết đoán, liên tục thi triển đại chiêu quần công, hắn có đại địa lực cuồn cuộn không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho hắn tùy ý sử dụng. Phá, ta cho người phá tới chết cũng chưa hết. Á! Hành động của hắn khiến cho tiếng la hét thảm thiết càng vang lên nhiều hơn nữa, càng có nhiều tướng sĩ Đại Nguyên ngã xuống, cũng có rất nhiều kẻ bỏ chạy nhưng không thoát, lần lượt bị thiên lôi đánh thành thịt nát. Hiện trường đẫm máu chưa từng thấy. Yên Thiên Phong và Dương Hùng nuốt nước bọt. Điều quỷ dị chính là lôi điện phóng từ dưới lòng đất lên không hề đã thương tới bọn họ. Để làm được điều này thì người thi triển phải có ý niệm cực kỳ cường đại, cũng là nói cấp bậc tinh thần lực của đối phương hết sức cao cấp, bằng không cũng sẽ không tính toán được chuẩn đến như vậy. Giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho ta. Bên phía quân Đại Nguyên có một người đàn ông trung niên tóc đỏ quát lớn. Lão ta cầm kiếm chém ra một luồng kiếm khí vào rừng cây rồi tìm được vị trí ẩn náu của Triệu Bân bên trong rừng cây đó. Triệu Bân bị buộc phải nhảy ra ngoài. Chết đi.
Người đàn ông trung niên tóc đỏ hừ lạnh một tiếng sau đó phóng tới chỗ Triệu Bân nhanh như cắt. Triệu Bân nhìn cũng không thèm nhìn, trong chớp mắt đã né qua được, mà trong chớp mắt đó cũng không hề để mắt đến lão ta. Giây sau liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Trong lúc đối phương phóng tới tấn công hắn thì hắn đã trộm được bùa chống nổ của đối phương. Nhân tiện, hắn còn trả lại cho đối phương vài lá bùa nổ. Người đàn ông trung niên tóc đỏ giây trước còn hò hét hung dữ thì giây sau đã bị nổ thành một đống máu thịt be bét. Cường giả địa tạng thì thế nào, cuối cùng cũng phải sợ bùa nổ thôi, đặc biệt là bùa nổ cao cấp. Mà bùa nổ cấp địa tạng của Triệu công tử lại có lực sát thương mạnh hơn bùa nổ khác cùng cấp bậc. Vèo, vèo. Triệu Bân không hề nao núng xuyên qua dòng người, mỗi một nơi hắn đi qua thì đều sẽ có người ngã xuống trong tình trạng đầu bị chặt hoặc cổ họng bị đâm bởi một thanh kiếm. Tất cả đều là một kích tuyệt sát, điều đó khiến cho Yên Thiên Phong cùng Dương Hùng đứng xem đều hết sức hoảng sợ. Đó có phải là cường giả địa tạng hay không? Tại sao lại mạnh mẽ đến thế? Ngoài ra, bộ dáng của người này trông lại rất quen thuộc. Đi! Trong lúc hai vị thành chủ còn đang hoảng hốt thì Triệu Bân đã triệu hồi đại bằng rồi đẩy hai người lên lưng nó. Đại bằng giống lên một tiếng rồi giương cánh bay cao. Hai vị thành chủ đều đã là nỏ mạnh hết đà, không thể nào tiếp tục chém giết được nữa, phải tạm thời đưa bọn họ rời khỏi đây thì Triệu Bân mới có thể đại khai sát giới. Giết! Bên dưới, bóng người mênh mông đã bao vây Triệu Bân. Trong đó không thiếu cường giả cảnh giới địa tạng, bộc phát khí huyết ngập trời. Thiên lôi trận. Triệu Bân lại sử dụng bí pháp quần công như trước. Đáng tiếc, lần này không dùng được nữa. Quân địch cũng có cao nhân, hơn nữa còn không chỉ có một người. Bọn chúng đã dùng loại bí pháp gì đó để phong ấn lại cả mảnh đất này khiến cho thiên lôi trận không thể thi triển được. Đến đây. Triệu Bân thét lên một tiếng vang dội, lao vào trận địch. Hắn hòa vào dòng người. Giống như con sư tử được nhào vào bầy cừu không hề phòng bị, một tay cầm kiếm Long Uyên, liên tục vung bừa chém loạn, đồng thời mỗi nhát kiếm luôn có sức mạnh từ phân thân duy trì và bảo vệ, kiểu bảo vệ này không quá mạnh mẽ, nằm trong phạm vi mà thể phách của hắn có thể chịu đựng được. Cho dù là vậy, nó cũng rất bá đạo, bao nhiêu binh tướng đại nguyên cũng không chèn ép được một mình hắn, bị giết đến mức không còn mảnh giáp. Mạnh đến thế sao? Dương Hùng và Yên Thiên Phong đang lơ lửng trên bầu trời lại được phen kinh ngạc. Không phải chưa từng thấy võ tu địa tạng, bởi vì họ cũng ở cảnh giới địa tạng, nhưng mạnh mẽ như vị ở bên dưới này thì họ mới thấy lần đầu, quá bá đạo, như một sát thần, đi đến đâu giết chóc đến đó. Đó không phải trận đại chiến, nó đã nghiễm nhiên biến thành một vụ đồ sát đơn phương, dù họ chinh chiến xa trường lâu năm cũng phải thấy run rẩy. Họ giật mình, binh tướng đại nguyên càng thêm giật mình. Tên này từ đâu trồi ra vậy, hung mãnh đến mức không có điểm dừng. Nhát kiếm nào cũng là đại chiêu, vung kiếm lên là giết được cả mảng, ai không phải cao thủ địa tạng thì không dám xông lên trước. Thêm cả chân nguyên của hắn nữa, sao dùng mãi không thấy hết thế? Dùng bao nhiêu bí thuật mà không thấy khí huyết thiếu hụt, càng không thấy hắn cạn kiệt chân nguyên. Đánh toàn đại chiêu như thế, mẹ kiếp, ai mà đỡ nổi? Nổ chết các ngươi, Triệu Bân quát lên một tiếng. Hắn vừa dứt lời, tiếng nổ lập tức nổi lên khắp nơi, liên tục không ngừng. Hắn sẽ không đánh nhau xuông đâu nhé, vừa đánh vừa không quên trộm đồ. Trộm gì cơ, trộm bùa chống nổ của đối phương đấy. Không còn bùa chống nổ, bùa nổ của hắn nổ đến đâu dính đến đấy. Á! Tiếng la thảm thiết vang dậy, binh tướng đại nguyên bị nổ đến mức văng khắp nơi, không chỉ đau đớn mà còn buồn bực. Đã có bùa chống nổ rồi mà. Sao vẫn nổ được nhỉ? Theo lời của Triệu công tử thì rằng, nếu không phải vì các ngươi quá đông, ta sẽ lột chuồng các ngươi luôn, nếu đông người và không có thời gian để lột quần áo, vậy thì phải nổ, nổ cho bằng chết. Đùng, binh, đùng. Rừng trúc vốn đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn, cây cối đổ rạp khắp nơi, đá vụn bay ngập trời, mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm cả một khoảng trời. Thế mà bùa nổ vẫn còn nổ đi đùng. Cứ khu nào nổ tung là sẽ nghe thấy tiếng hét thảm thương từ khu ấy. Có trời mới biết bao nhiêu người đã tan xương nát thịt vì bùa nổ. Đợt này mà chưa chết được thì thêm đợt nữa, nổ đến chết mới thôi. Ực, hai vị thành chủ trong vai trò khán giả phải nuốt nước bọt ừng ực, nhân tài này từ đâu trồi ra thế? Không ngừng tung đại chiêu,
lại còn dùng bao nhiêu bùa nổ, cao thủ chuẩn thiên cũng không đỡ nổi tốc độ tiêu hao đâu nhỉ. Nếu nổi lại là họ chắc đã bị vắt kiệt đến khô héo rồi. Cùng là cảnh giới địa tạng mà sao cách biệt lớn thế? Nếu người của Long Triều Đại Hạ ai cũng giỏi đánh đấm như hắn thì tám nước đâu dám ngông cuồng đến vậy. Không biết tiếng kêu la đến hồi nào mới dứt. Cánh quân mấy ngàn người của Đại Nguyên không ai còn sống, bị tiêu diệt sạch sẽ. Hai vị thành chủ chứng kiến toàn bộ. Nổ lâu như thế, vị nhân tài kia sẽ không bị nổ chết theo đấy chứ. Thực tế chứng minh họ đoán sai rồi. Trong làn khói thuốc súng mù mịt, một bóng dáng mơ hồ chậm rãi bước ra, trên tóc, trên vai và trên chân, từ trên xuống dưới bê bết máu tươi như một vị tu la tắm mình trong bể máu. Về phần máu, có máu của chính hắn cũng có máu của kẻ địch, bao nhiêu bùa nổ như thế, không bị ảnh hưởng mới là lạ. Thế nhưng, hắn có vạn pháp trường sinh quyết, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, nếu không cũng không dám đánh đấm một cách ngông cuồng như vậy. Bởi thế mới nói, một số cách đánh mà hắn áp dụng được nhưng người khác thì không. Cỡ như ma tử thì không dám đánh như vậy, e là không đợi khi nổ tung đối phương, hắn ta đã xuống hoàng tuyền trước rồi. Quá, nghịch thiên rồi. Hai vị thành chủ tái mặt, mấy ngàn người đấy, bị một mình hắn tiêu diệt sạch sẽ. Tìm khắp Long Triều của Đại Hạ chắc không được mấy người sở hữu chiến tích thế này. Cạc, Đại Bằng thét lên, từ trên trời lao xuống. Đa tạ tiểu bằng hữu ra tay cứu giúp. Hai vị thành chủ vội vàng chắp tay, giữa chừng còn liếc mắt nhìn trộm vết thương của Triệu Bân, không ngừng chúng đang khép lại với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức họ khiếp sợ. Thứ này hình như vượt xa phạm vi hồi phục rồi, đây là năng lực tái sinh đúng không? Chuyện nhỏ thôi, Triệu Bân mỉm cười, tiện tay lột hắc bào ra, để lộ dung mạo. Thánh, thánh tử. Hai thành chủ trông thấy mà sững sờ. Họ chưa từng gặp Cơ Ngân, nhưng đã trông thấy bức vẽ Cơ Ngân. Tuy hắn có một gương mặt khá phổ thông, nhưng vẫn có thể nhận ra được, cách đây không lâu, người này mới được phong làm thánh tử, tức là trưởng giáo kế nhiệm của Thiên Tông. Những ngày này, hắn là người nổi bật nhất vì tạo ra vô số chiến tích nghịch thiên, lấy bừa một cái cũng đủ xứng tầm thần thoại, đồn đại khắp Đại Hạ. Tám nước liên hợp tấn công Đại Hạ có một phần nguyên nhân là vì hắn. Trong chuyến đi tới ma vực, nhân tài đỉnh cao của các nước gần như bị hắn giết hết. Họ cũng không ngờ rằng người cứu họ là thánh tử của Thiên Tông. Chẳng trách hắn đánh giỏi thế. So với trận chiến ở ma vực, đối với Cơ Ngân mà nói, đây chỉ như việc vặt thôi. Là ta. Triệu Bân mỉm cười, giơ hai tay ra đặt trên vai của hai vị thành chủ, truyền chân nguyên để tiêu diệt bớt sát khí trong cơ thể họ, tiện thể giúp hai người trị thương. Đây là hai người quen của hắn đấy. Nhưng hắn chưa từng nói rõ thân phận thật sự của mình. Hắn nên cảm kích lần sai lệch không gian này, cảm ơn vì đưa hắn tới đây, nếu không, hai vị thành chủ chết chắc rồi. Nhất là Yên Thiên Phong, nếu ông ta chết, hẳn là Thanh Giao sẽ đau lòng lắm. Đa tạ thánh tử, hai người vô cùng cảm kích, cũng thấy may mắn vô cùng. Bất kỳ một đệ tử Thiên Tông nào cũng có thân phận hết sức cao quý, huống hồ là trưởng giáo tương lai của Thiên Tông, thế mà hắn còn trị thương cho họ. Biên quan thế nào rồi? Triệu Bân hỏi. Hắn vừa dứt lời, hai vị thành chủ đã lộ vẻ nghiêm trọng, Đại Nguyên lại tăng thêm binh lính, hàng triệu đại quân áp sát biên cảnh, có đoạn đã bị công phá, không ít binh lính Đại Nguyên thâm nhập vào, đốt phá, giết người, cướp bóc. Nữ soái đâu? Quân Xích Diễm của Đại Hạ đâu? Triệu Bân vội vàng hỏi. Quân Xích Diễm vẫn chống được biên quan. Thương ương nghiêm trọng, nghe đền nữ soái cùng bị thương nặng, vẫn đang cố gắng chém giết, hai. Ta cũng đang chạy tới biên quan chi viện giữa chừng thì gặp phải quân đội Đại Nguyên. Chết tiệt! Triệu Bân hừ một tiếng, lập tức quay người chạy thẳng tới biên quan. Cạc! Đại Bằng như một luồng sáng màu vàng kim lướt ngang qua bầu trời. Triệu Bân đứng thẳng trên mình nó như một tấm bia lớn, tay cầm kiếm Long Uyên vẫn còn đang nhỏ máu, dù cố kiềm nén nhưng toàn thân vẫn toát ra một thứ sát khí khiến Dương Hùng và Yên Thiên Phong cảm thấy vô cùng áp lực. Mạnh quá. Hai vị thành chủ hiếm khi khâm phục ai, Cơ Ngân được tính là một trong số đó. Tuổi còn trẻ đã tạo nên chiến tích nghịch thiên, trên người hắn có sát khí nặng nề như thế chính là minh chứng trực quan nhất. Nếu không từng giết được núi thây biển máu, không thể nào có được uy thế cỡ vậy. Thời đại này đúng là phi phàm. Đây là suy nghĩ trong lòng hai vị thành chủ. Mà người đứng trước mặt họ chắc chắn sẽ dẫn đầu cả thời đại.
Xoạt, xoạt. Triệu Bân vừa đi vừa hóa thêm phân thân, hết phiên bản này đến phiên bản khác, hoặc là ẩn mình trong rừng, hoặc là náu trong sơn cốc, số lượng cực kỳ nhiều. Nếu đã phải tới biên quan thì phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nữ soái Xích Diễm đạt đỉnh chuẩn thiên mạnh mẽ đến thế mà còn có khả năng mất mạng, huống hồ là hắn. Lấy đâu ra nhiều chân nguyên thế? Dù đang trị thương, hai vị thành chủ vẫn phải suy nghĩ về chuyện này. Họ nhìn thấy rất rõ ràng, cơ ngân đã biến ra không biết bao nhiêu phân thân. Dù có đan hải cũng không trụ được mức độ tiêu hao đấy đâu nhỉ. Thế nhưng nhãn giới của họ quá thấp, không nhìn ra được manh mối. Chỉ biết rằng, người có thể làm thánh tử, tuyệt đối không phải người thường. Đoạn đường sau đó có quá nhiều cảnh thê thảm. Từ trên nhìn xuống, thi thể ngổn ngang, từng tòa thành hoang phế, khói xương nhuốm máu bao phủ nơi nơi. Chắc hẳn là quân đội Đại Nguyên thâm nhập vào Đại Hạ đã gây nên cảnh tàn sát, nhiều người vô tội bị giết hại. Thảm! Quá thê thảm rồi! Núi sông Tráng Lệ bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian. Chết tiệt! Hai vị thành chủ mắt mũi đỏ ngầu, sát ý ngùn ngụt. Chiến tranh đúng là chết tiệt. Thế nhưng, Long Triều của Đại Hạ còn là một đánh tám. Không nói tới các bên khác, chỉ tính riêng Vương Triều Đại Nguyên. Đội quân hàng triệu người là con số lớn cỡ nào chứ? Đại Nguyên cũng rất hào phóng, một nửa binh lực toàn quốc được đẩy hết tới biên quan của Đại Hạ nhỉ? Chẳng lẽ không sợ Vương Triều khác nhân cơ hội chúng xâm nhập Đại Hạ mà tấn công biên quan của Đại Nguyên ư? So với điều này thì họ lo lắng cho quân Xích Diễm hơn. Khả năng chiến đấu của quân Xích Diễm rất mạnh, họ biết điều này. Thế nhưng cũng phải xem đội hình của đối phương, đối mặt với đội quân hàng triệu người, sức chiến đấu mạnh đến đâu cũng vô dụng. Binh lực áp đảo tuyệt đối như vậy, nếu tiến đánh bất chấp thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Thật khó tưởng tượng nếu toàn tuyến biên ải bị công phải thì cục diện sẽ thế nào, Đại Nguyên tràn sang, có lẽ sẽ tiến công tới tận đế đô. Vô Xương, mong cô ở trên trời có thiêng. Triệu Bân lầm bầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đêm khuya thanh vắng, nhưng có một ngôi sao cực kỳ lấp lánh. Nó cực giống với đôi mắt của nữ tử, lấp lánh ánh sáng mơ hồ. Á! Tiếng kêu thảm thiết cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn vô thức cúi đầu. Đập vào mắt là một biển lửa. Đó là một cổ trấn nhỏ, tiếng kêu la thảm thiết vang dậy. Hóa ra binh tướng Đại Nguyên đang giết chóc trong trấn. Dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng thê thảm, nhiều trẻ nhỏ bị cắm trên mũi mâu, nhiều người già bị chặt đầu, nhiều nữ tử áo quần xốc xếch ngã trong vũng máu. Triệu Bân run lên, bàn tay cầm kiếm không ngừng run rẩy. Khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được cảm giác tội lỗi trước nay chưa từng có đang nuốt lấy tâm trí mình. Nếu không phải vì hắn bẫy giết cao thủ các nước, tám nước cũng sẽ không điên cuồng liên thủ để tấn công Đại Hạ. Thánh tử, bọn ta đi đây. Dương Hùng và Yên Thiên Phong cúi người, chắp tay bái lạy. Khi ngang qua một đỉnh núi, hai người nhảy xuống, chạy thẳng tới cổ trấn, dù biết chỉ như thiêu thân lao vào lửa vẫn không nề hà. Họ là quân nhân, phải cho con dân Đại Hạ biết rằng Đại Hạ vẫn còn người. Cạc! Lao về phía ấy cùng hai vị thành chủ còn có đại bằng cánh vàng và phân thân của Triệu Bân nối tiếp nhân, còn bản tôn của Triệu Bân thì dùng bùa tốc hành, tiếp tục tiến về biên quan phía đông nam. Nếu toàn tuyến biên quan thất bại, nếu để đại quân hàng triệu người tràn sang, đó mới là kiếp nạn thật sự. Gắng gượng nào! Triệu Bân nói thầm trong lòng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thời khắc thoát ra khỏi cánh rừng, hắn còn ngẩng đầu nhìn thiên tượng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đêm nay, hắn sẽ giúp quân Xích Diễm của Đại Hạ chiếm hết thiên thời. Giết! Không biết đến lúc nào đó, hắn loáng thoáng nghe được tiếng hô giết. Vọng tới từ biên quan. Phóng tầm mắt nhìn ra, có thể thấy được khói tín hiệu bay lên toàn màu đỏ của máu. Không cần phải nhìn cũng biết quân Xích Diễm của Đại Hạ đang cố gắng giao tranh cùng Đại Nguyên. Hắn đoán không sai. Tình hình rất khốc liệt. Bên ngoài thành, quân địch dày đặc như một tấm thảm đen thui trải khắp mặt đất nhuốm máu đang tấn công biên quan rất mãnh liệt. Quân Xích Diễm của Đại Hạ dù chết không sờn, ai nấy gắng gượng chống đỡ trên tường thành, điên cuồng chém giết. Mỗi phút mỗi giây đều có binh tướng Đại Nguyên lao lên tường thành,
mỗi phút mỗi giây đều có người hộc máu ngã xuống, máu tươi lênh láng, tường thành nguy nga cũng đầm đìa máu. Giết! Đại Hạ không hề thiếu nhân lực, rất nhiều người chạy tới biên quan chi viện. Quốc gia hưng vong, ai cũng có trách nhiệm, người này ngã xuống người sau lên thay. Thế nhưng, mãi mãi không đủ được. Không có đại binh như quân Xích Diễm tới chi viện thì không thể ngăn nổi đại quân cả triệu người. Vậy nhưng Long Triều Đại Hạ lấy một địch tám, chỉ còn người trong nhà, rất khó phái thêm binh lính. Đến cả hoàng đế cũng ra chiến trường, đủ biết chiến sự nguy cấp cỡ nào. Giết! Giết cho ta! Thống soái Đại Nguyên hừ một tiếng, tiếp tục vung kiếm, chỉ về tường thành phía xa. Kẻ này ra lệnh cho vạn mã xông tới, lục quân không quân đồng loạt công phá, thêm vô số xe nỏ và nỏ mạnh như mưa bão, điên cuồng công phá, tường thành nhiều chỗ hổng hụt, quân địch tràn vào như nước lũ. Đánh! Tướng sĩ Đại Hạ thét lên, bịt chặt khe hở. Đến mức mỗi bước tiến của Đại Hạ đều phải trả cái giá thảm thiết. Phụt! Bên ngoài thành, một tia máu xuất hiện. Hóa ra là một người mặc áo đen, thuộc về Vương Triều Đại Nguyên, cảnh giới tu vi khá cao, đúng chuẩn cao thủ chuẩn thiên, bị nữ soái vung kiếm chém đứt đầu. Vì điều này mà cô ta cũng phải trả giá, trên bả vai bị cao thủ chuẩn thiên mặc áo đỏ đâm xuyên qua. Người bao vây tấn công cô ta không chỉ có kẻ này, còn cả cao thủ trung niên mặc mãng bào, tráng hán mặc giáp vàng, lão già mặc áo bạc, bốn đánh một, đủ cho nữ soái không ngừng phun máu. Ai giết được Sở Lam, lập đất phong vương. Tiếng thét của thống soái Đại Nguyên vang vọng cả chiến trường. Lệnh ban xuống, lại có một lượng lớn cường giả của Đại Nguyên lao tới. Thấy Đại Hạ ta không có ai nên ức hiếp sao? Tiếng hét lớn vang khắp một bên thành. Trong quân Xích Diễm có người xông ra, tất cả đều là cảnh giới chuẩn thiên nhưng ngặt nỗi tất cả đều chiến đấu quá ác liệt, phần lớn đều bị thương nặng, chỉ còn lại được nửa cái mạng nên chỉ đành liều chết với cao thủ của Đại Nguyên. Sở Lam, người còn có thể cầm cự được bao lâu? Quân Xích Diễm còn có thể cầm cự được bao lâu? Chỉ bằng đầu hàng sớm đi. Hoàng đế của chúng ta cũng rất trân trọng nhân tài. Người đàn ông trung niên mặc mãng bào cười nham hiểm, vừa nói vừa tấn công quyết liệt. Nữ soái không nói gì, mặt không cảm xúc. Cô ta không biết rốt cuộc có thể cầm cự được bao lâu. Nhưng 10 vạn quân Xích Diễm của Đại Hạ, bao gồm cả cô ta đều sẽ không ai lùi bước, càng sẽ không có ai đầu hàng, dù cho đến cuối cùng chỉ còn lại có một người thì bọn họ cũng sẽ bảo vệ biên cương của Đại Hạ đến cùng. Để ta xem không có quân cứu viện thì ai sẽ đến cứu cô. Người đàn ông bặm trợn mặc áo giáp vàng hét lớn, vung chiếc rìu màu vàng đen lên. Uy lực của chiếc rìu đó rất bá đạo, chắc là hắn ta thuộc nhóm võ tu. Nữ soái không đánh tay đôi với hắn ta mà bay lùi về sau. Nữ soái vẫn chưa đứng vững lại thì cao thủ huyết y môn cảnh giới chuẩn thiên đã đánh đến nhanh như một bóng ma, xuất kiếm với sức mạnh hủy diệt, chém một nhát rất sâu trên người cô ta. Tiếp đó, khi vẫn chưa kịp thở thì lão già áo bạc đã vung đao vàng lên, chém ra ánh sáng đao dài đến 10 trượng, may mà cô ta né kịp, nếu không thì nhất định sẽ bị chém chết. Nhốt! Người đàn ông trung niên mặc mãng bào cười nham hiểm, bấm ấn quyết bằng một tay. Khi ông ta vừa dứt lời thì có bốn trụ ánh sáng đội đất mọc lên, biến thành một cái lồng, nhốt nữ soái ở bên trong. Bên trong lồng có sấm chớp giáng xuống và cả dây xích bằng phù văn màu đen đang bay lượn, khóa chặt tay và chân của nữ soái. Phá! Nữ soái hừ lạnh, toàn bộ cơ thể đều phát ra ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, xích bằng phù văn đã bị vỡ nát. Đến cả lồng ánh sáng cũng bị chấn động đến đổ sập. Đáng tiếc, ít không địch nổi nhiều, cô ta vừa mới xông ra thì đã bị trúng một chưởng của lão già áo bạc. Quân Xích Diễm đi tong rồi. Đại Hạ cũng xong đời luôn rồi. Người đàn ông bặm trợn mặc áo giáp vàng cười man rợ rồi vung rìu ra. Nữ soái lập tức đứng lại, đưa kiếm ra đỡ phía trước. Phải biết rằng, trong đại quân trăm vạn người, cường giả cũng nhiều như mây. Ta hiểu. Triệu Bân mỉm cười nhưng bước chân chưa hề ngừng lại và lại, hắn còn dùng bùa tiết hành để duy trì tốc độ trông có vẻ như muốn cường ép lại thẳng vào doanh trướng trung quân của đối phương. Phải biết rằng, họ đang đối mặt với cả trăm vạn đại quân, quân Xích Diễm có thể cầm cự đến lúc này, biên quan vẫn chưa bị công phá thì đã là một kỳ tích rồi. Nếu như có được binh lực ngang ngửa với đối phương thì họ cũng có thể đánh đến kinh đô của đối phương. Phụt! Nữ soái đáp đất và lại nôn ra máu. Đến lúc này, có vẻ như Sở Lam đã không thể đứng vững được nữa,
cô ta cầm kiếm và loạng choạng, cô ta đã bị thương quá nặng và quá đuối sức vì phải liên tục tham gia vào các trận đại chiến. Cô ta đã chiến đấu đến kiệt sức và quân Xích Diễm cũng vậy. Chậc, 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 thật khiến người ta phải đau lòng. Người đàn ông trung niên mặc mãng bào suýt xoa, ánh mắt đầy vẻ xấu xa. Ông ta là người yêu cái đẹp mà nữ soái của quân Xích Diễm lại là một người xinh đẹp tuyệt trần, nếu như có thể bắt sống, hưởng thụ một chút thì chắc mùi vị sẽ không tồi, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi. Cũng như ông ta. Ba người còn lại cũng liếm môi thèm khát. Bắt sống được nữ soái Xích Diễm không chỉ có thể lập được đại công mà còn hưởng thụ được đêm xuân. Mà chuyện này thì ai trong bọn họ cũng có phần. Cô ta là của ta. Người đàn ông bặm trợn mặc giáp vàng lại hét lớn và vung rìu chiến lên. Nữ soái cố đứng vững lại, định điều động chân nguyên nhưng lại phát hiện trong cơ thể không còn chân nguyên để dùng nữa. Ngay tầng chân nguyên hộ thể cũng trở nên mỏng manh, cô ta nắm chặt thanh kiếm nhuốm máu và chắn trước người. Ầm. Rìu và kiếm va vào nhau, âm thanh vang lên giòn tan. Nữ soái lại bay lộn nhào ra xa, cơ thể nhuốm đầy máu. Cô ta là của ta. Người đàn ông trung niên mặc mãng bào, huyết y môn cảnh giới chuẩn thiên và lão già áo bạc đều tranh nhau đưa tay ra. Sở soái. Cao thủ của quân Xích Diễm thấy vậy thì đều muốn xông lên ứng cứu. Nhưng cao thủ của đại nguyên quá nhiều, đừng nói gì đến ứng cứu mà ngay cả bản thân họ cũng khó bảo toàn. Mệt quá. Nữ soái nói với giọng khàn đặc, ánh mắt lờ đờ. Lúc này đóa hoa rực rỡ nhất trên chiến trường càng giống với một con bướm gãy cánh hơn, không còn sức để bay lượn nữa. Gào. Chính vào lúc đó, một tiếng gầm vang vọng khắp không gian. Một thứ to lớn nhảy ra từ bên kia của tường thành. To chừng nào chứ, ngẩng đầu lên nhìn từ phía xa thì nó cao đến lưng chừng trời, giống như một ngọn núi lớn giáng từ trên trời xuống. Đấy là Triệu Bân. Nói chính xác hơn là Triệu Bân đã kỳ lân hóa. Soạt. Triệu Bân lập tức đỡ lấy nữ soái, đấm lùi tên to con mặc giáp vàng bằng đòn hám sơn quyền, quất cao thủ huyết y môn cảnh giới chuẩn thiên, người đàn ông trung niên mặc mãng bào và cả lão già áo bạc bay lộn nhào ra xa bằng đòn thần long vẫy đuôi. Ầm. Kỳ lân Triệu Bân đáp đất, vang lên một tiếng ầm. Mặt đất rung chuyển. Sau đó có làn sóng khí cực mạnh lan ra bốn phía khiến quân đại nguyên xung quanh đó té nhào như ngả dạ, những người có tu vi yếu và thực lực chưa đủ mạnh thì đều bị chấn động và tan biến thành cho bụi ngay tại chỗ. Đấy, là gì vậy? Vì sự xuất hiện của hắn nên cuộc đại chiến bỗng chốc dừng lại. Dù là cao thủ đại nguyên hay là binh sĩ của đại hạ thì cũng đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Lớn! Tên đó quá khổng lồ! Còn cao hơn cả tường thành của biên quan. Trước mặt hắn thì bọn họ chỉ như những con kiến bé nhỏ. Chủ nhân của kỳ lân à. Hắn là cơ ngân. Rất nhanh sau đó đã có cao thủ của đại nguyên nhận ra hắn, chuyện này đã không còn là bí mật nữa mà các vương triều lớn đều biết hết rồi. Chính vì họ nhận ra hắn nên mới không tin nổi. Chẳng phải hôm qua cơ ngân còn đang ở Thiên Tông sao? Thiên Tông cách chỗ này biết bao nhiêu cây số. Tên này đi hỏa tiễn đến đây sao? Dù cho có đi tên lửa đến thì cũng đâu có nhanh đến vậy. Thánh tử. Là thánh tử. Các tướng sĩ của đại hạ lẩm bẩm, ai cũng ngây ra. Mấy ngày nay, họ đã nghe rất nhiều truyền thuyết về cơ ngân, nhưng bọn họ chỉ mới nhìn thấy tranh vẽ về hắn thôi. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn ngoài đời thật, đúng như những gì trong lời đồn. Hắn là một thiên tài cực kỳ hiếm có. Thánh tử đã đến rồi. Rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Thánh tử của Thiên Tông, trưởng giáo tương lai của Thiên Tông, thân phận cao quý đến mức nào, không ngờ lại đánh đến biên quan, không phải ai cũng có được tinh thần đó vì ra chiến trường thì có thể chết bất cứ lúc nào. Sao ngươi lại đến đây? Sở Lam lắc lư trong thể sức mạnh của kỳ lân. Đấy là cơ ngân. Cô ta vừa nhìn là nhận ra ngay. Nhưng cô ta cực kỳ không mong cơ ngân xuất hiện ở chiến trường, nhất là nơi này. Đại quân trăm vạn người đó, trận này quân Xích Diễm của đại hạ thua chắc rồi, ai đến đây cũng chỉ như nộp mạng. Cơ ngân là một nhân tài, là tương lai của đại hạ, gánh vác hy vọng của Long Triều, không thể nào chết trên chiến trường được. Sở gia đã mất một Sở Vô Xương,
không thể nào mất thêm một Sở Lam nữa, Triệu Bân nói. Càn quấy, nữ soái ho ra một búng máu, dù có Kỳ Lân cũng không thể nào xoay chuyển được cục diện cuộc chiến. Nói xong chưa hả? Người đàn ông trung niên mặc mãng bào cười khẩy, ánh mắt đảo khắp nơi. Không chỉ riêng ông ta, các cường giả của Đại Nguyên và thống soái Đại Nguyên ở phía sau cũng lộ ra ánh mắt tham lam. Cơ Ngân làm thế nào để chạy từ Thiên Tông tới chiến trường mà chỉ mất một ngày, họ không quan tâm, họ chỉ quan tâm Cơ Ngân. Thánh tử của Thiên Tông là một báu vật đấy. Thêm cả con Kỳ Lân trong cơ thể hắn, cũng là báu vật. Nếu bắt được hắn thì đúng là may mắn cực kỳ lớn đấy. Họ nên thấy cảm ơn Long Triều Đại Hạ dám đưa một báu vật như thế này ra chiến trường, mẹ kiếp, quá là bất ngờ, quá là hoan hỉ. Vương Triều Tám Nước âm thầm liên hợp, đánh đấm hăng say, một phần nguyên nhân cũng là vì Cơ Ngân, không ngờ hắn còn tự vác xác tới. Nếu đã như thế, họ còn khách sáo gì nữa? Các cường giả không sợ chứ đám binh sĩ Đại Nguyên thì khiếp vía. Uy danh của Cơ Ngân quá mạnh, tiếng đồn hung dữ cũng không kém gì, sát khí hiển lộ, các cao thủ chuẩn thiên còn đỡ được chứ họ không thể nào đỡ được. Có một kẻ như thế chạy tới, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi. Nếu hắn giơ chân đạp xuống, đám tôm tép như họ, chắc sẽ bị dẫm thành một đống máu thịt bầy nhầy mất. Hạ gục hắn. Người đàn ông mặc mãng bào quát lên, lập tức xông ra. Tứ đại cường giả của Đại Nguyên cũng hô hào lao tới. Ai nấy ánh mắt hừng hực. Kỳ Lân hóa rất mạnh, nhưng cũng phải xem là đang ở đâu, phải xem đang đánh với ai. Bao nhiêu cao thủ chuẩn thiên, chẳng lẽ lại không thể đánh chết được ngươi? Tiền bối, đứng vững nhé. Triệu Bân nói rồi đột ngột cất bước. Sau đó là một lần thiên cháo hộ thể. Nói cho chuẩn xác hơn là thiên cháo hộ thể phiên bản khổng lồ. Khỏi bàn tới người Đại Nguyên, chính nữ soái trông thấy cũng giật mình. Không phải cô ta chưa từng nhìn thấy thiên cháo hộ thể, nhưng thiên cháo hộ thể lớn như thế thì lần đầu được thấy, còn có sức mạnh của Kỳ Lân duy trì nên uy lực rất đáng sợ, đến cả cô ta cũng thầm run rẩy, dù đạt trạng thái đỉnh cao cũng không dám xông tới đối đầu trực diện. Chết tiệt! Các cường giả Đại Nguyên trông thấy mà đồng loạt chửi thề. Có lẽ vì tốc độ của chúng quá nhanh, không kịp dừng lại, ai nấy bị hút chính diện, không trượt tí nào. Đùng, binh! Một loạt cao thủ chuẩn thiên bị thiên cháo hộ thể phiên bản khổng lồ húc bay thẳng lên trời, trong đó có không ít người không kịp điều hòa nhịp thở nên hộc máu ngay tại chỗ, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc. Binh tướng Đại Nguyên ở xung quanh cũng chịu trận, bị tiêu diệt từng mảng lớn vì dư chấn. Ngược lại, cường giả Đại Hạ thì chẳng sao hết, thiên cháo lướt qua như gió xuân thổi. Điều này có công lớn của Triệu Bân, hắn dùng ý niệm điều khiển sức mạnh. Chỉ gây thương tổn cho địch chứ không gây hại cho quân ta, giống như trận thiên lôi trước đó, không làm Dương Hùng hay Yên Thiên Phong bị thương. Việc này đòi hỏi cấp bậc tinh thần cực kỳ cao. May mà hắn đã có võ hồn từ trước. Tuy áp lực khá lớn, nhưng vẫn gắng gượng điều khiển được. Mạnh, quá đi mất. Binh tướng Đại Hạ và đám cường giả Đại Nguyên ở phía xa cũng phải âm thầm nuốt nước bọt. Lần đầu tiên thấy Kỳ Lân hóa, mẹ kiếp, thật là đỉnh. Đó là cao thủ chuẩn thiên đấy, bao nhiêu người xông tới mà bị hất bay. Nếu tập hợp được thêm nhiều người hơn, có thêm vài cái thiên cháo hộ thể cỡ lớn như vậy, thế thì không biết bao nhiêu người sẽ bị tiêu diệt. Quả nhiên, túc chủ chính là lựa chọn tốt trong chiến tranh. Vóc dáng của họ rất to, chỉ cần nhúc nhích thôi đã khiến trời long đất lở. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Bước chân của Kỳ Lân Triệu Bân chưa hề dừng. Mỗi bước hạ xuống đều khiến mặt đất rung lên bần bật, những nơi mà hắn đi qua luôn để lại động tĩnh cực lớn, quân địch Đại Nguyên chịu trận, có trời mới biết bao nhiêu người đã tan xương nát thịt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một con Kỳ Lân to như ngọn núi lao ầm ầm trong đám đông, hướng về doanh trướng trung quân của quân Đại Nguyên, nói cho đúng hơn là lao về phía thống soái Đại Nguyên. Muốn bắn người thì phải bắn ngựa trước. Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Ngươi không lao qua đó được đâu. Nữ soái hoảng loạn nói, dường như biết được mục đích của Cơ Ngân. Kỳ Lân hóa tuy mạnh, nhưng cũng phải xem là dùng ở đâu. Chiến trường là một nơi rất kỳ lạ, nhân lực đông đến một mức nhất định, sĩ khí tương liên, sẽ hình thành nên một loại thế. Thế này sẽ làm đối phương suy yếu không giới hạn, kiểu suy yếu này đến từ mọi góc độ, không chỉ là tốc độ,
mà còn cả khí thế rồi tới uy lực công phá. Đối diện với thế của đại quân mấy trăm vạn người, đừng nói là kỳ lân hóa, cho dù là cao thủ thiên võ cũng không thể qua đó được. Phải biết rằng, trong đại quân trăm vạn người, cường giả cũng nhiều như mây. Ta hiểu, Triệu Bân mỉm cười nhưng bước chân chưa hề ngừng lại, vả lại, hắn còn dùng bùa tốc hành để duy trì tốc độ, trông có vẻ như muốn cưỡng ép lao thẳng vào doanh trướng trung quân của đối phương. Còn về thế mà nữ soái nói, hắn đã biết lâu rồi, trong huyền môn thiên thư cũng nhắc đến. Quả thực, lao đi giữa đại quân trăm vạn người, khí thế của kỳ lân hóa bị giảm đi khá nhiều. Nhưng hắn có cách phá thế. Thế của đại quân trăm vạn người dù mạnh đến mấy, có mạnh hơn thiên uy được không? Cái gọi là thiên uy, đơn giản là sấm sét. Trước khi đến đây, hắn từng xem qua tinh tượng. Đêm nay có mưa hay không thì hắn không biết, nhưng chắc chắn là có sấm. Cảnh tượng đại quân trăm vạn người bị sét đánh chắc là rất hoành tráng, chỉ cần trận tuyến của đối phương rối loạn, hắn đủ tự tin mình sẽ tới được doanh trướng trung quân, càng đủ tự tin mình có thể tiêu diệt được chủ soái của đối phương. Chớ làm bậy. Nhân lúc chưa tiến vào sâu, mau trốn đi. Nữ soái túm lấy Triệu Bân, lời nói vẫn rất uy nghiêm. Vô Xương sẽ phù hộ cho chúng ta. Triệu Bân đáp, ánh mắt vô cùng kiên định. Đùng, đùng huỳnh huỳnh. Kỳ lân Triệu Bân va đụng khắp nơi, một đường lao thẳng, nện chân xuống đất làm mặt đất rung chuyển. Động tĩnh này đâu chỉ hoành tráng, nó còn rất đẫm máu nữa kìa. Ai bảo kỳ lân hóa nguy nga như ngọn núi chứ? Võ tu bình thường không chịu nổi nó đâu, nó dẫm chân xuống là đối phương nát bét rồi, tiên phong của quân đội đại nguyên bị quấy quá đến mức không thành hình nữa. Mạnh quá. Tướng sĩ đại hạ trông thấy mà chấn động. Dù là cao thủ chuẩn thiên cũng không tạo ra được cảnh tượng này nhỉ. Đi đâu hả? Bọn người cảnh giới chuẩn thiên của đại nguyên bị thiên cang hộ thể đánh bay lộn nhào trước đó không tấn công biên quan của đại hạ nữa mà lại xông hết về phía kỳ lân Triệu Bân. Việc biên quan đại hạ bị công phá chỉ còn là vấn đề sớm muộn, nhưng cơ ngân, kỳ lân và nữ soái lại chỉ có một, mà ba người họ lại còn ở cùng với nhau nữa. Đúng là một miếng mồi ngon, giết được nữ soái thì sẽ được ban đất, phong vương, bắt được Triệu Bân và kỳ lân thì sẽ có được tạo hóa ngàn năm có một. Bắt lấy hắn. Đằng sau có truy binh, đằng trước cũng có người chốt chặn. Giống như những gì nữ soái đã nói, trong trăm vạn đại quân đó, cao thủ nhiều vô kể, rất nhiều người đều là cảnh giới chuẩn thiên, lúc nãy họ chỉ đứng xem, nhưng khi nhìn thấy cơ ngân thì ai cũng trở nên phấn khích. Vì bọn họ không ngốc, ai cũng biết cơ ngân là miếng thịt mỡ được nướng dậy cả mùi thơm mà. Hắn lừa ân chú cả đống tài nguyên tu luyện, bảo người ta không thèm khát sao được. Bắt được cơ ngân thì tám đời sau cũng không cần lo ăn lo mặc. Lúc này, đến cả thống soái đại nguyên ở phía sau cũng muốn dẫn người ngựa đánh qua. Ban đất, phong vương gì đó. Biên quan đại hạ gì đó. Đều không đáng giá bằng một tên cơ ngân. Vây. Các cao thủ đại nguyên xông qua trước đã thi triển bí pháp từ khi còn ở rất xa. Bỗng nhiên, những trụ sáng nối đuôi nhau chọc thủng đất phóng lên. Hợp lại thành một cái lồng cực to, muốn vây hãm kỳ lân cơ ngân vào trong, chỉ cần có thể nhốt được hắn thì những chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết. Trong trăm vạn quân hùng mạnh của Vương Triều Đại Nguyên có nhiều cảnh giới chuẩn thiên đến vậy, họ không tin không thể bắt được hắn. Muốn nhốt ta sao? Triệu Bân hừ lạnh, chiếc lồng vẫn chưa kịp khép kín lại thì hắn đã nhảy ra. Cấm! Tốp cao thủ Đại Nguyên thứ hai đánh đến, bấm ấn quyết bằng một tay. Giọng nói vừa dứt thì xiềng xích bằng phù văn mảnh dài nối đuôi nhau chui từ dưới đất lên giống như những con rắn nước, cuốn lấy kỳ lân Triệu Bân. Có lẽ những thứ này sẽ chẳng là ất ơ gì nếu chỉ có một người nhưng nếu như nhiều người thì sẽ rất đáng sợ. Về điểm này thì Triệu Bân biết rất rõ, nếu như hắn bị trói chặt thì dù đang kỳ lân hóa, hắn cũng khó mà thoát ra được. Có điều, Triệu Bân cũng không phải là một khúc gỗ, đâu thể nào đứng yên để bị trói lại được. Đột. Xiềng xích phù văn vẫn chưa kịp chạm đến thân Triệu Bân thì hắn đã dùng phép độn địa. Vì tốc độ của hắn quá nhanh nên những sợi xích phù văn phóng đến đều bắt hụt. Ở dưới lòng đất, một tên cảnh giới chuẩn thiên của đại nguyên hét lớn lên. Cút ra đây, không biết có bao nhiêu cao thủ đại nguyên đã hét lên và trưởng xuống mặt đất. Gào! Kỳ lân Triệu Bân cũng không ngốc,
hắn đã chạy ra khỏi lòng đất trước rồi. Sau đó, hắn lại dùng thiên cang hộ thể khiến đám đông trong phạm vi mấy ngàn trượng trở lại, bao gồm cả cảnh giới chuẩn thiên của đại nguyên đều bị chấn động và bay ra xa, rất nhiều người bị chấn động đến nổ tan tành. Mau chạy thôi! Ngươi đánh không lại đâu! Nữ soái lại kéo lấy Triệu Bân, cô ta biết cơ ngân khi kỳ lân hóa rất mạnh nhưng sức mạnh của cơ ngân đến từ kỳ lân, hơn nữa còn là một con kỳ lân non, sức mạnh truyền thừa vẫn chưa được kế thừa đủ. Nếu cứ thi triển bí thuật như thế thì sức mạnh sẽ càng lúc càng giảm, không thể đánh kiểu phá sức như thế được, nếu không, chưa kịp đánh đến đại doanh của quân đối phương, chưa kịp bị cao thủ của đại nguyên giết chết thì bản thân đã tự kiệt sức trước mất rồi. Vô Xương sẽ phù hộ cho chúng ta. Triệu Bân lại nói câu đó lần thứ hai. Ánh mắt của hắn không chỉ kiên định mà còn có cả sự điên cuồng. Ọc, ọc. Vì hắn tấn công như lên cơn điên nên binh tướng đại nguyên lại phải no đòn. Ngoài cảnh giới chuẩn thiên gia thì có ai dám đối đầu với hắn đâu. Những người chưa đạt đến cảnh giới chuẩn thiên thì lùi về sau, các cao thủ đại nguyên hét lớn. Sau khi phát lệnh, binh tướng đại nguyên rút lui như nước chiều, chỉ có những cao thủ cảnh giới chuẩn thiên xông lên, ai nấy cũng cười lạnh lùng và nói, chỉ là cảnh giới địa tạng còn con, người có thể dùng được bao nhiêu bí thuật chứ? Xem ra thì các cao thủ của đại nguyên cũng phải ngốc, bọn họ đều đã nhìn ra được vấn đề, kỳ lân hóa thi triển bí thuật thì đúng thật là cực kỳ bá đạo, nhưng việc thi triển bí thuật không chỉ làm tiêu hao chân nguyên của bản thân mà còn tiêu hao sức mạnh của kỳ lân, dùng chừng nào thì hao chừng đó, hơn nữa còn không thể bổ sung, dùng nhiều thì nhất định sức mạnh sẽ bị cạn kiệt. Đến đây, Triệu Bân hét lên lanh lành. Hắn kỳ lân hóa, biến thành một con diều hâu, vỗ cánh bay lên thẳng lên trời cao. Binh tướng của hai nước đều ngây ra khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bên trong cơ thể túc chủ là loại thú gì thì sẽ biến thành loại thú đó. Khế ước quy định như thế. Cơ ngân này cũng lợi hại thật, sao lại biến được ra thành con diều hâu thế kia? Nhưng nghĩ lại thì có thể hiểu được, bọn họ đã nghe nói về cuộc chiến của cơ ngân và cửu vĩ ân minh. Trong cuộc chiến đó, cơ ngân có thể kỳ lân hóa biến thành hình người, vậy thì hôm nay đương nhiên có thể kỳ lân hóa biến thành diều hâu. Cũng tức là hắn có thể tùy tiện biến đổi hình thái. Bây giờ, khi muốn lên trời thì biến thành hình dạng của một con chim sẽ càng phù hợp hơn. Lên trời thì chạy được sao? Cao thủ của đại nguyên cười nham hiểm, cả đám cũng phóng lên trời, người thì dùng tọa kỵ, người thì dùng bùa chú bay lượn đuổi giết theo phía sau. Cảnh tượng đó rõ ràng là cả đám đang âm mưu đánh hội đồng kỳ lân cơ ngân trên không trung mà. Lượn à, cho ngươi lượn tới chết luôn. Để xem lát nữa hết sức rồi thì ngươi có còn lượn được nữa không? Quang minh chiếu thế. Người đàn ông trung niên mặc mãng bào hét lên, bấm ấn quyết bằng một tay. Bầu trời rung chuyển, một mặt trời màu vàng kim hiện ra trong hư không. Lăng không băng trận. Cực pháp, phách thiên hỏa đao. Huyết diệt. Tiếng hét lớn không ngừng vang lên, các cao thủ đại nguyên khác cũng đều thi triển bí pháp. Bầu trời lập tức trở nên náo nhiệt, nào là lưỡi dao băng, đao lửa, nào là ánh sáng máu, mọi thứ rơi từ trên trời xuống như thể mưa to gió lớn, bỗng chốc bao trùm hết cả một vùng trời, tất cả chỉ vì muốn đánh kỳ lân cơ ngân xuống đất lại. Phá. Triệu Bân giơ cao long uyên, thanh kiếm bỗng dài ra cả trăm trượng, băng qua không gian bao la. Đâm thủng mặt trời đó. Với khí huyết cuồn cuộn, cộng thêm sức mạnh của kỳ lân, hắn điên cuồng khuấy tung mây gió, lưỡi dao băng, đao lửa hay ánh sáng máu gì đó đều bị kiếm của hắn khuấy đến nát tan. Nhóc con được đấy. Ăn một tên của ta đây. Lão già áo bạc hét lên lạnh lùng, rút một cây cung màu đen lên và kéo tên. Mũi tên giống như một ánh sáng màu đen, phóng ngược lên trời với sức mạnh hủy diệt. Chu tiên quyết. Triệu Bân kẹp hai ngón tay lại với nhau, đánh tan mũi tên. Cùng lúc đó, hắn vung tay áo một cái, bùa chú bay đầy trời, đổ xuống như mưa bão, tất cả đều là bùa lôi quang. Hắn không hy vọng có thể làm đối phương bị thương, mà chỉ cần có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của đối phương là được. Vốn dĩ hắn định dùng bùa nổ, nhưng trên người các cao thủ đại nguyên đều có đồ để phòng bùa nổ, có dùng bao nhiêu bùa nổ đi nữa thì cũng không nổ nổi. Ầm, bùm. Bùa lôi quang nổ tung, ánh sáng chói mắt bao trùm cả một vùng trời. A! À, các cao thủ đại nguyên đang đuổi đến đều bị lóa mắt, không thấy được gì,
đến khi nhìn rõ lại được thì đập vào mắt họ lại là một khoảng không tràn đầy bùa chú nữa, cũng vẫn là bùa lôi quang đó, không biết tên nhóc này lấy đâu ra nhiều bùa đến thế nữa. Phải rồi, hắn lừa ân chú 1 tỷ tài nguyên, nhất định trong đó cùng có không ít bùa chú. Đến lượt ta rồi. Triệu Bân cất kiếm Long Uyên vào, lấy cung bá vương ra, kéo một lúc 3 mũi tên. 3 mũi tên này là thiên lôi, khí huyền hoàng và chân khí thái âm. Vụt, vụt, vụt. Ngay lập tức, 3 cao thủ cảnh giới chuẩn thiên bị bắn trúng, cả người và tọa kỵ đều rơi từ trên trời xuống đất. Hắn không biết đối phương có chết hay không nhưng chắc chắn sẽ phải mất nửa cái mạng. Phải biết rằng, mỗi mũi tên mà hắn bắn ra đều được thêm sức mạnh kỳ lân, chân nguyên của hắn, sức mạnh đại địa và sức mạnh tiên gia. Còn cả tu vi nữa. Bây giờ hắn đã bước vào tầng 2 của cảnh giới địa tạng nên đã đủ tư cách đánh tay đôi với cảnh giới chuẩn thiên. Quan trọng nhất vẫn là kỳ lân hóa, trạng thái đó không phải là chuyện giỡn chơi được. Vù vù vù. Những mũi tên cứ nối tiếp nhau, tên sau còn bá đạo hơn cả tên trước. Mỗi một mũi tên được bắn ra là nhất định sẽ có người bị bắn trúng, máu văng khắp trời. Cao thủ đại nguyên nổi điên, muốn phản công nhưng cứ nhào lên là gặp phải rắc rối là bùa lôi quang. Bùa chú của tên nhóc đó không chỉ có nhiều thôi đâu, mà rõ ràng là vô cùng tận, hắn cứ vung ra hết đợt này đến đợt khác, bùa cứ nối đuôi nhau nổ, hơn nữa, cấp bùa cũng không hề nhỏ, khiến bọn họ không sao mở mắt ra nổi. Đến khi họ mở được mắt ra thì tên đã phóng đến rồi. Có rất nhiều cao thủ đều bị trúng tên cùng với tọa kỵ của mình. Chuyện này. Binh tướng 2 nước đều kinh ngạc khi thấy các cao thủ cảnh giới chuẩn thiên lần lượt rơi xuống. Kỳ lân hóa lợi hại vậy sao? Cơ ngân trong trạng thái kỳ lân hóa đã đáng sợ đến mức đó rồi sao? Cây cung thật bá đạo. Sức mạnh thật khủng khiếp. Nữ soái cũng giật mình, bất giác nhìn chăm chăm cung bá vương. Đúng thật là một vũ khí lợi hại. Nhờ nó có thể tự gia tăng được sức mạnh, cộng thêm kỳ lân hóa nữa nên mới khiến uy lực của cơ ngân có thực lực tầng 2 cảnh giới địa tạng tăng mạnh, đến nỗi các cao thủ cảnh giới chuẩn thiên phía đối phương đều bị đánh rơi khỏi bầu trời. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì. Nhìn sang phía kia thì thấy lại có rất nhiều cao thủ đại nguyên xông lên trời. Đấy là không quân của vương triều đại nguyên. Những con huyết điêu như những đám mây màu máu nhuốm đỏ cả bầu trời. Khi bị đánh hội đồng mà đánh lâu thì nhất định sẽ thua. Mặc dù kỳ lân hóa mạnh nhưng ít sao địch nổi nhiều. Thiên thủ đại la. Lúc nữ soái đang ngỡ ngàng thì Triệu Bân lại dùng bí thuật. Kỳ lân hóa mà dùng đến bí thuật thì nhất định tạo ra tình huống kinh thiên động địa. Bàn tay 5 ngón như che khuất cả bầu trời, đánh rất nhiều người rơi xuống đất như thể đang đánh ruồi nhặc. Những con huyết điêu không chịu nổi uy lực của trưởng ấn, bị nổ tung ngay tại chỗ. Các cao thủ đại nguyên đang ở bên trên chúng thì rơi xuống đất như những bao cát. Binh sĩ 2 nước nhìn thấy cảnh đó thì đều thầm nuốt nước bọt, không đánh nhau nữa mà ngẩng đầu lên xem, chắc vì xa quá, không nhìn rõ được nên rất nhiều người đã lấy kính viễn vọng ra xem. Ta cũng muốn xem thử ngươi có thể cầm cự được bao lâu. Các cao thủ đại nguyên nghiến răng nghiến lợi, nối đuôi nhau xông lên. Không quân của đại nguyên rất hùng mạnh. Xông hết lên trời chỉ vì muốn bắt được một mình kỳ lân cơ ngân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.